Thiên Đạo Đồ Thư Quán. Chương 61, nàng yêu ta. Ngày hôm qua mời Trương Huyền ăn cơm, kết quả gặp Thượng Bân. Đường đường cháu của trưởng lão, lão sư cao cấp trong học viện, bị chỉnh đốn thảm như vậy, không trả thù mới là lạ. Nhưng bên trong học viện cấm lão sư tranh đấu riêng, chẳng lẽ hắn phái một tên, cố ý che mặt trốn ở chỗ này đánh lén Trương Huyền. Cũng khó trách Trầm Bích như nghĩ như vậy, Diêu Hàn hóa trang thực sự quá quái lạ, dùng một đống vải trắng che mặt, chỉ lộ ra con mắt, vừa nhìn đã làm cho người ta biết hắn không muốn lộ gương mặt thật cho người ta biết. Mấu chốt nhất là, hỏi hắn còn không nói. Kết hợp với chuyện tối qua Trương Huyền không muốn cho mình theo, khẳng định là Thượng Bân tức giận tìm người trả thù. Híp mắt lại, Trầm Bích như lộ ra một đạo hàn mang, chuyện này bởi vì nàng mà ra, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi có biết ra tay với lão sư trong học viện là tội danh gì hay không? Ra tay với lão sư? Diêu Hàn không nghĩ đến mỹ nữ này lại hỏi như vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhớ tới chuyện ra tay đánh nhau với Thượng Bân, lập tức bừng tỉnh. Lẽ nào ngươi chính là tiểu thư Trầm Bích Như? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bởi vì Thượng Bân và Trương Huyền tranh đoạt Trầm Bích Như nên mới đánh mình một trận tàn nhẫn, chuyện này đánh chết hắn cũng không quên. Vào lúc này đột nhiên xuất hiện mỹ nữ, còn nói đánh lão sư là có tội, không phải nàng thì còn ai. Xem ra ngày hôm qua mình đánh Thượng Bân, nàng muốn tới báo thù thay vị này. Không sai. Trầm Bích Như lập tức cảnh giác, đôi bàn tay trắng như phấn sờ một cái, một luồng khí thế bốc lên. Thức thời lập tức rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Bản thân nàng là võ giả ngũ trọng đỉnh cao. Hiện tại phóng thích toàn bộ sức mạnh mang cho người ta một loại cảm giác mạnh mẽ đến cực điểm. Không khách khí, ngươi không phải tới gây phiền phức cho ta sao? Tìm cớ làm gì? Thấy nàng nói không tới hai câu liền chuẩn bị ra tay, sắc mặt Diêu Hàn khó coi đến cực điểm. Hắn đường đường là đại quản gia, có thể hô mưa gọi gió trong Bạch Ngọc Thành, ai thấy hắn cũng sợ hãi ba phần, kết quả đến nơi này, trước tiên bị người ta đánh, sau đó một lão sư nho nhỏ lại không đặt hắn vào trong mắt. Hắn đã sớm sinh ra lửa giận. Nghe nói như thế, hắn không thể nhịn được, sầm mặt lại, lập tức siết chặt nắm đấm, không nói hai lời liền lao tới. Hắn vừa ra tay, Trầm Bích Như còn muốn quát lớn lại bị nghẹn trong cổ, không thể làm gì khác hơn là tiến lên nghênh tiếp. Ầm ầm ầm, hai người nhất thời giao thủ với nhau. Mặc dù Trầm Bích Như chỉ là võ giả ngũ trọng đỉnh cao, nhưng khí lực dài lâu, chiêu số tinh diệu, tuy thực lực Diêu Hàn vượt qua đối phương. Bởi vì bị thương, trong thời gian ngắn cũng không thể làm gì được nàng. Thượng thiếu gia, phía thượng trưởng lão nói thế nào? Trên đường lớn trong học viện, Tào Hùng không nhịn được hỏi thăm thiếu niên đi tới. Yên tâm, chỉ cần người học viên các ngươi không cam tâm tình nguyện trở thành học viên của đối phương, lần này Trương Huyền chết chắc rồi. Thượng Bân cười lạnh. Sáng sớm hôm nay, thượng thần trưởng lão đã chạy tới sư giả công hội tìm được Mạc trưởng lão, còn mời tới đây. Chỉ cần đồng thời dẫn Trương Huyền và người học viên kia tới học tâm tháp, nhất định có thể làm hắn thân bại danh liệt, cút ra khỏi Hồng Thiên học viện. Vậy thì tốt, Trương Huyền bị học viện khai trừ, Trầm lão sư nhất định sẽ bị thủ đoạn của công tử thuyết phục. Đồng thời khó dứt bỏ ngươi. Tào Hùng tươi cười lấy lòng. Khẳng định ngày hôm qua Bích Như bị tiểu tử kia lừa gạt mới cùng ăn cơm với hắn, chỉ cần tiểu tử này cút ra khỏi học viện, ta không tin không theo đuổi được. Nghĩ đến Trầm Bích Như, Thượng Bân lại lộ ra tin tưởng lần thứ hai. Hắn là cháu trưởng lão, lại là lão sư cao cấp, dáng dấp cao lớn đẹp trai, nhìn vào bất cứ điểm nào đều lợi hại hơn Trương Huyền vô số lần. Mỹ nữ như Trầm Bích Như, trong cả học viện cũng chỉ có mình mới xứng với nàng. Chỉ cần theo đuổi tới cùng, không thích mình thì thích ai. Vậy thì chúc Thượng thiếu gia sớm ngày ôm Mỹ nhân về. Tào Hùng đồng thời khen tặng. Yên tâm đi. Sau đó Trầm lão sư sẽ theo ta như hình với bóng, khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thượng Bân đang muốn cất tiếng cười to, lập tức cảm thấy bắp thịt bị thương chấn động sinh ra đau đớn dữ dội. Còn nữa, diệt trừ Trương Huyền, cũng không thể bỏ qua Diêu Hàn đánh ta ngày hôm qua. Quản gia thành chủ Bạch Ngọc Thành thì thế nào? Nơi này là Thiên Huyền Vương Thành, còn chưa tới phiên hắn ngang ngược. Tên kia đánh hắn trước mặt mọi người, đánh hắn đau như vậy, làm sao có thể bỏ qua? Đương nhiên, Tào Hùng gật gù, đột nhiên sững sờ, vội vàng chỉ về phía trước. Thượng thiếu kia, mau nhìn. Thế nào? Thượng Bân sững sờ, không nhịn được ngẩng đầu nhìn sang, vừa nhìn sang, con người co rút lại.
đây không phải là Trầm lão sư sao? Tại sao nàng lại chiến đấu với người khác? Đó chính là Diêu Hàn. Ngay phía trước bên ngoài lớp học của Trương Huyền, hai người đánh nhau khí thế hừng hực. Một người trong đó là nữ thần trong mộng của hắn, Trầm Bích Như, một người khác là kẻ hắn vừa nhắc tới, căm hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa Diêu Hàn. Hai người kia vốn che mặt, căn bản chưa từng gặp qua, tại sao đánh nhau? Thượng thiếu, có phải hay không? Trầm lão sư biết ngươi bị đánh, trong lòng không cam lòng, muốn báo thù cho ngươi. Do dự một chút, đột nhiên Tào Hùng nghĩ đến một khả năng, không nhịn được nói. Ừm, thật sao? Thượng Bân sững sờ. Đúng vậy, không phải vậy hai người bọn họ không có lý do gì chiến đấu với nhau. Tính tình Trầm lão sư dịu ngoan, luôn luôn thân mật với người khác, không động thủ với ai, điểm ấy ngươi cũng biết, ngươi vừa bị đối phương đánh, nàng liền ra tay đánh nhau với người này, không phải là vì thượng thiếu gia ngươi. Ta thật sự không nghĩ ra lý do nào khác, có thể làm nhiều điều vì ngươi như vậy, ta dám khẳng định, Trầm lão sư khẳng định rất thích ngươi, thậm chí yêu ngươi. Tào Hùng nói, nàng yêu ta. Toàn thân Thượng Bân cứng đờ, nhất thời cảm thấy hạnh phúc tột đỉnh. Đúng vậy a, hắn thật sự không nghĩ ra, tại sao Trầm Bích Như lại chiến đấu với người này. Không nghĩ đến nữ nhân này chưa bao giờ đồng ý ăn cơm cùng hắn, rất giống như gần như xa với hắn, kỳ thực. Trong lòng lại yêu hắn, quan tâm hắn như thế. Thậm chí vì hắn, dùng thực lực võ giả ngũ trọng đỉnh cao, mạnh mẽ chống đỡ võ giả lục trọng. Không được, ta không thể nhìn nàng bị thương vì ta. Trong lòng kích động, Thượng Bân như được rót đầy máu hồi sinh, cả người tràn ngập đấu trí. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Đối phương đã làm như vậy, bản thân mình do dự cái gì? Do dự còn là nam nhân hay sao? Trầm lão sư, ta tới giúp ngươi. Gầm lên giận dữ, Thượng Bân vừa vặn vọt tới. Diêu Hàn đang chiến đấu với Trầm Bích Như, trải qua thăm dò hơn 10 chiêu, đã hoàn toàn hiểu rõ sự công kích của đối phương, tin tưởng chỉ cần dùng lực, chỉ sau mấy chiêu là có thể đánh bại, đang định dùng tới tuyệt chiêu liền nghe tiếng la lớn vang lên, Thượng Bân đi tới trước mặt. Quả nhiên là cùng một bọn, đáng ghét, đáng ghét. Nhìn thấy hắn, lửa giận của Diêu Hàn bộc phát lần thứ hai. Vốn cho rằng mình hiểu lầm, bây giờ nhìn xem, hiểu lầm cái rắm. Hai người kia chính là một nhóm, muốn gây phiền phức cho mình. Càng nghĩ càng giận, hắn ra tay không lưu tình, hùng hổ tấn công Thượng Bân. Ừm, Thượng Bân như hít thuốc lắc, tới rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã giao thủ với Diêu Hàn, Trầm Bích Như không kịp phản ứng. Khi thấy hai người chiến đấu với nhau, nàng lại sững sờ. Lẽ nào ta đoán sai, người này không phải hắn phái tới. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, lập tức nhớ tới cái gì, mặt cười trầm xuống. Hóa ra là Song Hoàng, khó trách lúc nãy ta cảm thấy kỳ quái, nếu tên này gây phiền phức cho Trương Huyền, tại sao không lao vào trong động thủ, nhất định phải trốn ở cửa, hóa ra là muốn chờ hắn tới làm anh hùng cứu mỹ nhân, hấp dẫn ta chú ý, hừ. Chương 62, Thượng Bân tan vỡ. Mỹ nữ đi tới chỗ nào đều thu hút sự chú ý của nam nhân, không ít người vì nàng, cố ý làm ra đủ loại thủ đoạn, chỉ vì muốn nàng nhìn nhiều một chút, loại anh hùng cứu mỹ nhân này chính là kế sách sung tục nhất. Các loại thủ đoạn, hoặc là đại triển thần uy, hoặc là bị đối phương đánh một trận, sau đó làm cho mình sinh lòng thương hại, bởi vì thương sinh thích. Ngược lại, bất kể thế nào đều là làm bộ làm tịch, làm người ta sinh chán ghét. Hiểu rõ điểm này, Trầm Bích Như lui ra khỏi vòng chiến. Nếu cố ý hành động, vậy thì mặc kệ ngươi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ầm 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 ầm. Nhìn thấy kẻ thù đặc biệt đỏ mắt, Diêu Hàn lúc này toàn lực ứng phó, căn bản không lưu tình chút nào, trong thời gian ngắn, Thượng Bân dũng mãnh quả cảm bị đánh ra chóc thịt bong lần thứ hai, mặt đầy máu tươi. Diêu Hàn cũng không dễ chịu, gương mặt như xác ướp của hắn bị máu tươi thẩm thấu. Còn giả bộ như thật, tiếp tục, Trầm Bích Như khoanh tay trước ngực. Trầm lão sư, nhanh đi trợ giúp Thượng thiếu gia, hắn sắp không chịu được nữa. Nhìn thấy Thượng Bân bị đánh, Tào Hùng không nhịn được vội vã tiến lên. Hắn chỉ là võ giả tứ trọng bì cốt cảnh, chênh lệch với người này quá lớn, đi lên cũng là chịu chết, chỉ có thể cầu viện Trầm lão sư trước mắt. Ta có thể trợ giúp sao? Thấy đối phương đi tới, Trầm Bích Như cười gằn. Đúng vậy a, người không cứu hắn, Thượng thiếu nhất định sẽ bị đánh chết. Không nhìn ra nàng lạnh lùng như vậy, Tào Hùng vội vàng thúc giục. Vậy thì tốt, ta đi lên. Trầm Bích Như bước lên trước. Hô! Thấy được nàng tiến tới lần thứ hai,
Song trưởng của Diêu Hàn đẩy một cái ép Thượng Bân lui hai bước, nhảy ra khỏi vòng chiến. Rất tốt, ta ghi nhớ mối thù hôm nay, núi cao sông dài, ân tình của hai vị cho ta, ngày sau ta nhất định báo đáp. Hiện tại hắn bị thương, đánh với một trầm bích như đã có phần vất vả, hai người gộp lại, cho dù có thể vượt qua nhưng nơi này là Hồng Thiên Học Viện, chờ thời gian càng dài, phiền phức càng nhiều, vạn nhất đối phương có âm mưu gì, một lúc nữa muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Vì lẽ đó, do dự một lúc, hắn vẫn quyết đoán rời đi. Tuy không thể báo thù, đối phương cũng bị mình đánh rất thảm, nhưng mối thù này đã kết, sớm muộn gì cũng sẽ báo thù. Nói xong, Diêu Hàn xoay người rời đi. Thời gian ngắn ngủi liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Võ giả lục trọng ích huyệt cảnh muốn chạy trốn, cho dù Trầm Bích Như cũng không đuổi kịp. Lại nói, nàng căn bản không muốn đuổi theo, hàn ý trên mặt càng đậm. Mình vừa tiến lên, đối phương bỏ chạy, nói rõ cái gì? Rất đơn giản a, trình diễn xong, đương nhiên phải đi. Trầm lão sư, không nghĩ tới ngươi tốt với ta như vậy, ta đã hiểu rõ tâm ý của ngươi. Nhìn thấy Trầm Bích Như lần thứ hai xông lên giải vây giúp hắn, nội tâm Thượng Bân đầy cao hứng, trên gương mặt sưng đỏ cố nặng ra nụ cười, làm ra động tác tự nhiên là tuấn tú. Kỳ thực, ta cũng yêu ngươi. Vào lúc đang tức giận, muốn nhìn xem tên này lấy ra thủ đoạn ẩu tả gì hấp dẫn mình, liền nghe nói như thế, Trầm Bích Như kém chút tức điên tại chỗ. Tâm ý của ta? Tâm ý của ta là cái quỷ gì? Lưu manh! Trầm Bích Như nghiến răng nghiến lợi. Bốp! Tát một cái như trời giáng. Ực, lấy hết dũng khí biểu lộ xong, vào lúc cho rằng mỹ nữ sẽ không kìm lòng được nhào vào trong lòng, lúc này cảm thấy gương mặt vô cùng đau đớn, thân thể lảo đảo một cái, va đầu vào cửa sắt, hai mắt Thượng Bân nhìn thấy trời sao, kém chút đã ngất đi tại chỗ. Ngươi tát ta làm gì? Ngươi không phải chiến đấu với người khác vì ta sao? Hắn sắp điên rồi. Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì? Một hồi tốt, một hồi không tốt. Một hồi mùa xuân, một hồi mùa đông. Ta trêu ai ghẹo ai. Kẹt kẹt, vào lúc Thượng Bân không rõ đang xảy ra chuyện gì, thời điểm nội tâm tan vỡ, lớp học cửa từ từ mở ra, Trương Huyền đi ra, nhìn thấy mọi người liền cau mày. Ta đang dậy, cãi nhau thế còn ra thể thống gì? Trương Huyền, ngươi tới thật đúng lúc. Vào lúc nội tâm đang tan vỡ, nhìn thấy hắn đi ra, Thượng Bân phẫn nộ xông tới. Tào Hùng lão sư đã đưa ra khiếu nại với học viện. Cho rằng ngươi lợi dụng hành vi lừa gạt, bức bách học viên Lưu Dương của hắn trở thành học viên của ngươi. Hiện tại học viện đã phê chuẩn tiến hành tra xét học tâm, khuyên ngươi nhanh chóng dẫn Lưu Dương đi. Tra xét học tâm. Trương Huyền sững sờ, kết hợp trí nhớ của đời trước, nhất thời hiểu ra, hơi cau mày. Không sai, hiện tại ta đại biểu phòng giáo vụ thông báo cho ngươi, không đi chính là vi phạm quy củ học viện, tương đương với việc sẽ bị khai trừ. Thượng Bân cười lạnh. Hắn đánh không lại Diêu Hàn, hắn không dám nói gì về Trầm nữ thần, chỉ có thể phát tiết lửa giận của mình lên người tên lão sư phế vật. Trương Huyền lão sư, đừng đi. Trầm Bích Như cau mày lên tiếng. Tuy rằng không biết Thượng Bân muốn làm như vậy có bao nhiêu phần nắm chắc, nhưng khẳng định là mưu kế nhằm vào Trương Huyền. Một khi đáp ứng, tra xét học tâm có vấn đề, không cẩn thận mất đi tư cách lão sư là chuyện nhỏ, còn bị khai trừ. Nhưng nàng chưa nói hết lời liền bị Trương Huyền xua tay cắt ngang. Vậy thì tốt, ta đi. Lúc trước, Lưu Dương thật sự cảm thấy làm học viên của mình có phần oan ức, mà bây giờ, từ lâu đã triệt để tín phục, hiện tại cho dù mình nói hắn nhảy lầu luyện khinh công, sợ rằng hắn sẽ đáp ứng không chút do dự. Tín nhiệm tới mức này, sợ gì tra xét học tâm. Nhìn tên này tràn đầy tự tin như thế, đến thời điểm đó ai mất mặt còn chưa biết. Ngươi không dám đi, hiện tại ta liền thông báo bảo vệ học viện mang ngươi đi. Còn tưởng rằng Trương Huyền từ chối, Thượng Bân đang căm phẫn dùng lý lẽ áp bách, đột nhiên phản ứng lại. À, ngươi nói cái gì, ngươi muốn đi? Trương Huyền không còn trả lời, cười nhạt, xoay người đi tới trước cửa. Lưu Dương, đi theo ta. Rõ. Lưu Dương rời khỏi phòng. Chuyện này, không nghĩ tới đối phương phối hợp như vậy, gương mặt Thượng Bân ban đầu tràn đầy tự tin lại biến thành do dự. Thượng thiếu gia yên tâm đi. Lưu Dương lúc ban đầu đã nói với ta, khẳng định muốn làm học viên của ta, ta chắc chắn. Tào Hùng hạ thấp giọng. Vậy thì tốt. Nghe được bảo đảm như thế, lúc này Thượng Bân mới gật đầu, nhanh chân đi về phía trước. Đi thôi. Ngươi. Thiếu niên đáp ứng nhanh như thế, Trầm Bích Như đầy lo lắng. Tra xét học tâm,
đây là các lão sư không nể mặt mũi nhau mà không có phương thức giải quyết, một khi thất bại, lão sư nào lừa dối sẽ phải chịu trừng phạt rất lớn. Chuyện như vậy làm sao có thể đáp ứng chứ, làm sao cũng phải chối từ, dùng phương thức nhu hòa giải quyết, bằng không. Họa lớn. Không có gì. Biết đối phương lo lắng điều gì, Trương Huyền nở nụ cười nhẹ nhõm, cũng không nhiều lời, nhấc chân đi cùng Thượng Bân về hướng học tâm tháp của học viện. Cái tên này. Thấy thiếu niên không hề nghe lời khuyên của nàng, Trầm Bích như vừa vội vừa tức. Là một đại mỹ nữ, lời của mình nói ra, người khác đều hưng phấn tiếp thu, cái tên này thì ngược lại, không những không nghe, còn trực tiếp bỏ qua, không phải hắn muốn chết sao? Phải biết ra ra Thượng Bân là chủ nhiệm phòng giáo vụ, hắn dám làm như vậy, khẳng định là cái bẫy chờ ngươi vào trong. Muốn tự mình tìm xui xẻo, đáng đời. Tức giận dậm chân một cái, nhưng do dự chốc lát, Trầm Bích Như vẫn nhấc chân đi theo. Đối với Trương Huyền, nàng chỉ có hiếu kỳ, chưa nói yêu thích hay không, nhưng Thượng Bân đối xử với hắn như vậy khẳng định là bởi vì nàng mà ra, bất kể nói thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chương 63, Mạc Tường trưởng lão. Học tâm tháp cao nguy nga chót vót. Mạc trưởng lão, xem ra lần này làm phiền ngươi. Thượng thần trưởng lão nhìn sáng lão giả ngồi bên cạnh. Trưởng lão của sư giả công hội, Mạc Tường. Thượng trưởng lão khách sáo, chúng ta đều là bạn cũ. Mạc Tường trưởng lão chừng 50 tuổi, gương mặt mang theo tròm râu màu xám đen thưa thớt. Ngươi yên tâm, nếu như vị lão sư này thật sự dùng phương thức bức bách, ép buộc người khác làm học viên của hắn, ta khẳng định sẽ báo lên công hội, khai trừ tư cách lão sư của hắn. Ai, là ta sơ hở trong công việc. Thượng thần trưởng lão lắc đầu, làm ra dáng vẻ trách trời thương người. Lần trước vị lão sư này sát hạch toàn bộ đều không điểm, ta từng cho hắn một cơ hội, nếu không mời được học viên thì khai trừ. Có khả năng bị áp lực cho nên mới đưa ra hạ sách này. Trách ta, trách ta. Vừa nói vừa thở dài. Thượng trưởng lão nói gì vậy, người có tâm nhân hậu, cũng cho hắn một cơ hội, không nghĩ tới tên này không biết cảm ơn, trái lại còn làm ra chuyện đê tiện vô sỉ, quả thực chẳng biết xấu hổ, tội ác tày trời. Sắc mặt Mạc trưởng lão tối tăm. Khí tức hùng hồn tỏa ra. Thân là lão sư, không nghĩ dùng tri thức dạy người, còn làm ra những chuyện bàng môn tà đạo, ta thật sự muốn xem, là ai cho hắn lá gan như thế, dám làm như vậy. Mạc Tường trưởng lão là người ghét ác như thù, vào lúc này nghe tin có lão sư bức bách học viên, hắn tức giận suýt bùng nổ như núi lửa. Nếu không phải Tào Hùng lão sư đại nghĩa báo cáo, nói học viên của hắn bị vị lão sư này cưỡng bức, chuyên môn xin tra xét học tâm, nếu không, khả năng ta còn chưa biết. Thượng thần trưởng lão chắp hai tay sau lưng, liên tục lắc đầu, ánh mắt nhìn về hư không, sắc mặt thâm trầm, giống như đã làm ra chuyện thất trách nhất trên đời. Nếu như Trương Huyền có mặt nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc, tên này giả vờ còn cao minh hơn hắn nhiều lắm. Tuy tra xét học tâm sẽ phá hư tình cảm và đoàn kết giữa các lão sư, nhưng nếu vì bắt một con sâu làm dầu nồi canh cũng đáng. Ngươi cũng không cần tự trách, thấy dáng vẻ của hắn như vậy. Mạc Tường trưởng lão âm thầm khâm phục. Trong học viện thường thường sẽ xuất hiện tình huống một học viên ưu tú được mấy lão sư đồng thời yêu thích, lúc này mọi người đều lén lút giải quyết, cũng không tổn thương hòa khí, sẽ duy trì trật tự dạy học bình thường, chỉ có thực sự không cách nào giải quyết mới xin phương thức phán quyết. Tra xét học tâm, tên như ý nghĩa, chính là tra hỏi nội tâm học viên, hắn sẽ lựa chọn theo nội tâm của mình, làm như vậy, tương đương với việc lão sư cạnh tranh triệt để vạch mặt với nhau. Phá hư tình đoàn kết giữa các lão sư. Chính vì như thế, Hồng Thiên Học Viện đã thành lập trăm năm, lão sư xin tra xét học tâm, tổng cộng chỉ có mười mấy lần mà thôi, không nghĩ tới bọn họ lại gặp phải một lần. Giả vờ thâm trầm xong, nhìn thấy đã triệt để kích thích lửa giận của đối phương, thượng thần trưởng lão lúc này mới cười thầm trong lòng, hắn vẫy tay một cái, dặn dò một tiếng. Cho bọn họ vào đi. Kẹt kẹt. Vừa dứt lời, cửa lớn dày nặng chậm chậm mở ra. Đám người Trương Huyền, Tào Hùng, Thượng Bân, Trầm Bích Như, Lưu Dương đi vào. Tào Hùng lão sư, là ngươi xin tra xét học tâm. Mọi người đứng nghiêm, thượng thần trưởng lão cau mày. Kính xin trưởng lão làm chủ cho ta. Tào Hùng lên tiếng hô to. Trương Huyền cưỡng bức học viên Lưu Dương đã bái ta làm sư thành học viên của hắn, xúc phạm quy định cạnh tranh công bằng trong lão sư, do đó xin tra xét học tâm, cũng cho Lưu Dương một công đạo. Đồng thời hy vọng học viện có thể tiến hành xử phạt tên vô sỉ này. Còn công đạo, Lưu Dương nghe dặn dò tới đây, cũng không biết làm gì, nghe đối phương nói như vậy, giờ mới hiểu ra Tào Hùng muốn ra tay đối phó ân sư của hắn,
vội vàng nhìn về phía Trương Huyền. Lão sư, chưa nói hết câu liền nhìn thấy Trương lão sư vừa nãy giảng bài còn bình tĩnh, mặt mũi cao thâm khó dò, trong mắt lại sinh ra hoảng loạn, mạnh miệng tiến lên phía trước. Tào lão sư, người nói bậy, Lưu Dương, cam tâm tình nguyện làm học viên của ta, ta, chưa bao giờ cưỡng bức hắn. Trong giọng nói mang theo bối rối và không tự tin, giống như lời nói dối bị phơi bày ra ngoài. Ế, Lưu Dương chớp mắt, thông qua hai tiết vừa rồi, hắn từ lâu đã bội phục Trương Huyền sát đất, cho rằng hắn không gì không làm được, mình trở thành học viên của hắn là lão sư cạnh tranh công bằng đưa tới, rất dễ dàng hiểu tại sao đột nhiên biến thành như vậy. Đặc biệt là dáng vẻ của hắn, ánh mắt kinh hoàng, cơ thể hơi run rẩy giống như bị bắt gian tại giường, hắn giống như hòa thượng sờ đầu mãi không có tóc. Đây là chuyện lạ lùng gì nữa? Lão sư, không nhịn được nhìn sang, còn chưa hỏi ra nghi vấn trong lòng, liền thấy vị Trương lão sư này xoay đầu lại, hắn hừ một tiếng và nói. Lưu Dương, ngươi nói cẩn thận, có phải ta không hề bức bách ngươi hay không? Vừa nói vừa lặng lẽ nháy mắt. À, vâng, vâng, Lưu Dương gật đầu liên tục. Lúc này hắn có ngốc cũng biết vị Trương lão sư này có khả năng muốn hãm hại đối phương một lần. Phối hợp với hắn là được rồi. Hai người ngầm hiểu ý, nhưng ở trong mắt người khác chính là Trương Huyền đang đe dọa Lưu Dương nói ra lời trái lương tâm, không phải vậy, tại sao khi nói chuyện lại do dự như thế? Quả nhiên, mắt thấy cảnh này, sắc mặt Mạc trưởng lão có phần khó coi. Ngươi tên là Trương Huyền đúng không? Ta cho ngươi một cơ hội, nhanh chóng hủy bỏ chương trình học của Lưu Dương, cho hắn lần nữa bái nhập làm môn hạ của Tào lão sư, có thể không cần tiến hành tra xét học tâm. Hủy bỏ chương trình học. Trương Huyền gãi đầu một cái. Lưu Dương một lòng một dạ bái ta làm sư, thôi học là không công bằng với học viên. Không công bằng, còn một lòng một dạ. Khóe miệng của Mạc trưởng lão co giật một cái. Ngươi nói lời này không đỏ mặt sao? Một tên sát hạch lão sư không điểm, bảo ngươi hủy bỏ chương trình học, nên cao hứng còn không kịp, không công bằng. Ngươi lấy tự tin ở đâu ra? Đang muốn nói tiếp, liền nghe Tào Hùng, Thượng Bân đồng thời hô lên. Mạc trưởng lão, không thể. Thế nào? Tra xét học tâm vô cùng phiền phức, một khi bắt đầu, nhất định phải có người bị trừng phạt, bằng không, người người đều tiến hành quy trình này, học viện không chịu trách nhiệm nổi. Mạc trưởng lão muốn giải quyết hòa bình, nghe hai người ngăn cản, không nhịn được nhìn sang bên cạnh. Mạc trưởng lão, Tào lão sư đã xin tra xét học tâm, học viện cũng đã đồng ý, lúc này đột nhiên đình chỉ, chẳng phải biểu thị. Biểu thị quy củ của học viện giống như trò đùa. Thượng Bân vội vàng lên tiếng. Đùa gì thế? Thật vất vả mới bày ra âm mưu này, có thể hãm hại Trương Huyền một hồi, nếu giải quyết hòa bình chẳng phải công sức của hắn như công dã tràng. Nếu như vậy, không thể báo mối thù khuất nhục ngày hôm qua. Đúng vậy, Mạc trưởng lão, ta cũng suy nghĩ vì học viện, hy vọng có thể thuận theo ý muốn của hắn, lựa chọn lão sư thích hợp nhất, không phải bị cưỡng bức. Tào Hùng vội vàng lên tiếng, lời nói hùng hồn vì đại nghĩa. Nếu không phải vị trí bị Thượng Bân tát ngày hôm qua vẫn còn năm dấu tay đỏ tươi, sợ rằng sẽ có không ít người khâm phục. Được rồi. Nhìn thấy hai người nói như vậy, Mạc trưởng lão gật gật đầu, không ngăn cản nữa. Nếu lựa chọn tra xét học tâm, đương nhiên phải nói rõ quy tắc, sát hạch Lưu Dương, sau khi xác định xong xuôi, cuối cùng hắn muốn bái ai làm sư, người đó sẽ thắng lợi. Đương nhiên, có thua sẽ có phạt, cần phải nói rõ trừng phạt trước. Thượng thần trưởng lão vẫn im lặng lại nhìn chung quanh một vòng. Lần này Tào Hùng lão sư lựa chọn trừng phạt lớn nhất, cũng nói rõ, tra xét xong, phe thua sẽ bị học viện đuổi ra ngoài. Trương Huyền, người có dị nghị gì không? Nghe được trừng phạt lớn nhất, Trương Huyền không thể tin nổi nhìn sang, vẻ mặt thành khẩn. Ta và Tào lão sư cũng không có thâm thù đại hận gì, nếu cứ thế mà khai trừ hắn. Có phải quá độc ác hay không? Ế, nghe nói như thế. Đám trưởng lão có mặt cảm thấy choáng váng, dùng ánh mắt như nhìn kẻ đần nhìn sang, chẳng lẽ đầu óc của tên này có vấn đề? Là muốn khai trừ ngươi đấy, có biết không? Hừ, tra xét học tâm, ngươi đồng ý cũng phải nghe, không đồng ý vẫn phải làm. Muốn cự tuyệt, sợ rằng đã chậm mất rồi. Cho rằng hắn cố ý nói hưu nói vượt, muốn cự tuyệt tra xét, Tào Hùng cười gằn. Ta thật sự muốn tốt cho ngươi, trực tiếp khai trừ, ta vẫn cảm thấy có hơi quá độc ác. Nếu không như vậy đi. Trương Huyền do dự một chút, nói tiếp. Không bằng, đưa ra ngoại lệ khác, chỉ hủy bỏ tư cách lão sư, sau đó. Lại đánh 100 sát thần côn.
thủ tiêu tư cách lão sư, 100 sát thần côn. Mọi người đồng thời chớp mắt, hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều cảm thấy sắp điên rồi. Xem ra có thể bảo lưu công tác, không đến nỗi thất nghiệp, trên thực tế còn tàn nhẫn hơn so với việc bị khai trừ. Ngươi xác định không nói sai chứ? Chương 64, giải thích độ tín nhiệm. Đuổi ra khỏi học viện, chí ít vẫn là lão sư, không dạy học trong Hồng Thiên học viện, đi những học viện khác vẫn có thể dạy học tiếp. Nhưng hủy bỏ tư cách lão sư liền khác rồi, tương đương với đã mất đi thân phận, cho dù đi tới nơi nào cũng sẽ có vết bẩn, bị người ta chế nhạo. Chính vì như thế, Thượng Thần trưởng lão mới dẫn Mạc trưởng lão của sư giả công hội đến, dù sao hắn là chủ nhiệm của Hồng Thiên học viện, không có tư cách khai trừ lão sư, không nghĩ tới. Hắn chưa nói ra lời này, cái tên này đã nói trước. Hơn nữa, còn muốn thêm 100 sát thần côn. Sát thần côn là đồ vật do Thiên Huyền Vương quốc luyện chế đặc thù, đánh rất đau, da chóc thịt bong nhưng không thương tổn căn bản, dưới 100 côn, cường giả lợi hại đến đâu đều phải tổn thất nửa cái mạng. Người đây cảm thấy chưa đủ tàn nhẫn, hay cảm thấy mình chết không đủ nhanh? Tất cả mọi người nhìn thiếu niên giống như nhìn kẻ đần. Trương Huyền lão sư, ngươi. Trầm Bích Như lão sư đứng sau lưng kém chút ngất đi. Đại ca, lẽ nào ngươi không nhìn ra, đây là cái bẫy do Thượng Bân, Tào Hùng cố ý bố trí nhắm vào ngươi hay sao? Mục đích là muốn ngươi chui vào, lúc đầu trục xuất khỏi học viện đã là trừng phạt lớn, không những không cự tuyệt, còn muốn tăng thêm hình phạt, là điên rồ hay là? Tự mình muốn chết, không trách được người khác. Hừ lạnh một tiếng, Tào Hùng quay sang nhìn về phía Thượng Thần. Thượng trưởng lão, ta cho rằng đề nghị của Trương lão sư không tồi, mong rằng học viện tác thành. Nhìn thấy hắn đáp ứng nhanh như thế, Lưu Dương đứng bên cạnh vỗ vỗ trán, vẻ mặt đồng tình nhìn sang. Trương lão sư thực sự quá xấu rồi. Trước tiên giả vờ chột dạ, tăng cường tự tin cho đối phương, sau đó nhân cơ hội tăng thêm tiền cược, phỏng Trương Tào Hùng lão sư bị hắn đùa chơi chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. May mà mình đã thành học viên của hắn, không phải vậy, đời này xem như xong. Nhớ tới bản thân mình kém chút thành học viên của Tào lão sư, Lưu Dương run run một hồi, rụt cổ lại. Hừm, tốt, nếu song phương ước định xong, vậy thì bắt đầu. Thượng Thần trưởng lão gật gù, hai thủy tinh cầu bị đẩy đi, chúng to như quả dưa hấu, đặt trên trụ đá, toàn thân trong suốt, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Đây là thủy tinh cầu làm bằng vấn tâm thạch, Trương Huyền, Tào Hùng, mỗi người các ngươi một cái, nhỏ máu lên phía trên. Lưu Dương đi lên chạm vào. Thủy tinh cầu sẽ lấy độ tín nhiệm trong nội tâm của đối phương, sẽ chiếu rọi chân thật. Độ tín nhiệm ai cao hơn, người đó sẽ thắng lợi. Quy tắc rất đơn giản, còn ai nghi vấn gì không? Thượng Thần trưởng lão nói. Không có. Trương Huyền, Tào Hùng đồng thời gật đầu. Kỳ thực tra xét học tâm rất đơn giản, chính là lợi dụng năng lực đặc thù của vấn tâm thạch, tiến hành dò hỏi nội tâm học viên, tín nhiệm với lão sư nào cao hơn, lão sư đó sẽ chiến thắng. Quy tắc rất đơn giản, nhưng vấn tâm thạch có giá trị không nhỏ, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được, thuộc về hàng dùng một lần, dùng hết một lần, chẳng khác nào phế bỏ, bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, cho dù là học viện cũng không nguyện ý sử dụng phương thức này. Hơn nữa người thất bại sẽ thanh toán chi phí này. Trong mắt đám người Tào Hùng, Trương Huyền chỉ là lão sư rác rưởi sát hạch không điểm, không biết cái gì cả, Lưu Dương đường đường là học viên trong top 100. Làm sao có khả năng cam tâm tình nguyện làm học viên của hắn? Một khi sát hạch, phải thua không thể nghi ngờ. Đến thời điểm đó chẳng những có thể nhục nhã đuổi ra khỏi học viện, còn có thể làm hắn táng ra bại sản, danh dự mất sạch, một mũi tên trúng ba đích. Bắt đầu đi. Thấy hai người không dị nghị, Thượng Thần trưởng lão vung tay lên. Trương Huyền, Tào Hùng tiến lên phía trước, cùng nhỏ máu lên thủy tinh. Ánh sáng nhu hòa lóe sáng. Trong thủy tinh vấn tâm xuất hiện gương mặt hai người. Đi thôi. Dựa theo tiếng phân phó của Thượng Thần trưởng lão, Lưu Dương đi tới, tay trái tay phải mỗi tay đặt lên một quả thủy tinh cầu. Vù. Thủy tinh cầu tỏa ra ánh sáng màu trắng bao phủ lấy hắn. Vấn tâm thạch có chứa sức mạnh thôi miên người, một khi tiếp xúc chẳng mấy chốc sẽ rơi vào ảo cảnh. Ở đây, tất cả cử động đều phát từ nội tâm, không lẫn lộn một chút tình cảm nào khác, nếu đúng là cưỡng bức học viên. Chẳng những không có độ tín nhiệm với lão sư, ngược lại còn gây phản cảm. Bởi vậy, tra xét học tâm là trực quan nhất, chuẩn xác nhất, phân biệt được học viên bái sư có cam tâm tình nguyện hay không. Mạc Tường trưởng lão nhắm mắt lại nhìn về phía Lưu Dương, lúc này đang ở trong vào ảo cảnh, chậm rãi nói. Đúng vậy, độ tín nhiệm có đẳng cấp tín nhiệm,
chia làm 100 điểm, mỗi 10 điểm một cấp, không điểm nghĩa là không có chút tín nhiệm nào. 10 điểm là hơi tín nhiệm, 20 điểm là có đôi chút tín nhiệm. Quan hệ giữa học viên và lão sư, 30 điểm là bình thường, có người nói, lão sư nào lợi hại, có thể làm học viên tín nhiệm đạt đến 50 điểm, đây là việc phi thường khủng khiếp, cho dù toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc, rất khó xuất hiện. Dù sao, học viên tín nhiệm cha mẹ của chính họ cũng chỉ ở khoảng 60 điểm mà thôi. Thượng thần trưởng lão vuốt vuốt chòm râu. Hai người đối thoại, trên thực tế đang nói với mọi người về nguyên lý tra xét học tâm. Người là động vật có tư duy, từng người có ý tưởng của họ, muốn làm người khác sản sinh tín nhiệm với mình, đây không phải là việc dễ dàng. Không nói chuyện khác, ngay cả với cha mẹ, cùng sinh hoạt chung từ nhỏ đến lớn cũng không thể đạt tới mức tín nhiệm 100%. Càng không cần phải nói tới lão sư. Chỉ có chung đụng lâu, mới có thể làm độ tín nhiệm tăng lên. Bây giờ mới qua khai giảng 2 ngày mà thôi, hơn nữa tiếng tăm Trương Huyền kém như vậy, có thể có độ tín nhiệm gì? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Đúng rồi, Mạc trưởng lão, ta nghe nói công hội có tiêu chuẩn phán xét danh sư, dường như tín nhiệm của học viên cũng là một tiêu chuẩn, không biết có phải hay không? Giải thích một câu, thượng thần trưởng lão nhớ tới chuyện gì đó, hắn không nhịn được hỏi thăm một câu. Chức danh lão sư chia làm 3 cấp bậc sơ, trung, cao. Trương Huyền là sơ cấp thấp nhất, đám người trầm bích như, Thượng Bân đạt tới cao cấp từ lâu. Người bình thường đạt tới cao cấp đã xem như đi tới điểm cuối. Trong Hồng Thiên Học Viện, tiếng tăm hai vị lục tầm, Vương Siêu lớn nhất cũng là cấp bậc này. Trên cao cấp mới là danh sư. Danh sư, không chỉ phải nổi tiếng, càng phải hiểu biết chính xác để chỉ điểm tu luyện thế nào, có thể giúp học viên làm thế nào càng ngày càng mạnh, cuối cùng trở thành hào kiệt một phương. Trầm Truy bệ hạ. Không phải đích tôn, không phải trưởng tử, dựa theo đạo lý vương vị sẽ không rơi xuống người hắn, nhưng có người nói hắn lúc còn trẻ từng làm môn hạ của một vị danh sư mấy ngày, sau đó tăng nhanh như gió, trở thành cường giả trẻ tuổi số một vương thất, càng trở thành cường giả số một vương quốc, lúc này mới kế thừa đại vị, mở rộng biên giới lãnh thổ. Có thể bái làm môn hạ danh sư là ước mơ tha thiết của vô số người. Nghề nghiệp lão sư này chỉ có thể xem là đẳng cấp thấp trong 9 nghề được coi trọng nhất. Chỉ khi nào đạt tới danh sư, cho dù trong rất nhiều nghề nghiệp kia cũng đứng hàng số 1, không thể tranh cãi. Đặc biệt là sức hiệu triệu, khủng bố kinh người, cho dù là luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, cũng không sánh nổi. Làm lão sư đã được gọi là kẻ trồng cây khắp thiên hạ, danh sư lại càng cao thâm, bất kể một vị cường giả nào đó cũng có khả năng là học viên của một danh sư. Một khi có chuyện, chỉ cần hô một tiếng, cho dù là người nắm giữ quyền lực cũng không dám đắc tội. Kể rằng, có quốc vương của một vương quốc lớn, không biết tại sao đắc tội một vị danh sư, người này ra lệnh một tiếng, hơn 10 vị võ giả bát trọng tông sư cảnh chen chúc tới, toàn bộ vương thành bị hủy diệt trong thời gian một ngày, vương tộc bị chém giết sạch sẽ, huyết mạch đoạn tuyệt. Chính vì như thế, chỉ cần là người tu luyện đều biết, đắc tội ai cũng được, tuyệt đối không thể đắc tội danh sư. Ai biết hắn có bao nhiêu học viên, trong số học viên đó có bao nhiêu người cường đại. Đắc tội một người. Chẳng khác nào chọc vào một tổ ong vò vẽ lớn, không chết cũng tàn. Đương nhiên, danh hiệu danh sư này không dễ lấy như vậy, cần rất nhiều điều kiện hạn chế, mà độ tín nhiệm của học viên chính là một trong số đó. Chương 65, 10. Không sai, muốn sát hạch danh sư, đầu tiên, độ tin tưởng của học viên phải vượt qua 60, đây là tiêu chuẩn cứng nhắc. Bằng không, không thể thành công. Mạc Tường trưởng lão gật đầu. 60. Thượng thần trưởng lão tặc lưỡi. Độ tín nhiệm cao như thế, không ngờ có thể so với cha mẹ trong lòng học viên. Cha mẹ và con cái, từ nhỏ đã sống cùng nhau, độ tín nhiệm cũng khoảng 60, quan hệ giữa lão sư và học viên muốn đạt tới mức độ này, khó khăn lớn tới mức có thể tưởng tượng được. Chẳng trách toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc không có một vị danh sư nào, thực sự quá khó khăn. Lục Tầm, Vương Siêu trong học viên của các ngươi, nếu như dạy học 30 năm. Còn có thể duy trì trình độ này, ngược lại có cơ hội trở thành trợ giáo. Mạc trưởng lão vuốt vuốt chòm râu. Danh sư cũng không cần tự làm mọi việc, không ít chuyện cần trợ giáo làm, giống như học đồ, muốn trở thành danh sư, trợ giáo là con đường nhất định phải đi. Trợ giáo. Thượng thần trưởng lão thán phục. Có cơ hội trở thành trợ giáo, đủ để chứng minh trình độ của hai người Lục Tầm, Vương Siêu. Không biết hai người bọn họ dạy học viên có bao nhiêu độ tín nhiệm. Hắn không nhịn được nói. Mấy năm qua bọn họ kiếm được không ít tiếng tăm, dạy học viên cũng nhiều năm,
lẽ ra có thể đạt đến 40 điểm. Rất khó cao hơn nữa. Mạc trưởng lão lắc đầu. Hắn là trưởng lão sư giả công hội, hắn biết rõ tình huống của không ít lão sư. Cũng đúng. Thượng thần gật đầu. Rất khó tích lũy tín nhiệm, có khi tăng lên rất nhanh, có lúc vì một chuyện nhỏ liền có thể triệt để hủy diệt. Không phải vậy, danh sư cũng không có tiếng tăm lớn như thế. Ta nghe nói, sư giả công hội của chúng ta có một thiếu nữ thiên tài, năm nay mới 18, 19 tuổi, đã trở thành trợ giáo cấp thấp. Nhớ tới một cái tin, thượng thần trưởng lão hỏi thăm. Là con gái hội trưởng của chúng ta, đích thật là thiên tài. Nói tới người này, Mạc trưởng lão vuốt râu, gương mặt đầy tán dương gật đầu. Trợ giáo chia làm ba bậc thấp, trung, cao, không tới 20 đã trở thành một thành viên trong đó, cho dù chỉ là cấp thấp cũng rất khủng bố. Lợi hại. Nghe thấy đối phương xác nhận, thượng thần trưởng lão cũng phải than thở. Mặc dù hắn là chủ nhiệm của Hồng Thiên Học Viện, trên thực tế cũng chỉ là lão sư cao cấp, muốn làm trợ giáo cấp thấp của danh sư cũng không được. Cảm khái xong, thượng thần không nhiều lời, ánh mắt nhìn sang Trương Huyền cùng Tào Hùng. Mạc trưởng lão, ngươi thấy hai người bọn họ đại khái có thể có bao nhiêu độ tín nhiệm? Ngươi, nhân lúc này đi đi, rời khỏi Hồng Thiên Học Viện, cũng đừng trở về. Thấy thiếu niên còn đần độn chờ kết quả tra xét học tâm, Trầm Bích như không nhịn được đi tới trước mặt, nhỏ giọng nhắc nhở. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Huyền và Thượng Bân là người của hai thế giới, nếu như không vì nàng, hoàn toàn không gặp nhau. Hiện tại gây ra cục diện này, Trương Huyền thật bị đánh 100 sát thần côn, khai trừ tư cách lão sư, lương tâm của nàng khẳng định sẽ băn khoăn. Bây giờ muốn đi, hơi trễ rồi. Thấy nữ thần của mình lại quan tâm nam nhân khác, Thượng Bân cắn răng lên tiếng. Ta đã bị đánh thành thế này, người cũng mặc kệ, lại quan tâm một thằng nhãi sát hạch không điểm, đáng ghét, đáng ghét. Gương mặt hắn dữ tợn, tức giận suýt nổ phổi. Không sai, tra xét học tâm đã bắt đầu, còn muốn đi. Nằm mơ đi. Tào Hùng cũng bước lên phía trước, trên mặt lộ ra thần thái hưng phấn và dữ tợn. Đã sắp có kết quả, người sẽ biết quyết định lúc nãy là ngu xuẩn cỡ nào. Người xác định mình sẽ thắng lợi. Thấy đối phương cứ quấn lấy mình, dường như đã ăn chắc mình rồi, Trương Huyền lắc đầu một cái, nói. Kha kha. Nhìn thiếu niên như nhìn kẻ đần, Tào Hùng cười gằn. Nói thật cho ngươi biết, Lưu Dương là ta đưa tới, đã ở chung với ta gần nửa tháng, độ tín nhiệm giữa chúng ta sợ rằng đã vượt qua 20 điểm. Còn ngươi thì sao, có thể được 10 điểm không? Cố ý lừa gạt hắn rời đi, ta nghĩ có thể là số âm. Không điểm là không có tín nhiệm, số âm đại biểu căm ghét, điểm số càng lớn, độ căm ghét càng lớn. Ngày hôm trước Lưu Dương ở bên cạnh mình lưu luyến không rời. Hắn nhớ rõ như vừa ở trước mắt, một tên ẩu tả dạy người ta tẩu hỏa nhập ma, sao có khả năng làm Lưu Dương kiêu ngạo này chịu thua. Chỉ sợ quan hệ giữa hai người đã đóng băng, không biết chừng Lưu Dương lại ghi hận tên này. Hồng Thiên Học Viện chính là đệ nhất học viện của Thiên Huyền Vương Quốc, nếu có học viên tín nhiệm lão sư dưới 10 điểm, sợ rằng sẽ biến thành trò cười, sẽ rằng sẽ truyền khắp toàn bộ Vương Quốc. Thượng Bân nở nụ cười, vẻ mặt chế nhạo. Há, đúng rồi, ta đã quên. Danh tiếng của ngươi thối như vậy, cũng không sợ biến thành trò cười lần thứ hai. Các ngươi, thấy hai người bỏ đá xuống giếng, Trầm Bích như tức giận mặt đỏ hồng, đang muốn phản bác hai câu, đã thấy Trương Huyền làm người trong cuộc lại có vẻ mặt hờ hững, dường như không đặt chế nhạo của hai người vào trong lòng. Nói thật, Trương Huyền thật sự không quan tâm. Hai người này cũng chỉ có thể châm chọc hắn vài câu mà thôi, một lúc nữa có kết quả sẽ không biết khóc như thế nào. Hai người bọn họ. Nghe được câu hỏi của Thượng Thần Trưởng Lão, Mạc Tường Trưởng Lão do dự một chút, cẩn thận cân nhắc. Lưu Dương này được Tào Hùng Lão Sư đưa tới, tin tưởng độ tín nhiệm của hắn sẽ cao hơn, bất quá theo ta thấy, cũng chỉ 18, 19 mà thôi, 20 là cửa ải khó khăn rất lớn. Còn Trương Huyền, nếu thật sự là cưỡng bức, sợ rằng sẽ là số âm. Độ tín nhiệm là số âm, toàn bộ Hồng Thiên Học Viện đều hổ thẹn, đến thời điểm đó làm phiền Mạc Trưởng Lão phí tâm. Thượng thần trưởng lão nói. Đương nhiên. Ánh mắt Mạc trưởng lão lấp lánh. Làm trưởng lão sư giả công hội, ta quyết không cho phép có loại bại hoại này xuất hiện. Nếu thật là số âm, có thể xác định Lưu Dương bị cưỡng bức không thể nghi ngờ, ta sẽ lập tức báo lên công hội, kiên quyết khai trừ tư cách lão sư của Trương Huyền. Nghe được đối phương hứa hẹn, thượng thần trưởng lão cười cợt, đôi mắt lóe sáng nhìn về phía trước. Mau nhìn, đã có kết quả rồi. Vừa dứt lời.
chỉ thấy ở giữa gian phòng, hai thủy tinh cầu liên tục tỏa ra ánh sáng, từ từ yếu bớt và hạ xuống. Tra xét học tâm, tiến hành tra xét con người, cần trải qua đủ loại ảo cảnh mới có thể đưa ra lựa chọn chân chính từ nội tâm. Vào lúc này ánh sáng biến mất, đại biểu các khảo nghiệm đã hoàn thành, cũng sắp có được thành tích. Bù! Thủy tinh cầu bên trái xuất hiện một loạt con số. Đã có kết quả, người sắp gặp xui xẻo. Nhìn con số xuất hiện trên thủy tinh cầu, ánh mắt Tào Hùng hưng phấn lóe sáng liên tục. Lần này chẳng những có thể thu nạp Lưu Dương làm môn hạ của mình lần nữa, càng có thể đuổi Trương Huyền đi, lấy niềm vui của Thượng Bân thiếu gia, có trụ cột như thế, sau đó này ở trong học viện còn không thuận buồm xuôi gió. Sợ rằng không qua bao nhiêu năm nữa liền có thể thuận lợi lên cấp, trở thành lão sư cao cấp. Nội tâm đang hưng phấn, rốt cuộc con số trên thủy tinh cầu dừng biến hóa, con số hiện ra trước mắt mọi người. Độ tin tưởng của hắn với ta khẳng định vượt qua 20. Rít lên một tiếng, Tào Hùng vội vàng nhìn sang, chỉ liếc mắt nhìn, lời nói hưng phấn lập tức dừng lại ở cổ họng, hắn như con vịt bị người ta bóp cổ, đôi mắt như rơi xuống đất. Chuyện này, làm sao có khả năng? Thành tích trước mắt làm hắn suýt điên lên. Đây là chuyện không dám tưởng tượng. Lưu Dương là do mình gọi tới, ở chung với nhau gần nửa tháng, quan hệ vô cùng ăn ý, làm sao có khả năng chỉ có bao nhiêu độ tín nhiệm như vậy. Nhìn thấy con số trên thủy tinh cầu tỏa sáng chói mắt, nó giống như thanh trường kiếm đâm vào trái tim hắn. 10. Độ tín nhiệm của Lưu Dương với hắn chỉ có 10 điểm. 10 điểm trở xuống, đại biểu không tín nhiệm, 10 là giới hạn thấp nhất nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Vừa còn tự luyến nói khẳng định sẽ hơn 20 điểm. Kết quả xuất hiện không khác gì cái tát mạnh vào mặt hắn. Đây chính là căn nguyên tự tin của ngươi sao? Trương Huyền nhìn sang. Ta! Tào Hùng không thở nổi, suýt nữa ngất tại chỗ. Ta nhọc nhằn khổ sở mang ngươi từ xa tới đây, lại ở chung lâu như vậy, tại sao độ tín nhiệm chỉ có bao nhiêu đây? Đại ca, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Nhìn về phía Lưu Dương, Tào Hùng đã có tâm tự tử. Tín nhiệm cơ bản nhất giữa người và người đâu? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 66, đây không phải là sự thật. Chỉ có 10 điểm. Không chỉ Tào Hùng phát rồ, ngay cả Mạc trưởng lão, Thượng thần trưởng lão ở bên cạnh cũng không chớp mắt. Chỉ có bao nhiêu độ tín nhiệm như thế còn dám tra xét học tâm, xin hỏi. Ngươi lấy tự tin ở đâu ra? Muốn cướp học viên từ trong tay lão sư khác, chí ít ngươi cũng phải có địa vị trí cao vô thượng trong lòng học viên, bằng không, chính là tự rước lấy nhục. Vốn tưởng rằng độ tín nhiệm của ngươi đạt tới 20, cho dù không cao nhưng còn nghe được, nhưng bây giờ. Rơi ạ, chỉ có 10, ngươi đang đùa giỡn chúng ta sao? Sắc mặt thượng thần trưởng lão tái nhợt, nội tâm hắn sinh ra linh cảm không tốt. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo, rất rõ ràng, đồng đội heo đã xuất hiện. Khóe miệng của thượng bân ở gần đó liên tục co giật, suýt nữa miệng sùi bọt mép. Trước khi đến thề son sắt nói với ta. Lưu Dương khẳng định sẽ trở thành môn hạ của ngươi lần nữa, liền chỉ có bao nhiêu độ tín nhiệm đó, còn môn hạ cái đầu của ngươi. Khốn kiếp, ngươi đang đùa giỡn ta sao? Cho dù chỉ có 10 điểm tín nhiệm thì thế nào? Tính cách của Lưu Dương đa nghi, sẽ không tin tưởng bất cứ người nào. Độ tín nhiệm của hắn với ta chỉ có 10 điểm, chỉ cần ngươi không cao hơn thì ta sẽ thắng. Một lát sau, Tào Hùng hòa hoãn lại, nhìn về phía Trương Huyền, quát ầm lên. Tính cách đa nghi, nếu có tính cách này, nói ra còn nghe được. Mạc trưởng lão gật gật đầu. Người và người không giống nhau, có mấy người trời sinh yêu thích tin tưởng người khác, có người tính cách đa nghi, cho dù có quan hệ tốt, người quen thuộc đến đâu cũng liên tục hoài nghi. Việc này liên quan tới hoàn cảnh sinh hoạt, nếu như hắn sinh ra trong một nơi tràn ngập hoài nghi, muốn thành lập tín nhiệm, thật sự không dễ dàng. Dựa theo phán đoán của hắn, Lưu Dương và Tào Hùng nên có 17, 8 độ tín nhiệm. Kết quả chỉ có 10 điểm, nếu như người trước có tính cách này, như vậy có thể giải thích rõ ràng. Không sai, chỉ cần ngươi không cao hơn 10 điểm, không biết ai sẽ cười đến cuối cùng. Ánh mắt Thượng Bân sáng lên, không nhịn được gật đầu, lựa chọn tin tưởng Tào Hùng lần nữa. Tuy tiếng tăm của Tào lão sư trong học viện không lớn, cũng không phải lão sư minh tinh, nhưng vẫn có không ít khen ngợi, so sánh với Trương Huyền, quả thật chênh lệch như cặn bã và thức ăn ngon, không thể giống nhau. Người trước mới 10 điểm, người sau khẳng định càng kém. Nghĩ đến điểm này, mọi người tiếp tục nhìn vào thủy tinh cầu còn lại. Ánh sáng trên thủy tinh cầu này vẫn chưa tỏa ra, vẫn bao phủ trong ánh sáng mông lung.
Tại sao vẫn chưa có kết quả? Đôi mi thanh tú của Trầm Bích Như hơi nhíu lại. Thủy Tinh vấn tay kiểm tra, xuất hiện ảo cảnh không giống nhau, thời gian cũng không giống nhau, có nhanh có chậm là rất bình thường. Nghe được nữ thần nói chuyện, Thượng Bân đi lên phía trước, vẫy tay một cái, làm ra dáng vẻ học rộng tài cao, giải thích. Là cháu ruột của chủ nhiệm, cha xét học tâm, hắn biết nhiều hơn lão sư khác. Đổi lại lúc bình thường, bộ dạng, thần thái, như thế sẽ đưa tới không ít tiếng gào thét, Ngọc Thụ Lâm Phong, khác nào, Trích Tiên, chỉ tiếc, hiện tại viền mắt của hắn tối đen, môi sưng lên như lạp xưởng, không khác gì quái nhân ở gác chuông, hoàn toàn không thể liên tưởng nào với hai chữ đẹp trai. Nhanh có kết quả là tốt hay chậm mới là tốt. Không để ý tới bộ dạng, tinh tướng, của hắn, Trầm Bích Như tiếp tục hỏi. Đương nhiên là nhanh tốt hơn, biểu hiện nhanh chóng, thuyết minh người kiểm tra tín nhiệm người này xuất phát từ nội tâm, đừng mơ tới nữa, chậm thuyết minh không tín nhiệm, còn có thể là số âm. Chắp hai tay sau lưng, Thượng Bân nở nụ cười khẽ, gương mặt tự tin. Trầm lão sư, người nên tin tưởng ta, tuy rằng ta chưa từng xem tra xét học tâm, nhưng đã đọc không ít thư tịch liên quan tới việc này, dạng lão sư như Trương Huyền này, cưỡng bức thu Lưu Dương làm học viên, khẳng định dẫn tới bất mãn từ nội tâm. Có số âm là bình thường. Thời điểm hắn thề son sắt, nói chuyện đâu ra đấy, liền cảm thấy quần áo căng ra, có người kéo hắn một cái, cũng cắt ngang tự sướng của hắn. Làm gì? Hơi cau mày, Thượng Bân không cao hứng, thật vất vả biểu hiện trước mặt nữ thần một chút lại bị cắt ngang, đúng là không biết chọn thời điểm mà. Quay đầu nhìn sang, chính là Tào Hùng. Thời khắc này trong mắt Tào lão sư đầy sợ hãi, thân thể liên tục run rẩy, đã không còn tự tin như lúc nãy. Chỉ về phía trước. Thượng thiếu gia, người xem. Nhìn theo hướng ngón tay chỉ, ánh sáng trên thủy tinh dần dần biến mất sạch sẽ, một dãy số xuất hiện. Thế nào, chẳng lẽ không phải số âm? Hừ một tiếng, Thượng Bân nhìn vào chữ viết trên thủy tinh cầu, vừa nhìn thấy, suýt chút nữa cắn lưỡi tự sát. Làm sao có khả năng? Chuyện này, ta không tin. Sắp điên rồi. Con số trên thủy tinh cầu rất rõ ràng. 64. Đại biểu độ tín nhiệm là 64 điểm. Một tên nhãi sát hạch lão sư không điểm, lại có thể làm học viên tín nhiệm đạt tới trình độ danh sư, có thể so với cha mẹ. Làm sao có khả năng? Thượng Bân nhìn về phía Tào Hùng, hắn đã có tâm tư giết người, ngực buồn bực, muốn thổ huyết. Thật vất vả mới có cơ hội khoe mẽ trước mặt nữ thần, nói như đinh đóng cột rằng, thời gian càng dài kết quả càng kém, cuối cùng lại có cục diện này, khốn kiếp, người đang đùa giỡn ta sao? Hơn nữa, Tào lão sư, ngươi còn đáng tin chút nào không? Không phải ngươi nói học viên này có tính cách đa nghi sao? Đa nghi cái rắm. Đa nghi có thể có tín nhiệm 64 điểm. Không phải ngươi đã nói nhất định sẽ thắng sao? 10 điểm so với 64 điểm, ngươi thắng cái gì? Nước mắt ào ào, Thượng Bân cảm thấy gương mặt đau đớn lần thứ hai, có cảm giác như bị người ta tát phải bạt tai, hận không thể tìm cái lỗ nào đó để chiêu xuống. 64. Khác với hai người tan vỡ và không dám tin, đột nhiên Mạc trưởng lão đứng dậy, kích động run rẩy. Độ tín nhiệm đạt tới cấp độ danh sư, cho dù là hắn cũng mới nhìn thấy lần đầu tiên. Một tên tiểu tử sát hạch lão sư không điểm, lại có thể làm cho học viên tín nhiệm như vậy. Hắn làm thế nào? Còn nữa, lúc này mới khai giảng 2 ngày, tính ra Trương Huyền lão sư và Lưu Dương chỉ gặp nhau 30 canh giờ. Thời gian ngắn như vậy, độ tín nhiệm đạt đến hơn 60. Cho dù là danh sư nhất tinh, một trong truyền thuyết cũng khó làm được. Danh sư cũng chia đẳng cấp, nhất tinh xem như đẳng cấp thấp nhất trong đó. Dù vậy cũng có năng lực làm người ta phát rồ. Hai vị trưởng lão, là ta thắng sao? Không thèm để ý đến vẻ mặt thờ thẫn của Thượng Bân, Tào Hùng, Trương Huyền nhìn về phía Thượng Thần và Mạc Tường. Không đúng, khẳng định là thủy tinh cầu xảy ra vấn đề, không phải vậy. Làm sao có khả năng có độ tín nhiệm cao như thế? Ta không phục, không phục. Tào Hùng giống lên. Khó trách hắn không tin, giống như một tên ăn mày chung đụng với hắn lâu năm, đột nhiên biến thành hoàng đế, sát hạch lão sư được không điểm, vốn tưởng rằng tên này sẽ có số âm, kết quả. Không chỉ không phải số âm, còn là 64, vượt qua tất cả lão sư trong học viện, hắn không hóa điên đã coi như tâm trí kiên định. Không sai, ta cũng cảm thấy Tào lão sư nói có đạo lý. Hắn làm sao có khả năng đạt được độ tín nhiệm của học viên cao như vậy, nếu đây là sự thật, chẳng phải Lục Tầm, Vương Siêu cũng không sánh nổi. Thượng Bân đi lên phía trước một bước, cắn răng nói ra. Nghe được hai người nói thế, Mạc trưởng lão muốn nói gì đó,
liền nhìn thấy Lưu Dương kiểm tra xong, hắn đi vài bước tới trước mặt Trương Huyền, hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy sùng bái. Chương 67, người vương ra tới. Đây là sùng bái xuất phát từ nội tâm, trong suốt sáng sủa, không có chút ngụy trang nào. Ánh mắt này thể hiện sự bội phục tuyệt đối từ nội tâm, không lẫn lộn bất kỳ tạp chất gì. Chỉ liếc mắt nhìn, Mạc Tường trưởng lão liền biết, Lưu Dương đã sùng bái vị trương lão sư này, tuyệt đối không phải thủy tinh bị hỏng. Câm miệng. Biết những này, Mạc trưởng lão sầm mặt lại, trong mắt lộ ra ý lạnh. Thủy tinh vấn tâm có thể tra xét nội tâm, đưa ra lựa chọn chính xác nhất, chưa bao giờ xuất hiện vấn đề, không thể hỏng. Nếu tiếp tục nói nhảm, có tin ta ném các ngươi ra ngoài hay không? Ta! Thấy Mạc trưởng lão tức giận như vậy, Thượng Bân, Tào Hùng cùng câm miệng, không dám tiếp tục nhiều nói nhảm nửa câu. Ngươi, làm như thế nào? Trầm Bích Như đứng bên cạnh nhìn thấy cái thành tích này, nàng sợ hãi che miệng, có phần không dám tin tưởng. Độ tín nhiệm 64, cho dù là những lão sư minh tinh trong Hồng Thiên Học Viện, dẫn dắt học viện mấy năm cũng không có tín nhiệm lớn như thế. Thiếu niên trước mắt, từ hôm qua đã bắt đầu làm nàng ngạc nhiên, không nghĩ tới hôm nay lại có kinh hỉ to lớn hơn. Chẳng trách không có sợ hãi, xem ra đã sớm biết sẽ thắng. Nếu ta thắng, cũng nên thực hiện trừng phạt, khai trừ tư cách lão sư của Tào lão sư, thuận tiện đánh hắn 100 sát thần côn. Trương Huyền nhìn sang. Nếu muốn gây phiền phức cho mình, đương nhiên phải có giác ngộ bị giáo huấn. Ca là người hiện đại mang theo gói quà lớn xuyên Việt, còn có thể bị người cổ đại bắt nạt hay sao? Chuyện này, Thượng Thần trưởng lão tỏ ra vẻ xoắn suýt. Hắn lần này là dự định giúp tôn tử hả giận, kết quả. Giận không xả, lại bị làm mất mặt, để hắn cũng lúng túng, không biết nên làm gì. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, trường lão sư, nếu ngươi đã thắng, để Tào lão sư nói xin lỗi ngươi, chuyện trừng phạt, ta thấy quên đi. Một lát sau, Thượng Thần trưởng lão nói. Quên đi, nếu như ta là người thua, sợ rằng Thượng Thần trưởng lão sẽ không nói như thế. Trương Huyền hơi cau mày. Nếu người thua hôm nay là hắn, có thể tưởng tượng, vị chủ nhiệm này sẽ đuổi cùng giết tận, không khai trừ không bỏ qua. Chính mình thắng, lại nói một câu quên đi nhẹ nhàng, nói đùa gì thế. Làm càn. Thượng Thần trưởng lão tối mặt. Chú ý thân phận của ngươi, một lão sư sơ cấp nho nhỏ mà thôi, không biết gặp phải vận khí gì có thể làm độ tín nhiệm học viên tăng cao, chỉ là may mắn, có gì mà đắc ý. Nếu thật sự có bản lĩnh, ngươi tăng tu vi của bọn họ lên rồi nói sau. Chỉ được một người tín nhiệm, đáng là gì? Không sai, Trương Huyền, trời sinh có bản lĩnh đầu độc, độ tín nhiệm cao có ích lợi gì? Nếu ta đoán không sai, học viên tẩu hỏa nhập ma lần trước cũng bởi vì quá tin tưởng hắn, lúc này mới che đậy, cuối cùng dẫn đến hối hận cả đời. Nghe quát lớn, Tào Hùng lão sư phản ứng lại, vội vàng nói. Độ tín nhiệm chỉ là một trong các tiêu chuẩn phán đoán lão sư cao thấp mà thôi, cũng không thể đại biểu năng lực chân chính. Thể hiện tài nghệ lão sư chân chính, chỉ có một, đó chính là giúp thực lực của học viên tăng lên nhanh chóng. Người có thể được học viên kính trọng như cha mẹ thì có thể có tác dụng gì? Không truyền thụ bản lãnh thật sự, như vậy không phải lão sư hợp lệ. Tẩu hỏa nhập ma. Mạc trưởng lão hơi cau mày. Có khả năng Mạc trưởng lão còn không biết, Trương Huyền đã từng dạy học viên tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì chuyện này nên tất cả học viên đều chạy, lúc này mới sát hạt lão sư không điểm. Sắc mặt Tào Hùng dữ tợn. Vừa nãy Lưu Dương tín nhiệm hắn như thế, ta hoài nghi hắn dùng phương pháp đặc thù gì đó đầu độc. Không phải vậy, một gia hỏa sát hạch lão sư không điểm, làm sao có khả năng được học viên tín nhiệm hơn 60, chuyện này. Đối phương nói cũng không phải không có lý. Trước đây có một lão sư, vì sát hạch danh sư, sử dụng phương pháp đặc thù, đầu độc học viên, thủ đoạn có phần tương tự như thôi miên, mặc dù là trong tiềm thức, cũng sẽ cho rằng đối phương đáng giá tín nhiệm. Loại thủ đoạn này có hạn chế, một khi thời gian trôi qua, tinh thần học viên sẽ bị tổn thương rất lớn. Chẳng lẽ, Trương Huyền cũng sử dụng phương pháp giống như thế? Nếu thật là như vậy, việc này tương đương không quan tâm tới sinh tử của học viên, hắn không những không phải lão sư, mà là tội nhân. Lão sư nên lấy tri thức dạy người, thu được tín nhiệm của học viên, nhưng không có tri thức tương ứng truyền thụ, sẽ dạy hư học viên, làm hại càng sâu. Chính vì như thế, không ai trong học viện tin hắn, cũng không mời chào được học viên nào. Học kỳ này tốt hơn học kỳ trước một chút, cũng chỉ có 5 học viên mà thôi. Thượng Bân nói chuyện mang theo xem thường. Chỉ chiêu 5 cái học viên, xác thực quá ít,
Mạc trưởng lão gật đầu. Không cần phải để ý đến việc ta chiêu thu bao nhiêu học viên, cũng không cần phải để ý đến ta có phải lão sư giỏi hay không. Đây là vấn tâm tháp, ta mang học viên tới tham gia tra xét học tâm, liên quan tới đánh cược, hiện tại ta thắng, bên thua cũng nên thực hiện điều ước nha. Lẽ nào muốn quỵt nợ? Trương Huyền nói. Đừng nói những thứ vô dụng này, thua chính là thua. Làm càn, một tư cách lão sư, làm sao có thể vì một vụ đặt cược mà thủ tiêu? Như vậy chẳng phải thành trò đùa. Từ khi Tào Hùng lão sư tiến vào học viện tới nay vẫn cẩn trọng, dạy dỗ được một võ giả nhị trọng trung kỳ, càng dẫn được vô số thiên tài tranh nhau tiến vào học viện, chỉ đích danh muốn bái ông ta làm sư, xem đây là việc vinh dự. Ngươi thì sao, là lão sư duy nhất trong năm qua của Hồng Thiên học viện không có học viên nào, có tư cách gì nói hưu nói vượn ở đây? Thượng thần trưởng lão vung tay áo nói. Được rồi, chuyện khai trừ tư cách lão sư xem như thôi. Lúc nào ngươi cũng có thể bồi dưỡng ra võ giả nhị trọng trung kỳ, có càng nhiều học viên muốn bái ngươi làm sư thì nói sau. Thượng trưởng lão, Trầm Bích Như cau mày. Nàng không muốn lên tiếng, không nghĩ tới đường đường trưởng lão lại cố ý dối trá trợ giúp Tào Hùng lão sư, nội tâm nàng đầy lửa giận. Hoặc là không cá cược, muốn đánh cuộc thì nguyện thua cuộc. Đã có can đảm đánh cược, lại giống như quỵt nợ, đúng là quá vô sỉ. Trầm lão sư, ông nội ta nói cũng đúng. Bất kể nói thế nào Tào Hùng cũng là lão sư nổi danh trong học viện chúng ta, liền bởi vì chút chuyện nhỏ mà khai trừ hắn, chẳng khác gì chuyện bé xé ra to. Lại nói, khai trừ một nhân tài như vậy, truyền đi cũng là tổn thất của học viện. Thượng Bân cười khanh khách lên tiếng. Ngươi, nói thế chẳng khác gì cãi chày cãi cối. Trầm Bích Như tức giận đỏ mặt. Đúng như Trương Huyền nói, nếu như hắn thua, các ngươi sẽ bỏ qua cho hắn sao? Hắn tính là thứ gì? Có thể so sánh với Tào Hùng lão sư sao? Hắn có thể mang ra học viên võ giả nhị trọng sao? Hắn có thể làm cho vô số học viên mộ danh đến đây không? Thượng Bân cười gằn. Tùng tùng tùng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ngoài đại điện có tiếng gõ cửa vang lên. Chuyện gì? Thượng thần trưởng lão cau mày, tiếp theo nhìn thấy Chu lão sư đẩy cửa đi vào. Thượng trưởng lão, bên ngoài có người cầu kiến, nói là Thiên Huyền Thành Vương gia Vương Hoàng tộc trưởng và trưởng lão tới. Vị lão sư này nói. Vương Hoàng tộc trưởng, còn không mau mời. Nghe được là Vương Hoàng tộc trưởng đích thân tới, đột nhiên thượng thần trưởng lão đứng dậy, trong mắt đầy hưng phấn. Thiên Huyền Vương Thành Ngư Long hỗn tạp, có thể trở thành một trong bốn gia tộc lớn nhất trong đó, cũng sừng sững trăm năm không ngã, gốc gác trong đó có thể tưởng tượng được. Có thể nói, địa vị của Vương Hoàng tộc trưởng có thể so với phó viện trưởng, thậm chí còn cao hơn. Ngày hôm nay, người như thế lại dẫn theo trưởng lão tới bái phỏng mình, vinh dự như thế cũng đủ làm người ta phát điên, sau này nói ra, nhất định sẽ tăng thêm một phần nổi bật trong tư lịch của mình. Một nhất tinh, một sao. Chương 68, bái kiến Trương Huyền lão sư. Ra ra, ta nghe nói về Vương Hoàng tộc trưởng, hắn đứng trong 10 vị trí đầu bảng tiềm lực tông sư, là nhân vật siêu cấp, tu vi từ lâu đạt đến võ giả thất trọng đỉnh cao, còn cách tông sư nửa bước. Cường giả như vậy, tại sao tới bái phỏng người? Đôi mắt Thượng Bân lóe sáng, cũng có phần không dám tin tưởng. Thiên Huyền Vương quốc, biết Vương thất liền phải biết tứ đại gia tộc, Vương Hoàng tộc trưởng là cao thủ mạnh nhất Vương gia, thực lực từ lâu đạt đến võ giả thất trọng đỉnh cao, uy danh hiển hách, người như thế, bình thường cho dù muốn nịnh bợ cũng không nịnh bợ được, ngày hôm nay cố ý tới bái phỏng gia gia, không chính tai nghe nói, quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Ha ha, khẳng định là Vương Đào. Thượng thần trưởng lão cười nói. Vương Đào thiếu gia. Không sai, Vương Đào là trưởng tử Vương Hoàng tộc trưởng, tương lai nhất định sẽ kế thừa Vương gia, ta thu hắn làm học viên, thậm chí giúp hắn thuận lợi thăng cấp võ giả tứ trọng bí cốt cảnh, nghĩ tới đây, tộc trưởng biết là ta bồi dưỡng nên cố ý đến cảm kích. Thượng thần trưởng lão vuốt râu, đắc ý nói không thành lời. Vương Đào là học viên của hắn. Nghe được đối thoại này, Trương Huyền đứng bên cạnh cũng sửng sốt. Hắn đã sớm biết ca ca Vương Dĩnh là đệ tử của một trưởng lão, nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là vị trước mặt. Phải. Trầm Bích Như gật đầu, sắc mặt khó coi. Ngươi nên suy nghĩ nhiều một chút, rõ ràng thượng thần trưởng lão nhằm vào ngươi, hiện tại hắn có được Vương gia làm chỗ dựa, uy thế sau này càng mạnh, cho dù ngươi ở lại trong học viện, ngày sau cũng không sinh hoạt dễ chịu. Sau này hãy nói đi. Trương Huyền không quan tâm chút nào. Nếu đối phương hết sức nhắm vào hắn, chính mình cũng không phải kẻ tầm thường, quá mức liền tiết lộ thực lực, mạnh mẽ chống đỡ một chút.
Nắm giữ thiên đạo thư đồ quán, có thể nhìn thấu tất cả khuyết điểm, ai thắng ai thua còn chưa biết. Ngươi, thấy dáng vẻ của tên này như vậy, Trầm Bích như tức giận dậm chân. Chính mình suy nghĩ vì hắn, hắn lại không quan tâm chút nào, thực sự càng làm người ta tức giận. Đi, chúng ta đi nghênh đón. Nội tâm thượng thần trưởng lão vô cùng đắc ý, vội vã rời đi, mang theo đám người thượng bân tiến về hướng cửa lớn. Tộc trưởng một trong bốn gia tộc lớn tới thăm, đừng nói chỉ nghênh đón ở cửa, cho dù ra ngoại viện nghênh đón cũng đáng. Nếu như thật có thể giữ gìn mối quan hệ này, thuận lợi kết giao, sợ rằng ứng cử viên phó viện trưởng sang năm sẽ rơi xuống đầu hắn. Thượng trưởng lão, còn chưa đến trước cửa, một nhóm 7, 8 người đi nhanh tới, đi đầu là một trung niên, giữa hai lông mày mang theo khí chất hùng hồn, vừa nhìn đã biết thân ở địa vị cao. Tộc trưởng Vương gia, Vương Hoàng. Sau lưng hắn có mấy ông lão, mọi cử động đều để lộ ra thực lực ích huyệt cảnh, không cần đoán cũng biết, trưởng lão Vương gia. Phía sau cùng là hai thanh niên, một người trong đó là Vương Đào, một người khác chính là cháu của nhị trưởng lão mới thi vào học viện năm nay, Vương Nham, nghe nói bái làm môn hạ của Lục Tầm lão sư, thiên phú không tệ, cực kỳ được hoan nghênh. Vương tộc trưởng đích thân tới làm cho ta thụ sủng nhược kinh, có chuyện gì, ngươi nói một tiếng là được rồi, tại sao lại đến đây, thực sự là quá vinh hạnh rồi. Thượng thần trưởng lão vội vàng nói, chuyện này, nói thật, ta tới nơi này thật sự muốn tìm người. Vương hoàng tộc cười dài nói, vương tộc trưởng cứ nói đừng ngại. Thượng thần trưởng lão vội hỏi, nếu như có thể làm việc giúp đỡ đối phương, sau đó hẳn khẳng định sẽ dựa vào cây đại thụ vương gia. Tiểu nữ Vương Dĩnh, chắc hẳn thượng trưởng lão đã sớm biết, nghe nói nàng bái một lão sư tên là Trương Huyền. Vương hoàng tộc trưởng chậm rãi nói. Trương Huyền, vương tộc trưởng có việc tìm hắn. Ánh mắt thượng bân lóe lên, hưng phấn suýt nữa nhảy lên. Trước kia nhìn thấy Vương Đào thiếu ra qua cửa phòng học của Trương Huyền, biết Vương Dĩnh bị Trương Huyền lừa gạt thành học viên, lường trước Vương gia khẳng định không muốn phát sinh chuyện này, nằm mơ cũng không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy. Thậm chí tộc trưởng đã tự mình tới đây. Siết chặt nắm đấm, nội tâm thượng bân cười lớn. Ngươi thắng cha xét học tâm thì thế nào? Đây chính là Vương gia. Vương gia là một trong bốn gia tộc lớn trong Thiên Huyền Vương Thành, đắc tội bọn họ, đừng nói ngươi chỉ là lão sư kém nhất trong học viện, cho dù lão sư như Vương Siêu cũng sẽ gặp xui xẻo lớn. Hắn nghĩ tới, hiển nhiên Tào Hùng cũng nghĩ đến, hưng phấn toàn thân run cầm cập, chưa bao giờ điên cuồng như thế. Câm miệng. Nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Nghe được cháu trai cắt lời vương tộc trưởng, thượng thần trưởng lão quát lớn. Tuy hắn là chủ nhiệm nhưng công việc quá nhiều, chỉ biết Trương Huyền mời chào được 5 học viên, cụ thể là người nào thì không biết. Căn bản không biết Vương Dĩnh cũng là học viên của hắn. Không sao. Vương hoàng tộc trưởng khoát tay áo một cái, đang muốn nói tiếp, Vương Đào đứng phía sau đi tới. Cha! Làm sao? Vương hoàng tộc trưởng hơi cau mày. Đó chính là Trương Huyền lão sư. Vương Đào chỉ tay. Tiến vào phòng khách vấn tâm tháp, hắn nhận ra Trương Huyền. Hắn chính là Trương lão sư. Quay đầu nhìn sang, vương hoàng tộc trưởng cau mày. Không sai, vị này chính là Trương Huyền của học viện chúng ta. Không nghĩ tới lá gan Trương lão sư thật lớn, dám lừa gạt cả Vương Dĩnh, ánh mắt thượng thần trưởng lão sáng lên, cười khanh khách giới thiệu. Kha kha. Lần này hắn sắp xui xẻo rồi, vương tộc trưởng sát phạt quả quyết, không giống lão sư chúng ta chú ý quy tắc như thế. Đáng đời, dám lừa gạt thiên kim của vương tộc trưởng, lá gan của hắn quá lớn. Thấy vương hoàng tộc trưởng nhìn về phía Trương Huyền, Thượng Bân, Tào Hùng đều cười to trong lòng. Có thể trở thành tộc trưởng của một trong bốn gia tộc lớn, người nào không lòng dạ độc ác. Là một lão sư kém nhất trong học viện, lừa con gái đối phương, bản thân đã muốn chết. Ngay vào thời điểm hai người cho rằng Trương Huyền chạy trời không khỏi nắng, nhất định sẽ gặp xui xẻo, đột nhiên nhìn thấy cảnh bọn họ khó tin. Chỉ thấy vương hoàng tộc trưởng đi hai bước tới trước mặt Trương Huyền, không có tức giận như trong suy nghĩ, cũng không ra tay đánh nhau như trong tưởng tượng, mà là vẻ mặt hưng phấn, trực tiếp khom người thật sâu, cẩn thận từng chút một. Vương hoàng bái kiến Trương Huyền lão sư. Dáng vẻ của hắn giống như bái kiến lãnh đạo cấp cao, chỉ lo lời nói có phần mạo phạm. Sợ chọc đối phương không vui. Mẹ nó. Không nhìn lầm chứ. Chuyện này, sao có thể có chuyện như vậy? Thượng Bân, Tào Hùng cùng khiếp sợ, suýt chút nữa ngất đi tại chỗ. Làm cái gì? Kịch bản không phải như vậy.
không phải nên là Vương Hoàng tộc trưởng quát tháo Trương Huyền, thuận tiện đánh một trận tơi bời sao? Tại sao lại cúc cung, còn kính chào? Tuy rằng chỉ là lễ tiết, nhưng gia gia thượng thần trưởng lão của mình cũng chưa từng hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Một tiểu tử sát hạch lão sư không điểm, có tư cách gì? Vương Hoàng tộc trưởng bớt giận, nổi giận thương tổn gan, lão sư kém nhất trong học viện không đáng để ngươi tức giận. Hả, khặc khặc. Thượng thần trưởng lão vẫn giả vờ làm người tốt, giả ý khuyên can, vừa mới nói được phân nửa liền thấy cảnh này, hắn như ăn phải phân chuột, nụ cười đông cứng trên gương mặt, suýt nữa bị một ngụm nước bọt sặc chết. Không phải nói Trương Huyền lừa gạt Vương Dĩnh làm học viên sao? Không phải nói hắn muốn tới gây phiền phức sao? Ai có thể nói cho ta biết, trời ạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chương 69, hủy khóa. Vương tộc trưởng, người đây là... Không chỉ mọi người có dáng vẻ này Trương Huyền cũng cảm thấy kỳ quái. Cho dù mình là lão sư của Vương Dĩnh, cũng không cần đích thân tới đây. Người chữa khỏi chân của tiểu nữ, lại dạy nàng tri thức cao thâm, ta phải đích thân tới trước mặt cảm kích. Vương Hoàng tộc trưởng liên tục gật đầu. Chân của Vương Dĩnh chính là tâm bệnh của hắn, vị lão sư này chữa khỏi cho nàng, thậm chí còn gia tăng lực lượng, năng lực như này có thể so sánh với danh sư. Trước mặt danh sư, cho dù mình có thân phận tộc trưởng Vương gia cũng không tính là gì. Há, nàng là học viên của ta, giáo dục nàng là bổn phận của ta, không có gì phải cảm kích. Trương Huyền gật đầu. Sư giả là truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc. Tuy kiếp trước hắn là nhân viên quản lý thư viện trong trường đại học, hắn vẫn được tính là một thành viên trong lão sư, hắn hết sức kính trọng và yêu thích nghề nghiệp này. Nếu Vương Dĩnh là học viên của hắn, giải quyết vấn đề của nàng, giúp nàng tu luyện tốt hơn, đây không phải chuyện đáng giá kiêu ngạo gì. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của hắn, mọi người phát rồ lần thứ hai, đây chính là tộc trưởng Vương gia, giống như người nghèo gặp phú ông ngàn tỷ, tại sao có thể bình tĩnh như thế, không có chút căng thẳng nào. Nằm trong chức trách, không sai, không sai. Nhìn thấy cảnh này, Mạc trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, âm thầm gật đầu. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, rất nhiều vị lão sư vì truy đuổi danh lợi, từ lâu đã quên đi bản tâm, Trương Huyền lão sư còn có thể thuần túy như thế, thật sự làm người ta kính nể. Có thể có ý nghĩ thế này, hơn nữa Lưu Dương tín nhiệm hắn cao độ như vậy, Vương Hoàng tộc trưởng lại tôn sùng đầy đủ, có phải thượng thần trưởng lão tính sai hay không? Cảm khái xong, nội tâm Mạc trưởng lão sản sinh nghi hoặc. Vừa mới đến đã nghe được thượng thần nói rất nhiều điều không phải về Trương Huyền lão sư, vốn tưởng rằng thật sự là một người vô học, chỉ biết nói lời chót lưỡi đầu môi, rác rưởi gieo vạ người khác, bây giờ xem ra căn bản không có chuyện như vậy. Nội tâm hoài nghi nhưng không lên tiếng, hắn tiếp tục quan sát. Mời Vương tộc trưởng vào trong. Thượng thần không hổ là trưởng lão, gương mặt lúng túng nhưng nhanh chóng khôi phục như cũ, bắt chuyện người Vương ra và phân chủ khách ngồi xuống. Vương Hoàng tộc trưởng. Mạc trưởng lão ôm quyền. Há, hóa ra là Mạc Tường trưởng lão của sư giả công hội, ngọn gió nào thổi ngươi đến đây? Lúc này mới nhìn thấy Mạc trưởng lão, Vương Hoàng vội vàng đứng lên. Sư giả công hội, đây là đệ nhất công hội ngự trị trên rất nhiều công hội như luyện đan công hội và trận pháp sư, cho dù tu vi trưởng lão không bằng hắn nhưng cũng không phải một vương gia nho nhỏ có thể đắc tội được. Chỉ là chuyện nhỏ. Mạc trưởng lão thuận miệng trả lời một câu. Tiếp theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn sang. Cho dù Vương Dĩnh tiểu thư bái Trương Huyền làm sư cũng không cần ngươi tự mình tới đây. Vị trước mặt là ai? Tộc trưởng một trong bốn gia tộc lớn, cường giả siêu cấp trưởng khống thế lực một phương. Cho dù con gái bái Trương Huyền làm sư, thậm chí hỗ trợ chữa khỏi bệnh gì đó, cũng không đạt tới mức độ hắn đích thân tới. Vẫn là Mạc trưởng lão mắt sáng, muốn nói có việc, ta thật sự có việc cần làm phiền thượng thần trưởng lão. Vương Hoàng tộc trưởng tươi cười gật đầu. Ồ, làm phiền ta, Vương tộc trưởng khách khí, có chuyện gì, xin ngươi cứ phân phó là được. Chỉ cần có thể làm được, ta sẽ dùng hết khả năng của mình. Nghe đối phương thật có chuyện nhờ mình, thượng thần trưởng lão khôi phục tự tin lần thứ hai, đắc ý nhìn Trương Huyền một chút, vuốt râu, thần thái cao cao tại thượng. Ngươi may mắn chữa khỏi bệnh gì đó cho Vương Dĩnh, mới được Vương tộc trưởng liếc mắt nhìn mà thôi, cẩn thận suy luận. Bất kể là thân phận hay lĩnh ngộ dạy học, người đều kém ta. Người xem, Vương tộc trưởng thật sự có chuyện cần nhờ ta. Là thế này, mấy ngày nay tiểu nhi vẫn học tập các hạ, nhận được lão sư chăm sóc, ta vẫn không thể gặp mặt cảm tạ. Vương Hoàng tộc trưởng khoát tay ngăn lại, một vị trưởng lão lập tức đi lên, đưa tới một món đồ.
đây là một ít tâm ý của ta, cũng cảm tạ ngươi chăm sóc tiểu nhi mấy ngày nay. Vương tộc trưởng không nên nói thế, dạy học chồng người chính là bản phận lão sư, không dám thu nhận lễ vật. Thượng thần trưởng lão vội vã xua tay, Mạc trưởng lão của sư giả công hội đang ở đây, cho dù muốn thu cũng không có lá gan này. Thượng trưởng lão cao thượng, thật sự làm người ta bội phục. Thấy đối phương không thu, vương hoàng tộc trưởng khoát tay áo một cái, chù trừ một chút, nói tiếp. Kỳ thực, ngày hôm nay tới đây, ta muốn thương lượng với trưởng lão một chuyện, khoảng thời gian này tiểu nhi tu luyện xuất hiện một vài vấn đề, phát hiện khóa học của trưởng lão có phần không phù hợp lắm với hắn, ngươi xem. Có thể cho hắn hủy khóa học hay không? Hủy bỏ khóa học. Lúc nghe vẻ mặt trầm ổn, nội tâm thượng thần trưởng lão đang đắc ý, nghe nói như thế liền lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã tại chỗ. Hủy khóa học. Đang yên đang lành, hủy làm gì? Học viên rút khóa học, tương đương làm lão sư mất mặt, biểu thị trình độ giảng bài của lão sư này không được, vốn tưởng rằng có chuyện cầu hắn, nội tâm đầy đắc ý, kết quả là chuyện này, trời ạ, một khi tin tức này truyền đi, hắn cũng không cần làm chủ nhiệm nữa. Hắn mất sạch mặt mũi. Đúng đấy, mong rằng trưởng lão tác thành. Vương Hoàng tộc trưởng nói. Chuyện này, thượng thần trưởng lão cảm thấy gương mặt như bị người ta tát, đau rát, muốn nổi giận nhưng không dám, xoắn suýt thời gian thật dài, hắn lại cười thật dài. Vương tộc trưởng không nên nói thế, nếu lệnh lang đã có quyết định, bên phía ta dễ bàn. Nói xong tiếp nhận ngọc bài đại biểu thân phận của đối phương, nhỏ một giọt máu lên đó. Bù! Thủ tiêu chương trình học của hắn. Đa tạ thượng trưởng lão. Vương Hoàng tộc trưởng thỏa mãn gật gù, giao ngọc bài cho Vương Đào. Không có gì, lão sư và học viên đều có quyền tự do lựa chọn, nếu như không thích ứng làm môn hạ của ta, xin rút cũng là bình thường, nhưng ta không biết, sau khi rút khóa của ta, Vương Đào muốn bái ai làm sư. Trong lòng nhỏ máu, gương mặt già nua của thượng thần trưởng lão cố nặn ra nụ cười. Đám người Vương Đào rất nổi danh trong học viên, là sự tồn tại siêu cấp trong mỗi lần sát hạch lớp đều trong nhóm 10 vị trí đầu. Người như thế lại rút học, nghĩ thôi cũng phát điên. Đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc, Vương Hoàng tộc trưởng nhất định phải hủy khóa của mình, như vậy hắn bái ai làm sư? Chính mình là trưởng lão, lại là chủ nhiệm, cho dù không phải giáo khóa tốt nhất trong toàn bộ học viện, chí ít cũng được xem là lão sư nổi tiếng, không ít người xé rách ra đầu cũng muốn xông vào. Trừ mình ra, hắn thật nghĩ không ra có người nào đáng giá làm tộc trưởng Vương gia đích thân tới rút học, còn xoay đầu sang người khác. Há, ta đã có ứng cử viên. Vương Hoàng tộc trưởng đứng dậy, đi vài bước tới trước mặt Trương Huyền, hắn cung kính nói. Trương lão sư, ngươi xem con trai Vương Đào của ta có thể bái làm môn hạ của ngươi hay không? Trở thành học viên của ngươi. A hát, chuyện này, không thể nào, hủy khóa của thượng thần trưởng lão, trở thành học viên của Trương Huyền. Nhìn thấy hành động của hắn, nghe nói như thế, toàn bộ học tâm tháp lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều điên rồi. Đặc biệt là thượng thần trưởng lão suýt phun huyết, chết ngay tại chỗ. Vương Hoàng tộc trưởng, người đang đùa giỡn sao? Lùi khóa của ta, chỉ vì gia nhập môn hạ một tiểu tử sát hạch không điểm. Thượng Bân, Tào Hùng há hốc mồm. Một lão sư mà hai người luôn luôn xem thường như ác rưởi, không ngờ đường đường một vị tộc trưởng hủy khóa của trưởng lão, gia nhập kẻ kém hơn bọn họ, trời xanh ơi, đại địa hỡi, người có thiên lý hay không? Nhưng chuyện làm mọi người phát rồ chưa kết thúc. Liền nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của thiếu niên vang lên. Thật không tiện, ta không thu. Dầm. Mọi người ngã tại chỗ. Chương 70, nghi vấn. Ngoá nó. Không thu, đại ca, người nói thật lòng. Đám người Thượng Bân, Tào Hùng, Trầm Bích như bứt tóc, mỗi người sắp phát điên. Kích thích của ngày hôm nay còn nhiều hơn cả đời bọn họ gặp phải. Vương Đào là ai? Siêu cấp thiên tài xếp thứ 10 của học viện. Lão sư nào không tranh đoạt thu hắn làm học viên, thượng thần trưởng lão cũng dựa vào thân phận chủ nhiệm của mình mới thành công thu được. Thiên tài như thế, hơn nữa do chính gia chủ Vương gia thỉnh cầu, ngươi. Thật từ chối. Đám người Thượng Bân cảm thấy mình chịu một vạn tổn thương, đã sắp không thở nổi. Lúc trước vừa mới mắng đối phương không thể chiêu thu học viên, kết quả. Tộc trưởng Vương gia đích thân đưa con mình tới, quan trọng hơn chính là. Hắn còn không thu. Trái tim của ta, gan của ta. Thượng thần trưởng lão cảm thấy có máu tươi đang lưu động trong yết hầu, có thể phun ra ngoài bất cứ lúc nào. Còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không? Ta là trưởng lão, là chủ nhiệm,
các ngươi hủy khóa của ta đi tìm một tiểu tử sát hạch lão sư không điểm, quan trọng là hắn còn không thu. Thượng thần trưởng lão cảm giác mặt mũi của mình bị người ta kéo xuống, vò nát sau đó ném xuống đất, hận không thể tìm khe nứt nào đó chui vào. Quá mất mặt rồi. Mất mặt tới nhà. Đôi mắt Mạc Tường trưởng lão như rơi xuống đất. Lúc nãy hắn đã thay đổi cái nhìn với Trương lão sư, bây giờ xem ra còn chưa đủ. Không thu. Vương Hoàng tộc trưởng vô cùng lúng túng, lúc này nháy mắt với nhi tử. Kính xin Trương lão sư thu ta làm học viên. Vương Đào vội vàng tiến lên, hắn quỳ xuống đất với vẻ mặt thành khẩn. Lúc trước hắn thật sự xem thường Trương lão sư, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn chữa khỏi hai chân của muội muội, sức mạnh tăng lên dữ dội, lại nghĩ tới chiêu kiếm của mình bị đối phương dùng hai ngón tay kẹp lấy, nội tâm đã bội phục chân chính. Không thu. Trương Huyền xua tay. Học viên lựa chọn lão sư cũng muốn tuyển chọn học viên. Ngày hôm trước Vương Đào xông thẳng vào trong phòng học, không coi bề trên ra gì, thậm chí còn động binh khí của mình, làm sao có khả năng thu hắn làm học viên. Cho dù là Triệu Nhã lúc trước, chỉ chất vấn hắn vài câu còn bị phạt quét tước vệ sinh. Làm lão sư, nếu như không còn uy nghiêm, học viên sẽ xem thường, làm sao có khả năng dạy ra thành tích gì. Ta biết là ta lỗ mãng, chọc giận lão sư. Hy vọng Trương lão sư nể tình ta trẻ tuổi, trong tình huống không hiểu lễ nghi, không chấp nhặt với ta. Vương Đào cũng biết nguyên nhân gì, vội vàng cầu xin. Sư đạo uy nghiêm không thể nhục, hắn cầm kiếm muốn đi chém người ta, đối phương không tính toán cũng thôi, hiện tại còn muốn bái người ta làm sư, bị từ chối là chuyện rất bình thường. Đúng đấy, tiểu nhi lúc trước không biết lão sư đại tài, vì lẽ đó có phần kích động, hy vọng lão sư thứ lỗi. Vương Hoàng tộc trưởng cũng tiến lên giải thích. Vương tộc trưởng không cần nói những lời này, Trương lão sư không thu, ta cảm thấy không cần phải như vậy. Vào lúc này có một âm thanh không hài hòa vang lên. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, đó chính là Tào Hùng tra xét học tâm thất bại. Nếu như là vừa nãy, dựa vào uy nghiêm của thượng thần trưởng lão có thể trung hòa xử phạt với hắn, thậm chí nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, làm nhạt chuyện này đi, hiện tại. Đường đường Vương Hoàng tộc trưởng tới đây cầu xin Trương Huyền, việc trừng phạt khi tra xét học tâm thất bại, sợ rằng không xong rồi. Nếu kết quả thành như thế này, hắn cũng không quan tâm việc xé nát ra mặt. Hả? Nghe có người nói chen vào, Vương Hoàng tộc trưởng sầm mặt lại, hắn không cao hứng. Thực lực bản thân Trương Huyền chỉ là võ giả tam trọng chân khí cảnh, Vương Đào thiếu gia lại là cường giả tứ trọng bí cốt cảnh, thực lực còn không bằng đối phương, làm sao làm lão sư, làm sao chỉ điểm. Hắn không dám nhận là tự mình biết mình. Gương mặt Tào Hùng đầy hung ác. Không sai, thực lực của hắn còn không bằng Vương Đào thiếu gia, còn thu hắn làm học viên, đùa gì thế? Thượng Bân cũng phản ứng lại, vội vàng nói. Vương tộc trưởng suy nghĩ lại, người rút khóa của ta không quan trọng lắm, lại bảo Vương Đào thiếu gia bái một kẻ thực lực thấp hơn hắn làm lão sư, tu luyện sau này không dễ như vậy. Ánh mắt thượng thần trưởng lão lóe sáng. Đúng vậy. Trương Huyền trước mắt chỉ có thực lực võ giả tam trọng chân khí cảnh, đây là sự thật toàn bộ người trong học viện đều biết. Đường đường cường giả tứ trọng đi bái một người tu vi thấp hơn mình làm lão sư, bản thân đã biến thành trò cười. Chuyện này, nội tâm Vương Hoàng tộc trưởng chấn động một ít. Hắn chỉ từ miệng Vương Dĩnh nghe nói lý luận dạy học của Trương Huyền kinh người, cũng không biết tu vi thiết thực của hắn. Mặc dù Vương Đào từng ra tay nhưng chưa từng nói ra, hắn cũng không rõ ràng. Nếu đối phương nói là sự thật, vị Trương lão sư này chỉ là võ giả tam trọng chân khí cảnh, thật sự không thể giáo dục Vương Đào. Tuy lão sư nắm giữ lý luận là có thể truyền thụ, nhưng tu luyện chỉ có tự mình trải qua mới cảm ngộ càng sâu, nếu như lão sư còn không đạt tới, sợ rằng không dạy ra cái gì. Giống như lão sư truyền phát đề của Trương Huyền kiếp trước, nói đề này lão sư không làm được, làm sao có khả năng dạy học viên. Không ít chuyện cần lão sư biết trước mới có thể để học viên biết sau. Bằng không, cho dù lý luận tốt cũng là hoa trong gương, trăng trong nước, không có một chút tác dụng nào. Trương Huyền, cho dù ngươi muốn dạy Vương Đào thiếu gia, ngươi có thực lực này sao? Không có liền ít giả vờ giả vịt, võ giả tam trọng, lừa gạt một ít tân sinh còn được, đối mặt học sinh cũ thì không ổn đâu. Thấy Trương Huyền không lên tiếng, Tào Hùng hưng phấn, trong mắt đầy dữ tợn. Đúng đấy, Vương tộc trưởng, Tào Hùng lão sư nói rất có lý. Trương Huyền còn không đột phá võ giả tứ trọng, tự nhiên cũng không biết tu luyện làm sao có thể chỉ điểm bí cốt cảnh tu luyện. Thượng thần trưởng lão tìm lại tự tin lần nữa, vuốt râu, nói.
không đúng, các ngươi nói đều không đúng. Nghe thấy mọi người cười nhạo, Vương Đào không cho là đúng, liền vội vàng đứng dậy giải thích. Ai nói thực lực Trương lão sư không bằng ta, ngày hôm qua ta vô ý mạo phạm, lúc đó sử dụng một kiếm toàn lực, bị hắn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, nếu như chỉ là chân khí cảnh, khẳng định không làm được. Hai ngón tay kẹp lấy, ha ha, Vương Đào thiếu gia, cho dù ngươi muốn giữ mặt mũi cho hắn cũng phải tìm được lý do đáng tin một chút. Tào Hùng cười gằn, ngươi là cường giả tứ trọng bì cốt cảnh hậu kỳ, sức mạnh vượt quá 700 cân, hơn nữa tốc độ kiếm và trọng lượng, một chiêu đánh ra, cho dù là cường giả ích huyệt cảnh sơ kỳ muốn dùng tay không tiếp được cũng khó khăn, càng không cần nói chỉ dùng hai ngón tay. Ngươi sẽ không nói, vị Trương lão sư sát hạch không điểm của chúng ta đã đạt đến ích huyệt cảnh, sánh ngang với trưởng lão A Hát. Tuy kiếm nhẹ nhàng nhưng cường giả bì cốt cảnh hậu kỳ xuất toàn lực, tốc độ nhanh như chớp giật, không hiểu rõ cực sâu về kiếm đạo của đối phương, biết phương vị công kích chân thật, cường giả ích huyệt cảnh sơ kỳ cũng khó tiếp được. Vương Đào lại còn nói lão sư kém nhất học viện có thể tiếp được. Đùa gì thế? Ta cũng nhìn thấy, lão sư chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy. Lưu Dương cũng giải thích. Hắn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ngày đó, không có nửa phần giả tạo. Nhưng hắn tín nhiệm với Trương Huyền cao như thế, nói chưa dứt lời, người bên ngoài xem ra hắn đang hỗ trợ che giấu mà thôi. Vương Hoàng tộc trưởng, ngươi là tu luyện đại gia. Không để ý tới hai người giải thích, thượng thần trưởng lão cười lạnh. Ngươi cảm thấy không đạt tới ích huyệt cảnh trung kỳ, có thể sử dụng hai ngón tay tiếp được một kiếm toàn lực của Vương Đào thiếu gia hay không? Chuyện này, Vương Hoàng tộc trưởng im lặng. Hai ngón tay kẹp lấy một kiếm toàn lực của Vương Đào. Cường giả ích huyệt cảnh bình thường cũng khó hoàn thành. Tuy lý luận của Trương lão sư rất tốt, nhưng trẻ tuổi như vậy đã đạt đến ích huyệt cảnh trung kỳ. Ngay cả hắn cũng không tin. Dù sao, quá mức kinh thế hãi tục. Vương Đào thiếu gia, ta biết người muốn bái Trương Huyền làm sư, lúc này mới cố ý nói ra chuyện này tăng cao danh vọng của hắn. Phàm là chuyện gì cũng phải có độ, vượt qua quá nhiều cũng không tốt. Thấy Vương Hoàng im lặng, thượng thần trưởng lão lúc nãy vẫy tay một cái, khí độ như mây. Vào lúc muốn chậm rãi nói tiếp một số lý luận cao thâm, chứng minh hắn nói dối, lúc này nghe tiếng lão sư trực ban ngoài phòng vang lên lần thứ hai. Thượng trưởng lão? Chuyện gì? Hơi cao mày, thượng thần trưởng lão không cao hứng. Không thấy ta đang ra oai sao? Thật không có ánh mắt. Bên ngoài có người cầu kiến Trương Huyền lão sư, tìm tới đây rồi. Lão sư trực ban lên tiếng. Tìm Trương Huyền, ai? Ngày hôm nay là ngày gì thế? Cái này cũng tìm, cái kia cũng tìm. Vâng, thế tử Trấn Nam Vương, Bạch Tốn Tiểu Vương gia. Lão sư trực ban nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 71, Bạch Tiểu Vương gia hung hăng. Bạch Tốn Tiểu Vương gia. Mọi người trong gian phòng chấn động. Vị Bạch Tốn này không lớn tuổi lắm nhưng lại là thiên tài tu luyện, 17 tuổi đã là võ giả ngũ trọng đỉnh cao, cũng có tiếng tăm lừng lẫy trong Thiên Huyền Thành Đô. Trầm Truy bệ hạ từng chuyên môn đánh giá, nói hắn có thể trở thành cường giả ích huyệt cảnh trẻ nhất vương quốc. Trấn Nam Vương trấn thủ Nam Cảnh, không ở vương đô, bởi vậy vị tiểu vương gia này cũng không đến Hồng Thiên Học Viện, nhưng lấy thành tích ưu dị thi vào Bắc Võ Học Viện lợi hại hơn. Bắc Võ Học Viện là học viện siêu cấp có danh sư nhất tinh tọa trấn. Có thể thi vào trong đó, đều là thiên tài có tiếng. Những ngày qua Trấn Nam Vương quay về Thiên Huyền Thành thuật chức, hắn cũng theo tới đây, nhưng... Tới đây làm gì, tìm Trương Huyền lão sư. Một lão sư đang chán kém nhất, một là thiên tài siêu cấp, con trai độc nhất của quyền thần chạm tay có thể bỏng. Hai người căn bản không có chút quan hệ nào. Giữa bọn họ có quen biết nhau sao? Địa vị chênh lệch to lớn. Mau mời. Tuy không biết là nguyên nhân gì, thượng thần trưởng lão không dám thất lễ, vội vã vẫy vẫy tay. Hô! Thời gian không lâu, một thiếu niên mặc áo trắng nhanh chân đi vào. Phía sau có mấy tên tùy tùng, tất cả đều mặc khôi giáp, ánh mắt lạnh lùng. Tuổi tác thiếu niên không lớn nhưng mang theo khí tức cực mạnh, sức mạnh toàn thân giống như mặt trời chiếu rọi khắp nơi, tạo thành áp lực mạnh mẽ lên người khác. Đều là võ giả ngũ trọng đỉnh cao, từ mặt khí thế có thể nhìn ra, còn mạnh hơn Thượng Bân, Trầm Bích như nhiều. Xin chào tiểu vương gia. Đám người thượng thần, Vương Hoàng tộc trưởng đồng thời đứng dậy. Tuy vương gia là một trong tứ đại gia tộc cao quý nhưng so với quyền thần chấn thủ một phương, vẫn có chênh lệch nhất định. Bất kể ở nơi nào, người nắm giữ quân đội vĩnh viễn có quyền lên tiếng. A, Trương đại sư, người quả nhiên ở đây.
tùy ý khoát tay áo một cái, không để ý tới đám người thượng thần cung kính, đôi mắt Bạch Tốn xoay tròn, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, hưng phấn lao tới trước mặt Trương Huyền. Sao ngươi tới đây? Trương Huyền hơi cau mày. Tuy rằng Lục Trầm đại sư nói phải học tập hắn, nhưng cũng không cần nghe lời như thế, thật tìm đến đây nha. Sau khi cha ta thuật chức liền đi, ta không thể ở lại Vương Thành bao lâu nữa, đương nhiên phải mau chóng học tập đại sư, tranh thủ thông qua sát hạch A. Bạch Tốn giải thích một câu. Đại sư, tại sao Bạch Tốn tiểu vương gia biết hắn, còn quen thuộc như thế, không phải xưng hô lão sư sao, tại sao xưng hô thành đại sư? Nhìn thấy Bạch Tốn quả nhiên tìm Trương Huyền, hơn nữa còn thân thiết như thế, tất cả mọi người mê muội. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ lại quen biết nhau. Trương Huyền không phải lão sư sao? Đại sư, đây là xưng hô gì? Hơn nữa, thái độ của Trương Huyền ngươi là gì? Lẽ nào không thấy thượng trưởng lão, vương tộc trưởng nhìn thấy tiểu vương gia đều khom người sao? Ngươi không những không hành lễ, còn cau mày, cau con em gái ngươi. Ai cho ngươi lá gan lớn như thế? Làm càn, thượng thần trưởng lão không nhịn được nữa, hắn tiến lên phía trước, mang theo khí thế kinh người. Trương Huyền, tại sao ngươi nói chuyện với tiểu vương gia như vậy? Còn không lập tức bái kiến, thân là lão sư, không hiểu một chút lễ nghi gì, quả thực không có quy củ, mất mặt xấu hổ. Nói xong, hắn tươi cười nói với Bạch Tốn. Bạch tiểu vương gia, ngươi đừng nóng giận, Trương Huyền, thực lực thấp kém, làm người cũng ngốc, không hiểu lễ nghi. Hắn chưa nói hết lời, Bạch tiểu vương gia hơi cau mày, trong mắt lộ ra hàn khí lạnh lẽo, hắn như sư tử sù lông. Con mẹ nó ngươi là ai vậy? Cút sang một bên, Trương Huyền đại sư cùng bối phận với gia gia của ta, con mẹ nó ngươi nói như vậy là muốn tìm cái chết sao? Gia gia, rầm. Mọi người ngã xuống đất lần thứ hai. Ta nhổ vào, trời ơi, đây là xưng hô gì? Phụ thân Bạch tiểu vương gia là Trấn Nam vương, ngang hàng luận giao với quốc vương Trầm Truy bệ hạ. Ngươi nói hắn là gia gia của ngươi, chẳng phải hắn còn cao hơn bệ hạ một cấp hay sao? Mới vừa rồi thượng bân trưởng lão vô cùng hung hăng càn quấy, toàn thân run lên, suýt chút nữa ngất đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Đặc biệt là thượng bân, Tào Hùng, lúc này sắp điên lên, cũng bứt một nhúm tóc, đôi mắt như rớt cả ra ngoài. Ngay cả Mạc trưởng lão Trấn Định tự nhiên cũng cảm thấy cằm tê dần, chẳng biết bứt râu mép lúc nào. Không sai, Trương gia gia chính là thư họa đại sư, thực lực mạnh tới mức ba người như ta cũng không phải đối thủ. Người nói hắn làm càn, thực lực thấp kém. Con mẹ nó ngươi muốn chết, muốn gây sự, Bạch Dương. Bàn tay Bạch Tốn vẫy một cái. Có thuộc hạ. Kèm theo tiếng đáp, một người trung niên theo sau hắn bước ra. Vả miệng. Bạch Tốn nói. Vâng. Người trung niên lúc đi ra không có gì bắt mắt, vào lúc này mí mắt nâng lên, một luồng sát khí dâng trào trong nháy mắt, giống như ngàn vạn ác quỷ thoát ra từ địa ngục. Tuy rằng tu vi giống như thượng thần trưởng lão, đều là ích huyệt cảnh, khí thế toàn thân cường đại hơn quá nhiều. Binh vương. Nội tâm mọi người dùng mình. Có thể có loại sát khí này, đều là binh sĩ tu luyện trong cửu tử nhất sinh mới có, đều có thể nói là binh vương, mỗi người ý niệm như sắt, cường hãn đến mức tận cùng, có thể chiến đấu vượt cấp. Phóng thích sát khí xong, tâm thần mọi người hoảng hốt, lúc này lao lên như mũi tên, người trung niên Bạch Dương đi tới trước mặt thượng thần trưởng lão, tát một cái. Bốp. Một tiếng vang lanh lảnh sinh ra, thượng thần trưởng lão còn không kịp phản ứng lại đã bị đánh như con quay, quay một vòng, máu tươi phun mạnh, hàm răng rơi mất mười mấy cây. Ngươi! Ổn định thân thể, thượng thần trưởng lão tức giận sắp nổ phổi. Hắn đường đường trưởng lão Hồng Thiên học viện, cường giả ích huyệt cảnh, lại bị người ta vả mặt. Cho dù hắn nổi giận cũng hết cách, đối phương là con trai duy nhất của Trấn Nam Vương, Bạch Tiểu Vương gia, nếu thật sự dám làm gì hắn. Trấn Nam Vương tuyệt đối sẽ giết tới, từ đó bứng cả sào huyệt của hắn. Chuyện như vậy lại không phải chưa từng làm. Năm đó có một thế lực lớn không kém gì vương gia, không có mắt cho người gây phiền phức cho Bạch Tiểu Vương gia, cũng đả thương hắn, Trấn Nam Vương nổi giận mang binh nhảy vào phủ đệ, chém đầu cả nhà, cuối cùng Trầm Truy bệ hạ không nói câu nào, trái lại động viên một trận, phong thưởng Bạch Tốn danh hiệu Tiểu Vương gia. Không phải vậy, cho dù hắn là thế tử cũng không có tư cách xưng là Tiểu Vương gia. Đều là Trương Huyền. Càng nghĩ càng giận, một bụng lửa giận không dám chút lên người Bạch Tốn, không thể làm gì khác hơn đều rời lên người Trương Huyền. Nếu không phải vì tên này, tại sao mình có thể mất mặt trong ngày hôm nay như thế?
Làm sao, ngươi không phục? Thấy sắc mặt hắn khó coi, Bạch Tốn cau này, vẻ mặt với dáng dấp của công tử bột. Tại hạ không dám. Nội tâm thượng thần trưởng lão nhỏ máu nhưng cắn răng nói trái lòng mình. Không dám là tốt nhất, nói thật cho ngươi biết, ta đang cứu ngươi, nếu như Trương gia ra tay, hắn không khống chế được khí lực, ngươi khẳng định đã sớm chết rồi. Nói đến đây, Bạch Tốn nhớ tới giao chiến buổi tối ngày hôm ấy, thân thể không tự chủ dùng mình một cái. Hắn nói sự thật, Trương đại sư trước mặt, chỉ lực lượng thân thể đã đạt tới 40 đỉnh, then chốt là không khống chế được khí lực, một cái tát đánh tới, chính hắn không cảm thấy cái gì, ngươi thì thảm rồi. Chương 72, không cách nào khai trừ. Cứu hắn, không khống chế được khí lực. Nghe khẩu khí tiểu vương gia, thực lực Trương Huyền lão sư còn lợi hại hơn thượng thần trưởng lão. Chuyện này, làm sao có khả năng? Tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi không mất quá nhiều thời gian, vào lúc này mọi người mới kịp phản ứng. Đặc biệt là Thượng Bân, Tào Hùng cho rằng Vương Đào nói dối thực lực Trương Huyền hạ thấp, hai người không thể tin nổi. Sát hạch lần trước của Trương Huyền, hắn chỉ có thực lực chân khí cảnh đỉnh cao, đây là sự thật toàn bộ học viện đều biết, chưa từng nghe tin tức hắn đột phá, tại sao còn lợi hại hơn cả Bạch Tiểu Vương gia, thậm chí nghe ngữ khí của hắn, Thượng Thần trưởng lão còn kém xa lắm. Tuy rằng kỳ quái, mọi người cũng không dám hoài nghi Bạch Tốn nói dối. Mọi người không chỉ biết vị Bạch Tiểu Vương gia này thiên tư phi phàm, cũng biết tính cách hắn hiếu chiến, thích nhất là đánh nhau với người khác. Một ngày không đánh mấy trận sẽ cảm thấy ngứa khắp người. Hắn bội phục Trương Huyền như vậy, lẽ nào hắn thật sự có thực lực như thế? Nghĩ tới đây, từng người mở to hai mắt, nhìn sang thiếu niên lúc trước bị bọn họ xem như rác rưởi. Thiếu niên này bình thường không có gì lạ, da rẻ hắn trắng nõn, bóng loáng, xem ra thật sự trẻ tuổi, làm sao có thể là cao thủ. Khặc khặc, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Sợ rằng mình không thể che giấu thực lực nữa rồi. Nhưng lão sư đứng hạng chót trong kỳ sát hạch lão sư, võ giả tam trọng chân khí cảnh, đây đã là kỳ cảnh, trong nháy mắt biến thành đại cao thủ ích huyệt cảnh. Đổi thành ai cũng hoài nghi. Muốn điệu thấp cũng khó khăn như vậy sao? Trương Huyền cảm thấy đau đầu. Hắn muốn che giấu thực lực của mình, lặng lẽ làm việc. Vốn tưởng rằng Bạch Tốn trước mặt không có liên quan gì với học viện, cũng không sợ người khác hoài nghi mình, nằm mơ cũng không nghĩ tới mới qua một buổi tối, cái tên này đã tìm tới. Náo động lớn như vậy, muốn ẩn giấu cũng không ẩn giấu được rồi. Thực sự là nghiệp chướng a. Vào lúc hắn đang xoắn suýt, liền nhìn thấy Bạch Tốn tiểu vương gia chạy tới, dáng vẻ lấy lòng. Kha kha, Trương đại sư, Trương gia gia, ta xử lý vậy được chứ? Cũng không trách Bạch Tốn như vậy. Lục Trầm đại sư đã nói rồi, hắn có thể thông qua sát hạch hay không, tất cả đều dựa vào Trương Huyền trước mặt, đương nhiên phải hết sức lấy lòng, khúc ý nịnh hót. Cho nên sau khi thức giấc vào buổi sáng, nhiều lần hỏi thăm mới biết Trương Huyền đến nơi đây, cho nên hắn dẫn người chạy tới. Cũng còn tạm được. Chuyện đã xảy ra, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là thừa nhận, gật đầu. Trương lão sư, xin thu ta làm học viên đi. Biết thực lực Trương Huyền cũng không phải chân khí cảnh. Vương Hoàng tộc trưởng nào dám do dự, ánh mắt nháy một cái, Vương Đào cách đó không xa lần thứ hai đi lên phía trước, quỳ xuống đất. Bái Trương đại sư làm sư, ngươi là ai vậy? Ta còn muốn bái sư đấy, muốn giành với ta, có phải muốn tỉ thí hay không? Trương Huyền còn chưa kịp nói chuyện, Bạch Tiểu Vương ra liền trừng mắt lên. Không dám. Vương Đào sợ hết hồn. Tuổi tác Bạch Tốn trước mặt tương đương với hắn, thực lực đã sớm đạt tới võ giả ngũ trọng đỉnh cao. Còn mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, tỉ thí với hắn, không phải muốn chết hay sao? Được rồi, ngày mai Vương Đào có thể tới lớp ta dự thính, biểu hiện thật tốt, có thể cân nhắc thu ngươi làm học viên. Chỉ lo Bạch Tiểu Vương ra tiếp tục gây sự, thật sự đánh Vương Đào sống dở chết dở không dậy nổi, Trương Huyền khoát tay áo một cái. Đa tạ Trương lão sư. Vương Hoàng tộc trưởng thở phào nhẹ nhõm, hắn liên tục cảm tạ. Dự thính không tính là học viên. Nhưng hiện tại xem ra đây là phương pháp giải quyết tốt nhất, ai bảo đứa con trai này không hăng hái, chạy tới muốn giết người. Lão sư nào gặp phải tình huống như thế, sợ rằng đều không thu. Mặc dù là dự thính, thời gian dài, chỉ cần về sau biểu hiện ngoan ngoãn khẳng định cũng có thể trở thành học viên chính thức. Dự thính. Thượng thần trưởng lão đứng bên cạnh khóc không ra nước mắt. Hắn đường đường trưởng lão học viện, là chủ nhiệm, đều là hắn chọn học viên, lần này thì tốt rồi. Bị người ta rút khóa ngay trước mặt, quan trọng là sau khi hủy không phải đi tới nơi tốt hơn.
lại đi dự thính người khác, dự thính lão sư kém nhất. Thượng thần trưởng lão cảm giác mặt già của mình đang bị chà đạp, hoàn toàn không còn tôn nghiêm. Thật sự quá mất mặt. Trương đại sư, còn chưa xử lý xong việc sao? Có rồi, ta xử lý giúp ngươi, làm xong, đi dạy thư họa cho ta. Bạch Tốn khoát tay áo một cái, nhìn về phía Trương lão sư. Còn có chút chuyện, Trương Huyền nhìn về phía thượng thần trưởng lão. Thượng trưởng lão, tra xét học tâm xong, có nên thực hiện trừng phạt không? Chính mình tới đây là vì tra xét học tâm, tra xét kết thúc lại xảy ra nhiều việc như thế, cũng nên thu tiền đặt cược rồi. Trương Huyền, người không nên đắc ý. Ta thua tra xét học tâm, nhiều nhất là bị 100 sát thần côn, muốn khai trừ tư cách lão sư của ta, sợ rằng ngươi không làm được. Biết lần này chạy trời không khỏi nắng, Tào Hùng không lựa chọn trốn tránh, gương mặt dữ tợn đi lên phía trước. Không làm được, Trương Huyền cau mày. Không sai, ta dạy học không xảy ra chuyện xấu gì, không có học viên tẩu hỏa nhập ma, tuy rằng sát hạch lão sư không phải ưu tú nhưng cũng đạt tiêu chuẩn, chỉ dựa vào đánh cược liền thua tư cách lão sư của ta, cho dù là sư giả công hội cũng không có quyền lợi này. Tào Hùng điên cuồng giống lên. Thật sự, hắn không hiểu việc này, Trương Huyền nghi hoặc nhìn về phía Mạc trưởng lão cách đó không xa. Hắn là trưởng lão sư giả công hội, hắn biết rõ việc này nhất. Đúng là như vậy. Mạc trưởng lão gật gù. Tư cách lão sư đã trải qua sư giả công hội xét duyệt, nếu như không xảy ra chuyện xấu đặc biệt lớn, bình thường rất khó khai trừ. Như vậy à? Trương Huyền hơi cau mày. Hắn nhớ tới kiếp trước, chức nghiệp lão sư kiếp trước là tại chức, sự nghiệp biên chế, cho dù dạy học kém, trường học cũng không có tư cách khai trừ, thậm chí cục giáo dục cũng không tư cách khai trừ, trừ phi phạm phải chuyện gì đó trái với sư đức sư phong. Xem ra tình huống nơi này cũng gần như thế. Thời điểm đánh cược, người không nói. Trương Huyền không nhịn được nói. Thời điểm đánh cược, còn tưởng rằng có thể thực hiện nên mới nói ra, sớm biết khó khai trừ tư cách lão sư như vậy, còn không bằng đổi thành trục xuất học viện. Khặc khặc, ta cho rằng, người thua. Mạc trưởng lão có phần lúng túng. Trương Huyền sát hạch lão sư không điểm, lại dạy dỗ một người tẩu hỏa nhập ma, thật muốn truy cứu, thật sự có thể bị khai trừ. Trước kia Mạc trưởng lão cũng cho rằng hắn thua nên không nói tỉ mỉ, không nghĩ tới hắn thắng triệt để như vậy. Nếu thật muốn thu tiền đánh cược, cũng không phải không có biện pháp, trừ phi. Mạc trưởng lão do dự một chút. Trừ phi cái gì? Trừ phi, có danh sư hoặc là danh sư học đồ chính mồm xác nhận hắn không thích hợp làm lão sư, sau đó đăng báo sư giả công hội. Mạc trưởng lão nói. Danh sư học đồ, đi nơi nào tìm chứ? Trương Huyền lắc đầu một cái, bất kể là danh sư hay danh sư học đồ đều là nhân vật cao cao tại thượng trong nghề nghiệp lão sư, chính mình đi nơi nào tìm. Hơn nữa cho dù tìm được, nhân gia cũng không thể để ý tới đánh cược nhỏ thế này. Vào lúc cau mày, Chu lão sư với vẻ mặt khách khí đi vào, hắn ôm quyền nói vang vọng gian phòng. Thượng thần trưởng lão, một vị tự xưng hoàng nữ cô nương tới, nói muốn tìm Trương Huyền lão sư. Chương 73, Tào Hùng phản kích. Tiểu Ngữ cũng tới. Ánh mắt Bạch Tốn sáng lên. Ngày hôm qua Lục Trầm đại sư bảo bọn họ học tập Trương đại sư, hắn khi trời vừa sáng liền chạy tới, Tiểu Ngữ làm sao có khả năng không đến. Trong khi nói chuyện, một bóng người xinh đẹp từ bên ngoài đi vào, trường y màu vàng nhạt, vóc người lung linh hoàn mỹ hiện ra, da rẻ thuần khiết như tuyết, so với Trầm Bích Như, cũng không thua kém chút nào. Xin chào Trương lão sư. Vừa tiến vào trong phòng, lúc này Trương Huyền đi tới. Khom người đến cùng. Ừ, biết đối phương có chung mục đích với Bạch Tốn, Trương Huyền day day mi tâm, cảm thấy có phần đau đầu. Kỳ thực hắn đâu có biết thư họa gì đó, chỉ có thể nhìn ra khuyết điểm mà thôi. Bảo hắn dạy vẽ tranh, hắn thật không biết nên mở miệng thế nào. Xin chào tiểu thư. Vào lúc đang xoắn suýt nên nói gì với đối phương, liền nhìn thấy Mạc trưởng lão đứng bên cạnh mang theo vẻ mặt cung kính tiến lên, ôm quyền với hoàng ngữ. Tiểu thư. Thượng thần trưởng lão đứng gần giống như nhớ ra cái gì, bàn chân mềm nhũn, hắn liên tục lui lại vài bước, sắc mặt trắng bệch. Lẽ nào nàng chính là thiên kim của Hoàng hội trưởng sư giả công hội, là thiếu nữ thiên tài mười mấy tuổi trở thành trợ giáo sơ cấp? Lúc trước hắn nói với Mạc trưởng lão, sư giả công hội xuất hiện một thiên tài, tuổi còn trẻ liền thành trợ giáo sơ cấp, còn lợi hại hơn ông lão như hắn, nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là vị hoàng nữ tiểu thư này, hơn nữa nhìn dáng vẻ của nàng. Dường như có quan hệ rất tốt với Trương Huyền. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
vừa mới nói đối phương không thể dùng tri thức chồng người, kết quả người vương gia dẫn con trai đưa tới cửa, không tiếc hủy khóa học của mình. Mới vừa nói thực lực đối phương không cao, Bạch Tiểu Vương gia liền tự mình chạy tới chứng minh thực lực đối phương mạnh mẽ, ngay cả hắn cũng không phải đối thủ. Mới vừa nói chỉ có trợ giáo mới có thể khai trừ tư cách lão sư của Tào Hùng, trợ giáo liền chạy tới, tha thiết mong chờ nhìn hắn. Mẹ nó, Trương Huyền, ngươi là người ông trời đặc biệt phái đến đối nghịch với ta. Thượng thần trưởng lão cảm thấy như có thiên lôi từng trận đánh xuống, trong lòng muốn chết. Lúc nãy Tào Hùng vô cùng càn rỡ, hiện tại sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Nếu như nói lúc trước còn tự nhận đối phương không cách nào khai trừ bản thân, hiện tại đã cảm thấy thật sự khủng hoảng. Hắn không phải là lão sư rác rưởi sát hạch không điểm sao? Vì sao lại quen biết nhiều người như vậy, tại sao đều tôn trọng hắn như thế, ta không phục. Nội tâm thét lên đầy điên cuồng, Tào Hùng cắn răng. Trước ngày hôm nay, đối phương không tính là gì trong mắt hắn, căn bản không có tư cách cạnh tranh với hắn, mà hiện tại, đối phương đã trở thành ngọn núi cao, chỉ có thể ngước nhìn lên. Hắn, Thượng Bân ở bên cạnh, hàm răng run lên. Vào lúc này Trương Huyền trong mắt hắn từ một con run dế tiện tay có thể bóp chết đã lột xác thành một con bạo long to lớn. Loại lột xác này, ngay cả hắn nằm mơ cũng không thể tin được. Ngươi là trợ giáo. Lỗ tai nghe được lời nói kinh ngạc của Thượng Thần, Trương Huyền nghi hoặc nhìn sang nữ tử trước mặt. Nhà đầu này còn nhỏ hơn mình, hiện tại đã là trợ giáo danh sư, thực sự không thể nhìn mặt bắt hình dong. Ta cũng chỉ may mắn được lưu sư coi trọng, qua đó hỗ trợ mà thôi. Hoàng ngữ khẽ mỉm cười, ngoài miệng nói khiêm tốn, trong mắt lại mang theo ánh sáng tự tin. Có thể trở thành trợ giáo danh sư, đầu tiên phải có thiên phú hơn người, tiếp đó chính là cơ duyên. Cho dù thiên phú của ngươi mạnh hơn nữa, chỉ điểm tốt tới đâu, năng lực truyền thụ chương trình học rất tốt, không chiếm được danh sư thưởng thức cũng uổng công. Hoàng ngữ thân là con gái của hội trưởng sư giả công hội tại Thiên Huyền Vương Quốc, từ nhỏ đã tiếp xúc với nền tảng giáo dục tốt đẹp, lại thêm phụ thân giao thiệp, trở thành trợ giáo cũng rất bình thường. Ngươi đã là trợ giáo, như vậy rất tốt, vị Tào Hùng lão sư này thua cha xét học tâm với ta, không thực hiện hình phạt. Vừa nãy Mạc trưởng lão nói rồi, tìm được một trợ giáo lên tiếng liền có thể khai trừ tư cách lão sư của Tào Hùng, đối mặt với người muốn đối phó mình, Trương Huyền sẽ không chùn tay. Còn có chuyện như vậy. Hoàng ngữ cau mày. Thân là lão sư, vì một chút ân oán liền ghi hận trong lòng, không tiếc tra xét học tâm, hãm hại đồng sự, nếu ngươi có thể ở lại trong hàng ngũ lão sư, sớm muộn gì cũng là con sâu làm dầu nồi canh, Mạc trưởng lão. Mạc trưởng lão tiến lên một bước. Ta cho rằng hắn không có tư cách làm lão sư, hiện tại ngươi đi hoàn thành thủ tục đi. Hoàng ngữ vẫy tay ngọc một cái, rõ. Mạc trưởng lão gật đầu, nhìn về phía Tào Hùng, lắc lắc đầu. Hoàng ngữ thân là trợ giáo danh sư, địa vị tôn sùng, hơn nữa là con gái hội trưởng, câu nói đầu tiên đã quyết định vận mệnh của Tào lão sư. Nắm giữ thân phận lão sư, đi tới nơi nào cũng được người ta tôn trọng, một khi bị khai trừ, nói rõ phẩm hạnh có vấn đề, ghi vào trong danh sách, đi bất kỳ địa phương nào, sợ rằng không ai dám nhận. Ta, nghe được quyết định này, Tào Hùng sụi lơ trên đất, mặt xám như cho tàn. Vì tư cách lão sư này, hắn không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết, không nghĩ tới. Lại bị tước đoạt, bởi vì khiêu khích một lão sư rác rưởi sát hạch không điểm. Ta không phục, ta không cam lòng. Đúng rồi. Tào Hùng đứng lên lần thứ hai, nhìn về phía Trương Huyền, trong ánh mắt đầy dữ tợn. Trương Huyền, ngươi đừng đắc ý vội, ngươi sát hạch lão sư không điểm, còn làm học viên tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần báo chuyện này lên sư giả công hội. Trải qua kiểm tra tỉ mỉ, cũng mất đi tư cách lão sư. Trương Huyền bị gọi là rác rưởi, sát hạch lão sư không điểm, là do nội bộ Hồng Thiên Học Viện sát hạch, không có tính quyền uy, bởi vậy không cách nào khai trừ tư cách giáo sư, nếu như mang chuyện này đăng báo công hội, một khi lập án, nếu như xác thực, cũng sẽ bị khai trừ. Huống chi, hắn còn làm học viên tẩu hỏa nhập ma. Việc này đã chạm vào điểm mấu chốt của lão sư. Không sai, Trương Huyền. Ngươi không cần đắc ý. Hiện tại ngươi khai trừ tư cách lão sư của Tào lão sư, bản thân cũng không duy trì được bao lâu. Hiện tại ta sẽ mang việc này báo lên sư giả công hội, khẩn cầu bọn họ tiến hành phán quyết công bằng. Nghe được Tào Hùng la lên, đôi mắt Thượng Bân sáng ngời, đấu trí lại bốc lên hừng hực. Nếu đã vạch mặt với Trương Huyền, đối phương hung hăng, sợ rằng sau này hắn sống không dễ chịu, đương nhiên không thể bỏ qua.
Điểm then chốt là, hiện tại nữ thần cũng nói chuyện giúp Trương Huyền, nếu hắn lại bị động chịu đòn, sau đó làm sao ngẩng đầu lên được. Nói xong, Thượng Bân lại nhìn sang Trương Huyền lần thứ hai, trong ánh mắt mang theo ý lạnh. Không phải ngươi rất trâu bò sao? Không phải độ tín nhiệm hơn 60 sao? Người vương gia phải cầu xin ngươi thu vương đảo sao? Hiện tại rất đắc ý, nhưng một khi mất đi tư cách lão sư, ta xem ngươi làm sao bây giờ? Ngươi còn có tư cách gì ở lại Hồng Thiên Học Viện, có tư cách gì truyền thụ học viên? Tố chất bản thân Trương Huyền lão sư thật sự làm người ta hoài nghi, Hoàng Ngữ trợ giáo, Mạc trưởng lão, hai người bọn họ nói đều là sự thật, vị Trương lão sư này thật sự dạy học viên tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa lần trước sát hạch lão sư lại không điểm, hy vọng công hội có thể xử lý công bằng, diệt trừ u ác tính trong học viện. Thượng thần trưởng lão cũng khôi phục tinh thần, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, cất cao giọng nói. Tào Hùng không cứu nổi, nhưng nếu ra tay, bọn họ cũng không muốn Trương Huyền dễ chịu. Chương 74, phòng giáo vụ dở trò. Chuyện này, nghe được ba người cùng lên tiếng, Mạc trưởng lão cùng Hoàng Ngữ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Trương Huyền. Nếu như bọn họ nói là thật sự, sư giả công hội thật sự phải kiểm tra một lần. Sau khi kiểm tra xong, một khi chuyện này là thật, rất có thể sẽ khai trừ tư cách lão sư của Trương lão sư. Vẫn nghĩ đám người này đơn giản, không ngờ bọn họ cũng am hiểu lợi dụng quy tắc nói chuyện. Không nghĩ tới đối phương liên tục bị đả kích còn có thể phản kích một hồi, Trương Huyền hơi cau mày. Xem ra thế giới nào cũng giống nhau, tặc cắn một cái, tận xương ba phần. Nói thật, đống hỗn loạn mà tiền thân Trương Huyền để lại thật sự phiền phức. Học viện không xét nét, bình an vô sự, có thể giảng bài, chỉ khi nào báo lên sư giả công hội, liền đối mặt với nguy hiểm khai trừ tư cách lão sư. Bị khai trừ, tình huống không tốt hơn Tào Hùng là bao. Vì lẽ đó, bất kể nói như thế nào cũng không thể cho bọn chúng thực hiện được. Nhưng sát hạch lão sư không điểm, dạy học viên tẩu hỏa nhập ma, đây là chuyện do tiền thân làm ra, cũng là sự thật, cho dù muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Nói cách khác, đống hỗn loạn tiền thân lưu lại chính là nét bút hỏng lớn nhất hiện tại, cho dù mượn thiên đạo đồ thư quán dạy học viên lợi hại cỡ nào vẫn khó có thể trở thành danh sư, khó có thể làm cho người ta tin phục. Phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Day day mi tâm, Trương Huyền cảm thấy bất đắc dĩ. Xuyên Việt là bị động, hắn lại không thể quyết định thời gian, lại nói, nếu không phải tiền thân kém như thế, bản thân cũng không quá khó sống. Lẽ nào cho phép bọn họ báo lên sư giả công hội, khai trừ tư cách lão sư của mình? Tuyệt đối không được. Hả, không phải không cách nào giải thích vấn đề thực lực ta đột nhiên tăng lên dữ dội hay sao? Vừa vặn có thể lợi dụng điểm này. Đang không biết làm thế nào cho phải, đột nhiên trong đầu xuất hiện linh quang, một ý nghĩ tuyệt diệu xuất hiện trong đầu, lần thứ hai nhìn về phía thượng thần, Thượng Bân, khóe miệng hơi vểnh lên. Các ngươi đã không lưu lại đường sống, vậy thì thật không tiện. Trương Huyền, không phải ngươi rất đắc ý sao? Ta xem ngươi đi tới sư giả công hội, còn có thể tiếp tục đắc ý hay không? Nhìn Mạc trưởng lão, Hoàng Ngữ do dự, Thượng Bân đầy hưng phấn, cười ha ha. Nhưng nụ cười của hắn chưa kết thúc, liền nhìn thấy Trương Huyền chấp hai tay sau lưng, vẻ mặt do dự nhìn sang, trong mắt tràn ngập xoắn xuýt. Dường như có chuyện gì đó muốn nói ra, lại suy nghĩ có nên nói hay không. Làm sao, muốn xin ta tha cho? Thấy dáng vẻ của hắn như vậy, Thượng Bân thoải mái nói không ra lời. Đáng tiếc, đã chậm. Xin tha. Trương Huyền lắc lắc đầu. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta chỉ suy nghĩ. Có nên nói ra chuyện này hay không? Này! Nói đến đây, thở dài một tiếng, trong ngữ điệu mang theo chán nản và thống khổ, cũng mang theo xoắn xuýt và khó chịu. Nói chung, làm người ta cảm thấy hắn đang có tâm sự, là nam nhân có cố sự tang thương. Nói ra, nói cái gì? Không biết hắn muốn làm cái gì, Thượng Bân cau mày. Cũng được, nếu như vậy. Không trả lời hắn, Trương Huyền không nhịn được lắc đầu, dáng vẻ trách trời thương người. Xoắn suýt chốc lát. Chúng ta vốn là đồng sự, thân là lão sư, vì danh dự học viện, cho dù làm ra chuyện quá đáng cũng có thể lấy đại cục làm trọng, bây giờ xem ra. Nói đến đây, chắp hai tay sau lưng, đôi mắt nhìn xéo lên trên, dường như thật sự rất thống khổ. Ế, ngươi có ý gì? Thấy hắn lại thở dài, lại lắc đầu, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hắn, ông cháu Thượng Bân, Thượng Thần liếc mắt nhìn nhau, không biết trong hồ lô của tên này bán thuốc gì. Ra vẻ cái gì? Hiện tại ngươi có thể bị khai trừ bất cứ lúc nào, giả bộ cũng không dùng được.
ta thấy hắn đang cố ý nói bậy, muốn di chuyển sự chú ý của mọi người. Mọi người không nên bị hắn lừa. Thượng Bân phản ứng lại, hắn nói. Sát hạch lão sư không điểm, dạy học viên tẩu hỏa nhập ma, đây là chuyện người trong học viện đều biết, mặc kệ thế nào cũng không thể rửa sạch ô danh. Cho dù ngươi vô cùng dẻo miệng thì sao chứ? Những việc này khẳng định không chống chế được. Cho dù chống chế, còn có hồ sơ có thể tra, xem ngươi làm sao tự bào chữa. Trương đại sư, có lời gì khó nói sao? Ta và Mạc trưởng lão đều ở đây, hoàn toàn có thể nói ra. Hoàng Ngữ nhìn sang. Không sai. Dùng ánh mắt tán dương nhìn sang đối phương, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Hắn giả vờ suốt nửa ngày là chờ câu này của đối phương, hiện tại vừa hỏi, hắn có thể nói tiếp được rồi. Kỳ thực, chuyện này ta không muốn nói. Trương Huyền lắc đầu một cái, làm ra dáng vẻ vô cùng đau đớn, hai bước đi tới trụ đá đo lực ở giữa phòng, siết chặt nắm đấm, đánh thẳng về phía trước. Ong! Hào quang lấp lóe, một dãy số xuất hiện. 55 đỉnh. Hắn cũng chỉ dùng một nửa sức mạnh, bởi vì hắn lặp lại tu luyện công pháp tam trọng một lần, chân khí trong cơ thể càng tinh khiết, vốn chỉ có lực lượng 49 đỉnh, lần thứ hai lại gia tăng một ít. 55 đỉnh. Ích huyệt cảnh đỉnh phong. Hắn nắm giữ thực lực ích huyệt cảnh đỉnh phong, tại sao sát hạch lại là chân khí cảnh? Tuy rằng trước đó nghe Bạch Tiểu Vương gia nói thực lực Trương Huyền còn mạnh hơn hắn, mọi người đã chuẩn bị tâm lý, có thể nhìn thấy một quyền đánh ra nhiều lực lượng như thế vẫn không dám tin tưởng. Sợ hãi gào thét liên tục, cằm của từng người như rơi xuống đất. Võ giả lục trọng ích huyệt cảnh, mỗi khi mở ra một huyệt đạo, tăng cường lực lượng to lớn, không ít người cả một đời chỉ có thể mở ra 3-40 nơi đã xem như đỉnh phong, lực lượng cũng không tăng lên nhiều như thế. Một quyền tiện tay đã có lực lượng như vậy, không phải cho thấy. Hắn đã đạt được ích huyệt cảnh đỉnh phong. Nghĩ tới lúc trước khi tiến hành kiểm tra, hắn là võ giả tam trọng chân khí cảnh đỉnh phong, sau một kỳ nghỉ thì tăng lên vài cấp bậc. Chuyện này không thể nào. Nghe nói thiên tài cao cấp nhất vương quốc cũng không tiến bộ nhanh như thế. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn sang, muốn nghe lời giải thích của hắn. Chắc hẳn mọi người cũng kỳ quái, kiểm tra vài ngày trước ta chỉ là chân khí cảnh, hiện tại trong thời gian ngắn biến thành ích huyệt cảnh. Ánh mắt nhìn phản ứng của mọi người, Trương Huyền chậm rãi nói. Kỳ thực, tu vi của ta, không hề tăng lên như gió trong một kỳ nghỉ. Mà là giống như mọi người, tu luyện từng bước, trước khi nghỉ, tuy không đạt tới 55 đỉnh nhưng cũng không kém nhiều. Trước khi nghỉ đã mạnh như thế, không đúng, vậy sát hạch tu vi khi sát hạch lão sư. Vương Hoàng tộc trưởng không nhịn được nói, nhưng vừa nói ra phân nửa, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, không nhịn được sững sờ. Sát hạch lão sư trong Hồng Thiên Học Viện là phòng giáo vụ học viện tiến hành trong hoàn cảnh phong bế, thành tích sát hạch của các vị lão sư cũng do phòng giáo vụ công bố. Những người khác không biết, nói cách khác, kết luận người trước khi nghỉ chỉ có thực lực chân khí cảnh, là phòng giáo vụ đưa ra, mà không phải sự thật. Nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người đã hiểu được. Bất kể sát hạch lão sư không điểm hay thực lực của hắn chỉ là chân khí cảnh, đều là kết quả do phòng giáo vụ công bố chính thức, thời điểm sát hạch chân chính, không có ai quan sát. Nói cách khác, rất có thể phòng giáo vụ dở trò. Chương 75, Thượng Thần Thổ Huyết. Trước kia ta thảo luận với Trương lão sư về rất nhiều vấn đề trong sát hạch lão sư, hắn chẳng những có thể trả lời rõ ràng, mỗi một vấn đề còn nói ra 7-8 đáp án, những đáp án này ngay cả ta cũng không đáp được. Trình độ bác học làm người ta khâm phục. Lúc đó liền cảm thấy kỳ lạ, sát hạch lão sư đơn giản như thế, tại sao hắn không làm được một điểm nào, thì ra. Công bố thành tích giả. Trầm Bích Như cũng nhớ ra cái gì đó, không nhịn được nói chen vào, trong mắt mang theo lửa giận. Nhớ lại bữa ăn cơm tối hôm qua, nàng cố ý thử Trương Huyền, kết quả đối phương đối đáp trôi chảy, lúc đó nàng liền cảm thấy kỳ quái, nghe được lời hắn nói vừa rồi liền, từng tỉnh. Hắn khẳng định trả lời chính xác, nhưng phòng giáo vụ không cho điểm. Nói cách khác, bài thi của hắn không có vấn đề gì, lão sư phê duyệt ở phòng giáo vụ lại phán thành không điểm. Tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Khó trách Trương lão sư vẫn không muốn nói, mọi người đều là đồng sự, một khi nói ra khẳng định ảnh hưởng quan hệ, càng ảnh hưởng danh dự học viện. Vì chuyện này, hắn tình nguyện một người mang bêu danh, rác rưởi. Vương Hoàng tộc trưởng càng nghĩ càng, rõ ràng, giật mình tỉnh ngộ. Ngươi không thấy Trương lão sư lúc nãy vẫn do dự không muốn nói sao? Nếu như không phải là bị ép đến mức bất đắc dĩ, có khả năng sẽ không công bố việc này ra ngoài,
cho dù bị nhiều người hiểu lầm hơn nữa đều yên lặng chịu đựng. Thậm chí, các người chèn ép hắn như vậy, hắn cũng chỉ là bày ra tu vi, vẫn chưa nói tỉ mỉ, chi tiết cụ thể đều là chúng ta đoán ra. Cái gì gọi là gương sáng làm người? Chính là đây. Cái gì là sư đức như núi, không tranh với đời? Chính là đây. Một khi chuyện không công bằng truyền ra, tất cả mọi người đều nghi ngờ độ chính xác trong sát hạch lão sư của học viện, cũng hoài nghi trình độ dạy học chân chính của các lão sư khác. Cứ như vậy, học viện sẽ rơi vào hỗn loạn. Hắn lựa chọn không nói, bản thân yên lặng chịu đựng, tình nguyện bị người khác hiểu lầm, phần lòng dạ này, phần rộng lượng này. Một trưởng lão vương gia càng nói càng kích động. Trên thế giới này còn có lão sư vĩ đại như thế. Buồn cười là chúng ta lại hiểu lầm hắn không biết gì cả, là tên rác rưởi. Nói đến đây, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang thượng thần trưởng lão cách đó không xa, ánh mắt mọi người đầy lửa giận. Ngươi nhìn người ta xem, ngươi nhìn lại mình xem. Cùng là lão sư, tại sao lại chênh lệch lớn như thế? Trương lão sư vì nhớ tình nghĩa, chịu nhục cũng không bán đồng sự, mà các ngươi. Ta, thượng thần sững sờ tại chỗ, hắn sắp phát điên. Mẹ nó, xảy ra chuyện gì? Cái gì làm giả, cái gì nhớ tình cảm? Lần trước ngươi sát hạch là chân khí cảnh, hơn nữa trong kỳ sát hạch lão sư viết lung ta lung tung, không chiếm được một điểm là bình thường. Ta tự mình xem xét phê duyệt, không thể phạm sai lầm, làm sao lại thành ta cố ý hãm hại? Trương Huyền, con mẹ ngươi, có bản lĩnh ngươi nói rõ ràng cho ta. Thượng thần trưởng lão đè nén một ngụm máu tươi trong cổ họng, có thể phun ra bất cứ lúc nào. Nhìn thấy cảnh náo nhiệt như thế, Trương Huyền cũng trợn mắt ngoác mồm. Kỳ thực ý của ta lúc nãy là muốn nói phòng giáo vụ sát hạch không chính xác, tại sao? Biến thành chuyện này. Tư duy của mọi người thật lợi hại. Nhưng mà, như vậy, khặc khặc, ta thực sự rất hài lòng. Các ngươi nói ta hãm hại hắn, cũng phải có lý do chứ. Ta đường đường chủ nhiệm phòng giáo vụ, trưởng lão học viện, hãm hại lão sư sơ cấp như hắn làm gì? Không hổ là chủ nhiệm, thượng thần trưởng lão nhanh chóng nói rõ trọng điểm của vấn đề. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải có động cơ, có lý do. Thân phận của hắn cao quý, vô duyên vô cớ hãm hại một lão sư phổ thông, thực sự không còn gì để nói a. Chuyện này còn cần nhiều lời sao? Thượng Bân là cháu người muốn trở thành lão sư minh tinh trẻ nhất học viện, mà Trương lão sư trẻ tuổi như vậy đã có tu vi và năng lực như thế, nhất định sẽ bộc lộ tài năng, vượt xa hắn, vì phòng ngừa chuyện xảy ra chuyện này, lúc này mới cố ý chèn ép. Lần này tới phiên Mạc trưởng lão nói chuyện, càng nói càng tức, Zhou Rie dựng đứng. Tuy ta không có chứng cứ xác thực trong việc này, nhưng ngày hôm nay ta đã nhìn thấy từ đầu tới đuôi. Cha xét học tâm, đánh cược thật lớn, đủ loại bức bách. Thượng thần, thủ đoạn của ngươi thật lợi hại, uổng cho giao tình nhiều năm của chúng ta, không, là Mạc tường ta mù mắt. Mạc trưởng lão luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù, ngày hôm nay nghe lời của đối phương, cố ý tới đây loại trừ bại hoại trong nghề lão sư. Kết quả nhìn thấy thượng trưởng lão dùng các thủ đoạn chèn ép Trương Huyền lão sư. Trương lão sư dùng nắm đấm của mình chứng minh hắn chính xác. Việc này chưa đủ chứng minh sao? Nếu như việc này còn không thể chứng minh, chẳng phải Mạc tường ta mù mắt. Ta cũng có thể chứng minh, ngày hôm nay thượng thần trưởng lão cố ý chèn ép Trương lão sư, ta tận mắt nhìn thấy. Lúc ở trước mặt chúng ta còn rõ ràng như thế, sau lưng còn không biết dùng thủ đoạn gì. Thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, đường đường là thầy chủ nhiệm, vì cháu của mình lại có thể làm như vậy, thực sự là cầm thú. Mạc trưởng lão vừa mới lên tiếng, không ít người mượn gió phụ họa, từng người căm phẫn sôi sục. Thượng thần trưởng lão cảm thấy đầu óc choáng váng, sắp điên rồi. Ta, thật sự không chèn ép hắn có được hay không, chỉ đến ngày hôm nay hắn gọt đi mặt mũi của ta, ta mới gây sự với hắn. Nếu như nói trước kia ta chỉ biết sơ về hắn, cũng không quen biết, các ngươi có tin hay không. Nhưng nhìn thấy biểu cảm căm phẫn của mọi người, hắn đã biết tiếp tục xoắn suýt đề tài này khẳng định vô dụng. Hắn bây giờ lâm vào hoàn cảnh bùn rơi vào đũng quần, không phải cứt cũng là cứt. Quay đầu nhìn sang Trương Huyền là người khởi xướng việc này, liền thấy hắn vẫn chắp tay sau lưng, gương mặt trách trời thương người, giống như không đành lòng nói bí ẩn này cho mọi người biết. Không đành lòng con em ngươi. Những chuyện này đều do ngươi nói linh tinh chứ. Chính ngươi không bản lĩnh, sát hạch lão sư không điểm, tại sao lại biến thành phòng giáo vụ chúng ta gian dối, ta cố ý chèn ép. Việc này quan hệ gì tới ta và phòng giáo vụ? Phốc, không nhịn được nữa,
hắn trực tiếp phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Hừ, còn không thấy ngại thổ huyết, làm ra loại chuyện mất mặt xấu hổ như vậy nếu là ta đã sớm đập đầu chết. Thực sự không cần mặt mũi, tại sao người như vậy có thể làm chủ nhiệm phòng giáo vụ của Hồng Thiên Học Viện? Còn trưởng lão đấy, phẩm đức của người này có vấn đề, ta cảm thấy cũng có thể khai trừ tư cách lão sư. Nhìn thấy hắn thổ huyết, mọi người không những không đồng tình, còn tức giận kêu oa oa. Tại sao lại như vậy? Thượng Bân cùng Tào Hùng đứng gần đó cũng sững sờ. Vừa rồi còn nắm chắc, nắm được phần thắng rất lớn, tại sao đột nhiên biến thành như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Phun một ngụm máu tươi, thượng thần trưởng lão thoải mái hơn rất nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo, nhìn quanh một vòng, hai tay rung lên, nhìn về phía Trương Huyền, trên mặt không che giấu thù hận nồng đậm. Nói ngươi sát hạch lão sư không điểm là ta chèn ép, hiện tại ta không cách nào giải thích, không có cách nào nói nhiều, học viên bị ngươi dạy tẩu hỏa nhập ma thì sao? Đây chính là chuyện xảy ra trong lớp của ngươi, ngươi giải thích thế nào? Cho dù ngươi có ngàn vạn lý do, ngàn vạn mượn cớ, một học viên tẩu hỏa nhập ma trong lớp của ngươi, đây là sự thật không thể giải thích, ta xem ngươi giải thích thế nào? Nội tâm Trương Huyền, lộp bộp, thoát lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 76, học viên tẩu hỏa nhập ma. Về việc học viên tẩu hỏa nhập ma, đây là chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi. Mặc cho ngươi nói nhiều hơn nữa, dẻo miệng nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Thượng thần trưởng lão biết chuyện sát hạch lão sư, bất kể hiện tại hắn giải thích như thế nào, người khác cũng không tin tưởng, thậm chí lấy bài thi ra cũng sẽ bị người ta nghi ngờ dở trò, cho nên hắn trực tiếp chuyển sang chuyện khác. Chuyện này, Trương Huyền thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Hừ, có phải ngươi nghĩ không muốn thừa nhận hay không? Bạch Vũ lão sư, đi gọi Triệu Nham Phong trong lớp lục tầm lão sư tới đây. Thượng thần trưởng lão nói. Bạch Vũ là người thay vị trí Chu lão sư, Triệu Nham Phong chính là học viên tẩu hỏa nhập ma trong lớp Trương Huyền lúc trước. Học viên này, tại sao lại đi tới lớp lục lão sư? Nghe được thượng thần sắp xếp, mọi người cảm thấy khó hiểu nhìn sang, ngay cả Trương Huyền cũng khó hiểu. Căn cứ trí nhớ của đời trước, từ sau khi ra hỏa tẩu hỏa nhập ma này xảy ra chuyện, hắn chưa từng tới lớp của mình, bởi vì tiền thân cảm thấy xấu hổ nên không nghe ngóng qua, hắn đi tới lớp lục tầm lão sư khi nào. Lại nói, lục tầm lão sư là ai? Là đệ nhất lão sư minh tinh trong Hồng Thiên Học Viện, ngay cả Mạc trưởng lão cũng đã nói, hắn có cơ hội trở thành trợ giáo nổi tiếng, có vô số học viên muốn vào học lớp của hắn, nhiều đếm không xuể, mọi người đều tránh xa, tại sao lại muốn dạy một học viên bị tẩu hỏa nhập ma? Triệu Nham Phong tẩu hỏa nhập ma, căn cơ tổn thất lớn, vốn bị đuổi học, lục tầm lão sư nhìn thấy nên thu làm học viên, trải qua chỉ điểm mấy tháng, điều dưỡng, hiện tại không chỉ tiêu trừ mầm họa, thực lực đã đạt tới võ giả nhất trọng tụ tức cảnh đỉnh phong, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Thượng thần trưởng lão nói, được lục tầm lão sư thu làm học viên, vận may quá tốt rồi. Trong thời gian ngắn tiêu trừ mầm họa tẩu hỏa nhập ma, còn có thể gia tăng tu vi, lục tầm lão sư thật sự lợi hại. Nghe thượng trưởng lão nói thế, tất cả mọi người khiếp sợ. Tẩu hỏa nhập ma là tổn thất rất lớn với người tu luyện, rất dễ dàng làm căn cơ bị hao tổn, giống như làm nền xây nhà, nền đất không tốt, chắc chắn không thể xây nhà cao. Có thể chữa tốt thương thế cho học viên từng bị tẩu hỏa nhập ma nhanh như vậy, lại còn thăng cấp tụ tức cảnh đỉnh phong, lục tầm lão sư, quả nhiên danh bất hư truyền. Thời gian không lâu, Bạch Vũ lão sư đi một vòng lại mang theo một học viên tới đây. 16-17 tuổi, thân thể hơi gầy nhưng tinh thần sung mãn. Chính là học viên xui xẻo của tiền thân, Triệu Nham Phong. Thượng trưởng lão, tiến vào phòng, nhìn thấy nhiều người như vậy, Triệu Nham Phong đầy nghi hoặc, đi tới trước mặt thượng trưởng lão. Ân, Triệu Nham Phong, người có nhận ra người này không? Thượng thần trưởng lão chỉ sang một hướng. Triệu Nham Phong xoay người nhìn lại, lúc này mới phát hiện Trương Huyền, gương mặt vốn bình tĩnh không thay đổi. Nhất thời biến thành kích động, nắm đấm không tự chủ siết chặt, dường như cố nén tức giận trong lòng. Là lão sư trước kia của ta, Trương Huyền. Hắn dùng kẽ răng nói ra mấy lời này. Nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết hắn có oán niệm rất lớn với Trương Huyền. Cũng đúng, học viên theo lão sư học tập, tin tưởng vô điều kiện, tương đương phó thác vận mệnh tu luyện cho lão sư, nếu lão sư không chịu trách nhiệm, chẳng khác nào phá hủy tiền đồ đối phương. Đặc biệt là tiền thân. Còn chỉ dẫn đối phương tẩu hỏa nhập ma, suýt chút nữa bị phế bỏ, gần như hình thành thâm cừu đại hận,
nếu như không phải nhìn hắn là lão sư, có khả năng đã động thủ. Nghe nói trước kia hắn từng dạy ngươi tẩu hỏa nhập ma, có việc này hay không? Thấy dáng vẻ của hắn, nội tâm thượng trưởng lão mừng thầm, hỏi tiếp. Thật có việc này, may mà Lục Tầm lão sư cứu vớt, bằng không, chỉ sợ ta đã biến thành phế nhân. Triệu Nham Phong nói. Rất tốt. Nghe hắn xác nhận, thượng thần trưởng lão không hỏi thêm nữa, nhìn về phía Mạc trưởng lão cùng Hoàng Ngữ, gương mặt biến thành hung ác. Hoàng trợ giáo, Mạc trưởng lão, các ngươi cũng nghe đối thoại vừa rồi. Chúng ta tạm không đề cập tới chuyện sát hạch lão sư, phán xét thị phi, sớm muộn gì cũng có ngày cháy nhà ra mặt chuột. Chỉ nói riêng việc dạy học viên tẩu hỏa nhập ma, hiện tại người bị hại đã ở nơi này, có chuyện gì không tin, có thể tiếp tục dò hỏi. Thân là lão sư, lại dạy học viên tẩu hỏa nhập ma, chỉ việc này đã đủ khai trừ tư cách rồi. Ây! Hoàng Ngữ, Mạc trưởng lão nhìn nhau, hai người cau mày. Đối phương nói không sai, lão sư, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, là người lái đò chỉ dẫn học viên tiến bộ, dạy tẩu hỏa nhập ma, chỉ việc này đã là tội danh lớn, chỉ sợ bọn họ muốn giúp Trương lão sư, cũng không thể ra sức. Trương lão sư, người còn có gì muốn nói? Nếu như cảm thấy oan uổng, có thể tiến hành biện giải, nhưng ta xem Triệu Nham Phong có đáp ứng hay không. Thấy hai người không nói, rốt cục thượng thần trưởng lão cũng bán ngược được một phát pháp về phía kẻ thù, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, trên mặt đầy khí chất trào phúng. Thực lực mạnh thì thế nào? Thắng tra xét học tâm thì thế nào? Chỉ bằng nắm nhược điểm này trong tay, người sẽ mất đi tư cách giáo sư, một khi không còn bùa hộ mệnh này, chẳng phải có thể tùy ý thu thập hay sao? Thậm chí, cho dù giết ngươi cũng không ai nói gì. Thượng thần trưởng lão tìm được người bị hại, đối phương lại xác nhận chuyện này, ánh mắt của mọi người tập trung lên người Trương Huyền, muốn xem phản ứng của hắn một chút. Mọi người ở đây cho rằng, hắn nhất định sẽ giải thích tình huống lúc đó một chút, thời điểm muốn nói lý do, liền thấy thanh niên trước mắt tùy ý khoát tay áo một cái. Oan uổng, có cái gì oan uổng, ta thật sự dạy hắn bị tẩu hỏa nhập ma. Ta biết ngươi sẽ ngụy biện, nhưng mà... Triệu Nham Phong đã nói rõ tình huống lúc đó rồi. Thượng thần trưởng lão cho rằng đối phương sẽ biện giải vài câu, chuẩn bị lời nói kỹ càng, còn chưa nói hết, đột nhiên hắn kịp phản ứng, gương mặt không dám tin tưởng. Ngươi thừa nhận. Chuyện này, thừa nhận quá nhanh đi. Lẽ nào có âm mưu gì? Hắn đã bị đối phương dọa sợ, bị mất mặt mấy lần liên tục, nội tâm của hắn đã xuất hiện bóng ma. Đương nhiên thừa nhận. Chuyện ta từng làm thì có cái gì không thừa nhận. Trương Huyền gật đầu. Dạy tẩu hỏa nhập ma là tiền thân làm ra, hắn tự nhiên khó thoát quan hệ, nếu phí lời ở việc này, còn không bằng thoải mái thừa nhận. Chuyện này, mọi người chung quanh cũng phải sững sờ. Thừa nhận đây là sự thật, sư giả công hội liền có thể lập án, hủy bỏ tư cách lão sư của hắn. Lại nói dạy học viên tẩu hỏa nhập ma, đây không phải chuyện vinh quang gì, nói năng hùng hồn như thế. Ngươi lấy tự tin ở đâu ra? Thừa nhận là tốt rồi. Hoàng trợ giáo, Mạc trưởng lão, các ngươi cũng nghe rồi, thân là lão sư, dạy học viên tẩu hỏa nhập ma, không những không cảm thấy hối hận, còn nói năng hùng hồn như thế, người này thật sự không xứng làm lão sư. Thượng thần trưởng lão cắn răng giống lên một tiếng, nhưng còn chưa giống xong, Trương Huyền đi tới trước mặt, khoát tay áo một cái. Được rồi, chuyện có bao lớn mà cứ kêu gào, lớn tuổi như vậy, còn hay thích kích động. Cũng không sợ trái tim không chịu nổi, chết luôn tại chỗ. Ngươi, thượng thần trưởng lão lảo đảo. Ngươi mới ưa kích động, cả nhà ngươi đều ưa kích động. Triệu Nham Phong, hiện tại ngươi theo Lục Tầm lão sư học tập. Nên có không ít tiến bộ nha, đến đây, đánh hai quyền cho ta xem. Không thèm để ý tới gương mặt tức giận của thượng trưởng lão, Trương Huyền nhìn về phía thiếu niên cách đó không xa. Chương 77, trời sinh tỏa mạch. Đánh hai quyền. Nghe Trương Huyền nói thế, tất cả mọi người đều ngây người. Hiện tại mọi người đều quan tâm chuyện ngươi dạy học viên tẩu hỏa nhập ma, ngươi bảo người ta đánh quyền, có ý gì? Thượng thần trưởng lão cảm thấy quái lạ. Đánh quyền. Hiện tại là thời điểm tra xét chuyện ngươi dạy học viên tẩu hỏa nhập ma, không nên nói sang chuyện khác có được hay không? Khắc khắc, Trương Đại Sư, ta thấy ngươi nên giải thích chi tiết việc tẩu hỏa nhập ma một chút, lỡ như... Ngươi dạy không sai. Là có nguyên nhân khác thì sao? Hoàng Ngữ không nhịn được nhắc nhở. Tẩu hỏa nhập ma có rất nhiều nguyên nhân, khả năng là lão sư dạy sai, cũng có thể là học viên lĩnh ngộ sai, phương pháp tu luyện sai lầm, nếu như là nguyên nhân thứ hai, tuy cũng có trách nhiệm,
chí ít không nghiêm trọng tới mức cần khai trừ tư cách lão sư. Vị lão sư này, lúc đó ta dựa theo lời Trương lão sư tu luyện, không có sai lầm chút nào, kết quả lại tẩu hỏa nhập ma, sau đó ta còn cố ý hỏi Lục Tầm lão sư, phương pháp tu luyện của hắn là sai, cứ theo đó tu luyện, nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Biết ý nghĩ của nàng, Triệu Nham Phong nói. Trong lòng hắn mang theo thù hận Trương Huyền, biết có cơ hội khai trừ tư cách lão sư của đối phương, đương nhiên sẽ không buông tha. Trương Đại Sư, thấy người bị hại nói như vậy, Hoàng Ngữ không thể giải thích, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn sang. Người đánh một bộ quyền pháp để ta xem một chút, xem gần đây có tiến bộ hay không. Không để ý tới đối phương khuyên can, Trương Huyền tiếp tục nhìn về phía thiếu niên. Nghe Trương lão sư nói, đánh một bộ quyền trước đi đã. Thấy hắn kiên trì, cho dù Hoàng Ngữ đầy mê man vẫn không nhịn được quay đầu dặn dò. Rõ. Tuy không biết thân phận của Hoàng Ngữ, nhưng thấy thượng thần trưởng lão đều cung kính như thế, Triệu Nham Phong không dám từ chối, gật gật đầu, đi vào trong đại sảnh. Vù vù. Quyền phong gào thét, sức mạnh 10 phần. Tuy tuổi của tên này không lớn, hắn khống chế sức mạnh không tồi, võ kỹ vô cùng tinh xảo, xem như một hạt giống không tệ. Không sai, nhìn dáng dấp Lục Tầm lão sư thật sự tiêu trừ mầm hỏa tẩu hỏa nhập ma của hắn. Bằng chừng ấy tuổi đã có lực lượng như vậy, xem như không kém. Trong phòng hầu như là chuyên gia trong tu luyện, nhìn thấy chiêu số của Triệu Nham Phong, tất cả đều gật gù. Thượng thần trưởng lão lại nhìn sang Trương Huyền, vốn tưởng rằng đối phương bảo thiếu niên đánh quyền, hắn sẽ nghiên cứu cẩn thận, muốn tìm cái cớ giải thích, lại thấy tiểu tử này nhắm mắt lại từ lúc nào, dáng vẻ thần bí. Giờ cho quỷ gì? Trên đầu thượng thần trưởng lão đầy dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ tên này tự biết không có lý do và chứng cớ, đã điên rồi sao? Xong chưa? Rất nhanh, đánh xong một bộ quyền pháp, nhìn thấy Trương lão sư mà hắn căm thù nhắm mắt không thèm nhìn, Triệu Nham Phong tức giận sắp nổ tung, cắn răng nói. Ừm. Trương Huyền mở mắt ra. Được rồi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, nếu ngươi đã thừa nhận chỉ điểm Triệu Nham Phong tẩu hỏa nhập ma, chính hắn có thể làm chứng, vậy mau nhận tội đi. Không cần phiền toái nữa. Thượng thần trưởng lão chỉ lo đêm dài lắm mộng, không nhịn được nói. Không vội. Trương Huyền cắt ngang những lời nói nhảm của hắn, nhìn quanh một vòng. Nếu các người muốn nghe ta giải thích, vậy ta liền giải thích cho các ngươi nghe. Tinh thần mọi người chấn động, đều muốn nghe hắn giải thích thế nào. Ngay cả Triệu Nham Phong cũng phải nhìn sang. Kỳ thực, ta cố ý cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Trương Huyền lên tiếng. A, à, cố ý. Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, đùa gì thế? Chẳng phải không có khả năng biện giải, nhất định bị khai trừ. Ha ha, hiển nhiên thượng thần trưởng lão cũng không nghĩ tới tên trước mắt giả thần giả quỷ suốt nửa ngày, lại có thể thoải mái thừa nhận như vậy, còn cố ý nói ra, hai mắt hưng phấn bắn ra hào quang khắp bốn phía. Thừa nhận là tốt rồi, thân là lão sư, cố ý chỉ điểm sai lầm, làm học viên lâm vào nguy hiểm, quả thực tội ác tày trời. Không khai trừ tư cách lão sư, không đủ để bình căm phẫn. Hoàng trợ giáo, Mạc trưởng lão, lần này cũng không có vấn đề gì chứ. Hoàng Ngữ bất đắc dĩ nhìn sang Trương Huyền, hắn thừa nhận như vậy, cho dù mình muốn giúp đỡ cũng không được. Lúc muốn nói chuyện, liền nhìn thấy Triệu Nham Phong siết chặt nắm đấm, hàm răng cắn chặt nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt mang theo thù hận không thể che giấu. Không biết đắc tội Trương lão sư ở chỗ nào, nhất định phải dồn ta vào chỗ chết. Ta thân là học viên của ngươi, ngươi cố ý dạy sai làm ta tẩu hỏa nhập ma, rốt cuộc có thủ oán gì? Hiển nhiên những người khác cũng nghĩ tới điểm này, đồng loạt nhìn về phía Trương Huyền. Vương Hoàng tộc trưởng đứng bên cạnh cũng bắt đầu suy nghĩ, con trai và con gái của hắn bái Trương Huyền làm sư, rốt cuộc là chính xác hay sai lầm? Lý luận cao thâm đến đâu, dạy không tốt thì làm được gì? Vạn nhất tính khí bộc phát, cố ý dạy sai, thật sự xong đời. Võ giả nhất trọng tẩu hỏa nhập ma còn có thể cứu lại, tu vi cao thì khó khăn. Không để ý tới ánh mắt của mọi người, Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra dáng vẻ thiên hạ không người, thở dài một tiếng. Này, xem ra ngươi vẫn không lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ? Triệu Nham Phong sạm mặt, nếu như không phải thực lực không đủ, sợ rằng hắn sẽ xông lên đánh người. Lĩnh ngộ cái gì? Cố ý làm ta tẩu hỏa nhập ma, còn lĩnh ngộ? Lĩnh ngộ cái gì? Lĩnh ngộ tử vong sao? Lẽ não các ngươi không hiểu? Trương Huyền nhìn về phía Hoàng Ngữ, Mạc trưởng lão. Hiểu.
Một câu hỏi làm hai người choáng váng. Ngươi cố ý dạy sai, chúng ta hiểu được cái gì? Xem, ngươi hại chết học viên thế nào sao? Được rồi, nếu các ngươi không nhìn ra, ta liền giải thích một chút. Trương Huyền lắc đầu một cái, nhìn sang. Không biết các vị có từng nghe loại thể chất trời sinh tỏa mạch chưa? Trời sinh tỏa mạch. Hoàng Ngữ nhíu mày, nhớ tới cái gì đó, nói. Ta nghe nói qua, loại thể chất này không phải đặc thù, mà là một loại bệnh tật. Kinh mạch của người như thế sẽ có rất nhiều tiết điểm, giống như bùn ngăn nước sông, chân khí không thể thông suốt, cho dù có thể tu luyện, thành tựu cũng có hạn, võ giả nhất trọng chính là cực hạn, muốn đạt đến nhị trọng, hầu như không cách nào làm được. Nghe lời giải thích này, mọi người gật đầu. Tuy rằng trời sinh tỏa mạch ít ỏi, nhưng cũng có ví dụ, làm lão sư, chúa tể một phương, cũng có nghe thấy loại thể chất này. Trương lão sư nói trời sinh tỏa mạch, chẳng lẽ? Mạc Tường lão sư nhớ tới cái gì, trừng mắt, không nhịn được nhìn sang. Không sai, Triệu Nham Phong chính là loại thể chất này. Trương Huyền gật đầu. Ta là trời sinh tỏa mạch. Triệu Nham Phong không tin nổi. Chuyện này không thể nào. Ta tu luyện tăng lên không có cảm giác ràng buộc, làm sao lại là trời sinh tỏa mạch? Không có ràng buộc. Trương Huyền nhìn sang, trong nụ cười mang theo mùi vị sâu xa. Vậy ta hỏi ngươi, trước khi ngươi tẩu hỏa nhập ma, lúc tu luyện có cảm thấy hụt hơi? Mỗi lần hội tụ linh khí, có phải cảm giác toàn thân như bị xé nát hay không? Ngươi, làm sao ngươi biết? Triệu Nham Phong vốn không để ý chút nào, cho rằng đối phương đang nói bậy, nghe nói như thế, con ngươi co rụt lại, thân thể không tự chủ cứng đờ. Chương 78, giúp ngươi đột phá trong nửa canh giờ. Những gì đối phương nói không có chút sai lầm nào cả. Trước khi hắn tẩu hỏa nhập ma thật sự có vấn đề đó, mỗi lần hội tụ linh khí đều vô cùng khó khăn, toàn thân đau đớn như bị xé nát. Từ trước vẫn cho rằng bản thân không thể tu luyện được, lẽ nào quả thật trời sinh đã tỏa mạch. Nghe nói, trời sinh tỏa mạch chính là kinh mạch giống như bị một cái khóa lớn khóa lại, khí tức không thông, nếu cứ cố gượng ép tu luyện sẽ xuất hiện cảm giác toàn thân như bị xé nát đó. Nhưng chuyện này hắn chưa từng nói cho ai nghe, ngay cả khi trở thành học trò của Trương Huyền cũng vậy, hắn không nói nửa lời, thậm chí phụ mẫu hắn cũng không biết, vậy mà hắn. Làm sao biết? Nhìn thấy biểu cảm của Triệu Nham Phong, tất cả mọi người rùng mình. Lẽ nào, là sự thật? Bớt ra mồm đi, cho dù Triệu Nham Phong có bị trời sinh tỏa mạch, thì cũng liên quan gì với tẩu hỏa nhập ma chứ? Thượng thần trưởng lão hừ giọng. Trời sinh tỏa mạch. Coi như đó là một loại bệnh tật trời sinh, là bẩm sinh rồi, không thể có cách nào để giải quyết, nếu gặp phải vấn đề này, thì chẳng khác nào đời này phải cáo biệt việc tu luyện. Cho dù Triệu Nham Phong có vấn đề như thế, thì cùng lắm là hắn không có tố chất để trở thành cao thủ, chứ nào đến mức cố ý làm hắn tẩu hỏa nhập ma. Không sao ư. Trương Huyền cười khẽ. Vậy ta hỏi ngươi, tẩu hỏa nhập ma có đặc thù gì? Tẩu hỏa nhập ma, khi đó mọi sức lực trong cơ thể bị rối loạn. Không bị khống chế, khiến người ta không thể tự khống chế, bản thân rơi vào trạng thái điên cuồng. Nói đến đây, thượng thần trưởng lão bất chợt ngừng lại, hai mắt mở lớn, hắn không dám tin. Không phải ngươi sẽ nói, muốn mượn việc tẩu hỏa nhập ma này để giúp hắn phá bỏ ách tắc trong kinh mạch, đả phá thể chất trời sinh tỏa mạch chứ? Chuyện này, sao có thể thế được? Không chỉ hắn nghĩ tới, mà những người khác cũng đã nghĩ đến đó, ai nấy đều há hốc mồm trừng trừng nhìn. Khi tẩu hỏa nhập ma, sức lực trong nội tại cơ thể bản thân không thể khống chế được, thật sự có thể sinh ra sức lực mạnh gấp mấy lần trước kia, nhưng... đó là trạng thái rối loạn, như thế rất dễ dàng phế bỏ hoàn toàn tu vi, từ xưa đến nay chưa có ai thử nghiệm, cũng không ai dám thử nghiệm cả. Lợi dụng tẩu hỏa nhập ma để đả phá ách tắc trong kinh mạch. Thật hay giả vậy? Nếu như là sự thật, chuyện này cũng quá điên cuồng rồi. Cái cách thực hiện này đã hoàn toàn phá vỡ giới hạn của giới tu luyện. Đúng vậy. Trương Huyền gật gật đầu, nhìn về phía Triệu Nham Phong. Giờ ta hỏi ngươi, từ sau khi tẩu hỏa nhập ma, khi tu luyện ngươi có cảm giác bị xé nát toàn thân như trước không? Chuyện này. Thân thể Triệu Nham Phong run lên, toàn thân cứng ngắc, giọng nói run rẩy. Không, không có. Trước kia, mỗi lần tu luyện là mỗi lần đau đớn đến chẳng thiết sống, toàn thân giống như sắp nổ tung. Sau khi tẩu hỏa nhập ma, quả thật đã không còn cảm giác ấy, trước đó hắn cho rằng là do Lục Tầm lão sư dạy dỗ, chẳng lẽ? Thực sự là như vậy. Sức lực trong cơ thể bị tẩu hỏa nhập ma sức chuyển động khắp thân thể, cuồng bạo không thể tả,
có thể bộc phát ra sức mạnh lớn gấp mấy lần bình thường, tuy rằng không thể tận trừ bệnh trời sinh tỏa mạch, nhưng có thể giảm bớt tình trạng như thế, giúp linh khí được thông suốt. Lúc đó ta khiến ngươi tẩu hỏa nhập ma, chính là vì hiểu rõ mầm họa trong thân thể của ngươi, vốn còn có bước tiếp theo, giúp ngươi có thể tu luyện một cách trôi chảy hơn, sau này sẽ càng tiến xa hơn, nhưng cuối cùng, ngươi không chào mà biệt, cứ thế mà rời đi, thậm chí còn xem ta là thù địch. Nói đến đây, Trương Huyền lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, sắc mặt dâng lên một nỗi cô độc, trống vắng. Sau khi Triệu Nham Phong tẩu hỏa nhập ma tỉnh lại, hắn không bao giờ còn tới lớp học của Trương Huyền nữa, thậm chí còn xem Trương Huyền là tử địch, đi đến đâu cũng chỉ buông lời ác ý. Cho dù có đi tìm hắn thật thì chắc chắn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn thấy biểu cảm của vị Trương lão sư này, mọi người hầu như ai cũng có thể hiểu được khi đó nội tâm của lão sư chịu đựng những áp lực và sự thống khổ đến cỡ nào. Nhưng trước những áp lực ấy, hắn lại không hề buông một câu giải thích, chỉ yên lặng chịu đựng, cô độc hứng chịu những lời chế nhạo của mọi người. Trong phút chốc, hình tượng của Trương Huyền trong lòng mọi người một lần nữa lại được nâng cao lên một bậc nữa. Ngươi nói bậy, sao có thể có chuyện đó? Hơn nữa, nếu đúng như ngươi nói, chỉ cần ngươi sớm nói rõ ràng, chắc chắn Triệu Nham Phong sẽ không rời đi. Thượng thần trưởng lão nghiến răng nói. Nếu có thể bị người ta khống chế thì sẽ không còn gọi là tẩu hỏa nhập ma. Nếu ta nói trước với hắn, ngươi cho rằng Triệu Nham Phong sẽ đem lòng sợ hãi, còn dám mạo hiểm ư? Trương Huyền phất tay áo một cái. Tẩu hỏa nhập ma không bị người ta khống chế, nếu sớm biết việc tu luyện sẽ xuất hiện, như vậy nội tâm sẽ sợ hãi, bó tay bó chân, vì thế rất khó thành công. Cho dù ngươi có nói tốt đến thế nào cũng không thể chứng minh tẩu hỏa nhập ma có thể đả phá bệnh trời sinh tỏa mạch, dù sao ta cũng chẳng tin. Lau bao một hồi, thượng thần trưởng lão nói. Ta biết chuyện này quá mức kinh thế hãi tục, các ngươi không tin cũng chẳng sao. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Triệu Nham Phong. Vừa nãy ta đã xem một chút, hiện tại ngươi đã tới võ giả nhất trọng tụ tức cảnh đỉnh phong, chỉ cách đột phá một bước. Dựa theo việc tu luyện bình thường, ngươi cho rằng phải mất bao lâu mới có thể đột phá. Lục lão sư nói với ta, nếu ta nỗ lực không ngừng, trong vòng nửa năm là có thể đột phá đến võ giả nhị trọng đan điền cảnh. Mặc dù hắn nửa tin nửa ngờ với lời của vị lão sư này, nhưng Triệu Nham Phong lúc này đã cảm thấy cung kính rất nhiều, nên hắn trả lời một cách nghiêm túc. Mạc lão sư, Vương Hoàng tộc trưởng đồng thời gật đầu. Vừa nãy Triệu Nham Phong đánh quyền, bọn họ cũng đã nhìn thấy. Theo thực lực của bọn họ thì hiểu kết quả của Lục Tầm lão sư vô cùng đúng trọng tâm, thiên tư của Triệu Nham Phong chỉ có thể như vậy, trong vòng nửa năm mà đột phá được đã coi như là tốt lắm rồi. Nửa năm, không cần, ta có thể giúp ngươi đột phá trong nửa canh giờ. Trương Huyền nhìn sang. Nửa canh giờ, sao có thể có chuyện đó? Nửa năm có thể đột phá được hay không còn khó nói, đây ngươi dám nói nửa canh giờ. Chuyện này, nghe Trương Huyền nói thế. Tất cả mọi người đều cảm thấy sắp phát điên, không thể tin nổi. Việc tu luyện không phải là ăn cơm hay uống nước, có thể một lần là xong, đây phải tiến hành tuần tự theo từng bước, mỗi một bước đều cần phải vững chắc, buộc phải trải qua vô số tích lũy mới có kết quả được. Cho dù Triệu Nham Phong trước mắt đã đạt tới tụ tức cảnh nhất trọng đỉnh phong, nhưng nếu không thể khống chế linh khí thông thạo thì không có cách nào mở đan điền. Tích lũy là một quá trình chậm rãi, nếu không có thời gian để tích tụ, tuyệt đối không thể hoàn thành. Hiện tại hắn khơi khơi nói có thể đột phá trong nửa canh giờ. Chuyện này, cho dù muốn khoác lác, cũng không cần khoác lác lớn tới mức này chứ. Cẩn thận trời cũng sập do khoác lác đấy. Sao nào, không tin ư? Không để ý tới mọi người đang há hốc kinh ngạc, khóe miệng Trương Huyền cong lên, nhìn sang thiếu niên trước mắt. Ta, Triệu Nham Phong do dự. Tuy cảm thấy đối phương nói mình trời sinh tỏa mạch, là sự thật. Nhưng bảo hắn đột phá võ giả nhất trọng trong nửa canh giờ. Thì chuyện này quả thật chẳng khác gì nằm mơ. Nếu như quả thật có thể đột phá võ giả nhất trọng trong nửa canh giờ, như vậy vị Trương lão sư này cũng thật quá lợi hại, có thể làm mình tẩu hỏa nhập ma đả phá trời sinh tỏa mạch, thì khẳng định sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chung quy, một lão sư có thể tùy tiện giúp người đột phá, thì làm sao có thể nói dối chút chuyện nhỏ như vậy được chứ? Khi hắn nghĩ đến điểm này, thì những người khác cũng đã nghĩ đến. Từng người nhìn sang với cặp mắt đầy nghi hoặc. Không tin, ta cũng không hề trách ngươi, dù sao ngươi cũng từng nghe lời ta tẩu hỏa nhập ma một lần. Trương Huyền phẩy phẩy tay, lộ ra vẻ tiếc hận. Có điều, bỏ qua cơ hội lần này, ngươi sẽ phải dùng thời gian hơn nửa năm nữa, thậm chí lâu hơn.
Lựa chọn thế nào, bản thân ngươi hãy tự suy nghĩ. Chuyện này, Triệu Nham Phong đứng chôn chân tại chỗ, siết chặt nắm đấm, không rõ bao lâu, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định. Trương lão sư, ta muốn thử xem. Chương 79, dậy sóng bái sư. Vị Trương lão sư này nói đúng, một khi bỏ qua cơ hội sẽ hao phí thời gian dài hơn, một bước rớt lại phía sau, từng bước sẽ bị rớt lại phía sau, hắn cũng không muốn phải đuổi theo bước chân của người khác. Mặc dù hắn không quá tin tưởng lời của đối phương, nhưng ở trước mặt nhiều lão sư như vậy, cảm thấy vị Trương lão sư này không tới mức làm hắn tẩu hỏa nhập ma lần thứ hai. Tốt lắm, ngươi sẽ phải vui mừng vì sự lựa chọn này. Gật gật đầu, Trương Huyền nhìn chung quanh, mang ra một hộp ngân châm, lúc này mới nói. Khoanh chân ngồi xuống, phải tập trung tinh thần, ta sẽ dùng ngân châm mở huyệt đạo cho ngươi, tăng cường tốc độ hội tụ linh khí, ngươi chỉ cần từng bước xung kích vùng đan điền là được. Được. Trong tâm Triệu Nham Phong đã có quyết định, nên hắn không do dự nữa, liền khoanh chân ngồi xuống. Trương Huyền đi tới trước mặt, lấy một cây ngân châm ra, hướng về phía một huyệt đạo của đối phương, cắm thẳng xuống, đồng thời đẩy một luồng chân khí vào bên trong. Hắn từng tu luyện thiên đạo thần công, nên từ lâu phẩm chất chân khí giống như thanh thủy, vừa tiến vào trong cơ thể đối phương, những chỗ bị khóa trong huyệt đạo được mở ra. Huyệt đạo của người bình thường giống như lỗ nhỏ tràn ngập chân khí bẩn. Phần đục giống như nước đục, muốn rửa sạch nó là việc hầu như không thể. Lên chân khí tam phẩm, tương đương với thanh thủy, với người khác, dù có tiêu tốn thời gian 2 năm cũng chưa chắc có thể rửa sạch được huyệt đạo, vậy mà với hắn, chuyện đó lại dễ như ăn cháo. Huyệt đạo vừa mở ra, linh khí ở chung quanh ngay lức khắc ào ạt ùa vào. Vù 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 vù, bàn tay như gió, liên tiếp cắm thêm 8 ngân châm lên người đối phương. 9 ngân châm mở ra 9 huyệt đạo trên người Triệu Nham Phong. Trước đây linh khí trong cơ thể hắn như dòng suối nhỏ róc rách, giờ đây biến thành sông lớn cuồn cuộn, ầm vang sôi trào trong cơ thể, không biết bao nhiêu dòng linh khí tràn vào khí hải. Ầm ầm. Trong phút chốc, Triệu Nham Phong cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, đan điền vốn yên tĩnh trong bụng dưới đột ngột được linh khí ào tới mở ra, giống như một cái đập nước lớn, liên tục tiếp nhận từng luồng linh khí hội tụ. Việc này đột nhiên Triệu Nham Phong đứng phát dậy, bàn tay hắn nhấn vào trụ đá đo lực cách đó không xa. 150 cân. Võ giả nhị trọng đan điền cảnh sơ kỳ. Ta. Nhìn thấy con số trên đá, Triệu Nham Phong sững người, vốn dĩ hắn cho rằng để xung kích thành công cũng phải mất thời gian ít nhất nửa năm, nhưng lúc này được sự giúp đỡ của Trương lão sư, thoáng chốc đã thành công. Dường như còn chưa tới nửa canh giờ. Đa tạ Trương lão sư. Lạch cạch. Trong lòng không còn chút nghi hoặc nào nữa, Triệu Nham Phong vội vàng quỳ gối trước mặt Trương Huyền, liên tục dập đầu. Giây phút đó, sâu trong nội tâm hắn đã ghi nhận, đối phương vì tốt cho hắn. Một lão sư có thể tùy tiện giúp người ta đột phá, làm sao có thể dạy sai lý thuyết, khiến hắn tẩu hỏa nhập ma được chứ? Một lão sư tốt như vậy, thế mà bản thân lại từng hoài nghi, còn liên tục nhục mạ, hắn quả thật không bằng cầm thú. Nói thật, lúc trước thực sự bị mù mất rồi. Rời khỏi lão sư này để đi bái Lục Tầm lão sư, nếu như có cơ hội, nhất định sẽ trả lại khóa của đối phương, quay về học lại một lần nữa. Thật sự đã đột phá rồi ư? Hơn 10 phút có thể giúp một người từ võ giả nhất trọng đột phá thành công. Ta không bị hoa mắt chứ? Chỉ là tùy tiện cắm mấy cây kim châm thôi mà, hắn làm thế nào vậy nhỉ? Trong lòng Triệu Nham Phong đầy bối rối, phiền muộn, mấy người Vương Hoàng tộc trưởng, Mạc trưởng lão đều đã chứng kiến tất thảy mọi việc vừa rồi, giờ đây ai nấy đều trợn mắt há mồm, cảm giác sắp phát điên lên được. Ban đầu bọn họ cho rằng Trương Huyền nói khoác, chẳng bao giờ tin sẽ thành công, giờ được nhìn tận mắt, sức mạnh của sự thật đánh mạnh vào thị giác khiến bọn họ suýt khóc. Nhìn tiếp về phía đối phương, ánh mắt từng người ai nấy đều nóng như lửa. Năm đó bọn họ đột phá nhất trọng, sống dở chết dở, giờ thì nhìn người ta đi, nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước vậy. Tại sao lúc trước không gặp được Trương lão sư? Trương lão sư, xin hãy nhận ta là học sinh đi. Vương Nham là người đến cùng với bọn Vương Đào giờ bước lên phía trước quỳ gối xuống. Lúc trước hắn cho rằng Lục Tầm lão sư cao minh, cũng không phản đối cách làm của tộc trưởng cùng Gia Gia, nay được tận mắt chứng kiến Trương lão sư trong mười mấy phút đã giúp Triệu Nham Phong đột phá, hắn không chịu nổi sự mê hoặc đó. Hả? Trương Huyền chớp chớp mắt. Ta biết Nham Nhi thiên phú bình thường. Kính xin Trương lão sư không từ chối. Nhị trưởng lão của Vương gia bước ra, vẻ mặt tươi cười.
chỉ cần Trương lão sư thu nhận hắn, thì ta cũng có thể làm học viên của ngươi, thu nhận học viên tích huyệt cảnh sẽ có thể bảo đảm danh tiếng Trương lão sư lừng lẫy, sẽ không ai còn dám nghi vấn ngươi nữa. Nhị trưởng lão, ngươi không thấy xấu hổ sao? Còn muốn mua một tặng một sao, thật không biết liêm sỉ. Đại trưởng lão phất tay áo một cái, hắn ta cung kính nhìn sang. Trương lão sư, đừng để ý tới bọn họ, nhị trưởng lão luôn luôn không có quy củ. Khụ khụ, ngươi xem ta đi, đã là tích huyệt cảnh đỉnh phong, cũng muốn bái ngươi làm sư, nếu như ngươi cảm thấy thân phận trưởng lão vương gia không được hay lắm, ta có thể từ chức. Có gì tốt mà tranh giành nhau thế? Ai cũng già mà không nên nết, đều đáng tuổi ra ra người ta rồi đấy, thế mà vẫn còn nhất định phải bái người ta làm sư, mất mặt không? Không nghĩ đại trưởng lão, nhị trưởng lão lại hành xử mất mặt như vậy, vương hoàng tộc trưởng nói lời chính nghĩa. Bị tộc trưởng quát lớn, hai người bỗng đỏ mặt. Đúng thế, tuổi tác của bọn họ không nhỏ, căn cốt đã định hình từ lâu, giờ muốn đột phá, thật sự là điều không quá dễ dàng. Vương Đào, Vương Nham dùng ánh mắt sùng bái nhìn sang. Thấy chưa, vẫn là tộc trưởng bình tĩnh, quyết đoán, liếc mắt đã nhìn ra vấn đề. Nhưng, bọn họ còn chưa sùng bái xong, liền thấy vương hoàng tộc trưởng thản nhiên nhìn sang, cất giọng cười nói. Trương lão sư, ngươi xem ta năm nay chỉ mới 42 tuổi, liệu có phải có thể bái ngươi làm sư? Trương Huyền, mọi người, khụ khụ, chuyện bái sư, nói sau đi. Cuối cùng, Trương Huyền đành cắt ngang cục diện rối loạn trước mắt, lần nữa nhìn về phía Triệu Nham Phong. Đến giờ ngươi còn cho rằng ta không biết giảng bài, hại ngươi tẩu hỏa nhập ma không? Là lão sư nhọc lòng bồi dưỡng, ta đã không biết cảm ơn, kính xin Trương lão sư tha thứ. Triệu Nham Phong vội vã quỳ xuống đất. Trương Huyền hài lòng gật đầu, lại nhìn về phía thượng thần trưởng lão. Thượng trưởng lão, bây giờ người có gì muốn nói không? Ta, sắc mặt thượng thần trưởng lão tái xanh. Chuyện sát hạch lão sư đã không thể giải thích được, chuyện tẩu hỏa nhập ma này, đến người trong nhà cũng còn cho rằng Trương lão sư đang giúp hắn ta tu luyện, thế thì hắn ta còn có lý do gì nữa chứ? Giống như lại bị vả vào mặt một lần nữa. Hơn nữa lại còn là bị trực tiếp đánh cho sưng mặt. Không thể nào, không thể nào, sao hắn có thể giúp người ta tùy tiện đột phá thế được? Tào Hùng đứng bên kia ngây người ra giống như thằng ngốc, ánh mắt mờ mịt. Cái tay lão sư Trương Huyền này vào học viện cùng thời gian với hắn, nhưng từ trước đến nay Tào Hùng luôn luôn ưu tú hơn, vậy mà giờ đây hắn biến thành lợi hại như vậy từ lúc nào? Hơn nữa, cái chuyện tùy tiện giúp người ta đột phá, thì cho dù là viện trưởng, trưởng lão học viện cũng không làm được, sao hắn lại làm được? Tào Hùng lão sư tùy ý nói xấu đồng sự, sư đức bại hoại. Hiện tại ta sẽ báo công đoàn của học viện xóa tư cách lão sư của ngươi. Đồng thời, lập tức chịu phạt 100 gậy. Mạc trưởng lão vung tay lên. Dạ, Tào Hùng cắn răng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết kết quả đã định. Thượng Bân, thân là lão sư, lại vì tư lợi bản thân, cố ý hãm hại, hiện tại cách chức điều tra. Xử lý xong Tào Hùng, Mạc trưởng lão nhìn sang. Còn Thượng Thần, thân là trưởng lão, chủ nhiệm phòng giáo vụ. Đã không suy nghĩ vì các lão sư, còn cố ý gây khó dễ, thậm chí thay đổi thành tích sát hạch, hiện tại hủy bỏ chức vụ trưởng lão và chủ nhiệm phòng giáo vụ, báo lên công đoàn, chờ xử lý. Chương 80, làm sao dạy? Trưởng lão sư giả công hội giống như lãnh đạo vụ giáo dục ở kiếp trước của Trương Huyền, có tư cách phế bỏ chức vụ của một lão sư trong học viện. Mạc trưởng lão, nể tình kết giao nhiều năm của chúng ta, mong ông nương nhẹ tay. Nghe thấy xử phạt. Thượng thần trưởng lão vội vàng lên tiếng. Thời khắc này đây, trong lòng hắn ta đang sụp đổ. Mạc trưởng lão là do hắn ta tìm đến, muốn mượn để thủ tiêu tư cách lão sư của Trương Huyền, kết quả. Đã tự lấy đá nện chân mình, giờ người bị khai trừ chức vụ chính là hắn ta. Có cần phải sa xuống hố như vậy không? Đều là do công tử bột ngươi. Càng nghĩ càng giận, nhìn về phía Thượng Bân đang ở cách đó không xa, hắn ta hận không thể lao tới đá gãy hai chân của hắn. Nếu không vì tên tiểu tử thối này, cứ nhất định phải gây phiền phức cho Trương Huyền, thì bản thân hắn ta cũng chẳng bị dính dáng vào như vậy. Giờ thì hay rồi, người ta chẳng hề hấn gì, bản thân bị khai trừ chức vụ thì cũng đành, nhưng vấn đề là mang ô danh, có thể tưởng tượng, một khi chuyện phòng giáo vụ chèn ép lão sư, thay đổi thành tích sát hạch bị truyền đi, thì lúc ấy hắn ta kiểu gì cũng sẽ biến thành chuột chạy qua đường, người người ra sức chửi. Mặc dù bản thân mình chưa làm, nhưng phải có người tin tưởng mới được. Người ta là hố cha,
con mẹ nó ngươi là hố ra ra. Nương tay ư, thượng trưởng lão, chính vì nể tình giao hảo nhiều năm của chúng ta, mà ta mới giữ mặt mũi cho ngươi như thế đó, nếu không, riêng chuyện hết sức chèn ép đồng sự được báo cáo lên công hội, ngươi cũng sẽ bị thủ tiêu tư cách lão sư. Mạc trưởng lão hừ lạnh. Ta thấy ngươi sau này tự lo liệu đi. Thượng thần trưởng lão biết hắn ta nói không hề sai, toàn thân chợt mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất như cha mẹ chết. Trương lão sư, chuyện ngày hôm nay thật sự quấy rầy ngươi quá, trong giới lão sư có người bại hoại như vậy là do công hội sơ sẩy. Xử lý xong ba người, Mạc trưởng lão áy náy nói với Trương Huyền. Không có chuyện gì, thi thoảng gặp một hai người bại hoại cũng là chuyện bình thường. Trương Huyền xua tay tỏ vẻ không quan tâm. Nhìn thấy thái độ của hắn, mọi người lại khâm phục. Thấy không, đây mới là đạo đức một lão sư nên có. Tốt lắm, giờ ta quay về công hội xử lý những việc này, nhất định sẽ cho Trương lão sư một công đạo. Nói xong, Mạc trưởng lão oán hận nhìn thượng thần trưởng lão một cái, rồi xoay người rời đi. Trương đại sư, chúng ta cũng đi thôi, người còn dạy ta thư họa nữa kìa. Nhìn thấy việc nơi này đã xử lý xong, lúc này Tào Hùng cũng đã bị đánh chết đi sống lại, gần như phế bỏ, Bạch Tốn cười khanh khách đi tới trước mặt. Được rồi. Gật gật đầu, Trương Huyền và mọi người cùng rời khỏi học tâm tháp. Nói thật, lần này quá nguy hiểm. Nếu không phải người Vương gia và mấy người Bạch Tốn, Hoàng Ngữ tới đúng lúc, cho dù hắn có thể ứng phó cũng phải phí rất nhiều khí lực. Đặc biệt chuyện Triệu Nham Phong. Kỳ thực, chuyện này là hắn chơi trò tâm lý. Triệu Nham Phong căn bản không phải trời sinh tỏa mạch, mà là trời sinh kinh mạch chật hẹp. Kinh mạch chật hẹp. Nói theo lời của tiền thế thì có nghĩa người khác có 8 làn xe, còn hắn chỉ có 1 làn xe. Kinh mạch chật hẹp như thế, khi linh khí đi qua tự nhiên toàn thân sẽ có cảm giác bị xé nát, thậm chí tốc độ tu luyện rất chậm, thành tựu cũng có hạn. Nhưng bản chất của nó khác với trời sinh tỏa mạch. Những người kinh mạch bị phong tỏa, giống như đi trên đường gặp đủ các thứ cản trở, linh khí đi tới đó không thể qua được, còn đây, kinh mạch cho dù chật hẹp nhưng vẫn thông suốt, tu luyện không thành vấn đề. Tẩu hỏa nhập ma thật sự có thể mở rộng kinh mạch đang chật hẹp, giúp việc tu luyện dễ dàng hơn, chính vì như thế mới có thể đột phá nhanh như gió, đạt tới tụ thức cảnh đỉnh phong. Nhưng cũng bởi vì chuyện này mà thân thể cũng phải chịu tổn hại rất lớn, tụ thức cảnh đỉnh phong xem như là cực hạn, muốn đột phá là không thể. Vì muốn bồi thường đối phương, Trương Huyền mới ra tay giúp đột phá, đương nhiên, làm như vậy cũng tiêu trừ hiểm họa mà tiền thân lưu lại, nhất cử lưỡng tiện. Chí ít, sau chuyện này có lẽ sẽ không còn ai mang chuyện tẩu hỏa nhập ma ra mà nói nữa. Còn việc làm thế nào để giúp Triệu Nham Phong đột phá thành công thì cũng rất đơn giản. Sau khi lật hết sách trong tàng thư các dành cho lão sư, từ lâu Thiên Đạo Đồ Thư Quán đã hình thành nhất trọng, nhị, tam trọng của Thiên Đạo Thần Công. Sau khi tu luyện qua một lượt, hắn hiểu rõ phương pháp đột phá như lòng bàn tay, lại thêm hắn có chân khí tinh khiết cao độ, dẫn dắt đối phương đi tới con đường chính xác, việc đột phá thuận lợi, cũng không có gì phức tạp. Kể từ bây giờ, sẽ không cần phải lo lắng bị khai trừ bất cứ lúc nào nữa rồi. Cảm khái một tiếng, hắn thở ra một hơi. Sau khi sống lại, hắn rơi vào tình huống sắp bị khai trừ, cho dù thu nhận được học viên vẫn cảm thấy có mây đen vần vũ trên đầu, giờ đây coi như mây đen đã tan biến hết. Rời khỏi học tâm tháp, sắp xếp Phương Nham cũng giống như Vương Đào, sau này có thể đến dự thính, lúc này mới khiến đám người Vương ra hậm hực rời đi. Còn về phần Triệu Nham Phong, hắn tha thiết nhìn sang, rất hiển nhiên thủ pháp vừa rồi của Trương lão sư đã khiến hắn động lòng, hy vọng có thể quay về môn hạ lần thứ hai. Nhưng, Trương Huyền đã từ chối thẳng thắn đề nghị này. Đùa ư, ca ca đây là người, xuyên Việt, có ngón tay vàng, sớm muộn gì cũng trở thành danh sư, người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chẳng phải làm vậy khiến ta mất mặt lắm sao? Tiền thân ta khiến người tẩu hỏa nhập ma, giờ ta giúp người đột phá đến võ giả nhị trọng. Ân oán hai bên đã thanh toán xong, không bao giờ muốn dính dáng đến nữa. Bị từ chối, gương mặt Triệu Nham Phong lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng một lát sau chợt nghĩ ra cái gì đó, trong mắt lại lộ ra vẻ kiên định, hắn và đám người Vương Nham xoay người rời đi. Hoàng Ngữ cô nương, phải làm thế nào để trở thành trợ giáo? Trên đường đi, Trương Huyền không nhịn được hỏi. Sau khi trải qua việc này, hắn cũng coi như hiểu rằng, muốn đứng vững trên thế giới này, không bị người đến gây phiền phức, cũng chỉ có thể trở thành danh sư. Muốn trở thành danh sư, đầu tiên phải thành trợ giáo. Trợ giáo là một loại xưng hô, không cần sát hạch như danh sư. Chủ yếu xem vận khí,
chỉ cần có danh sư coi trọng, mời ngươi làm, ngươi sẽ thành trợ giáo. Hoàng Ngữ giải thích. Ồ, Trương Huyền gật đầu. Kỳ thực trợ giáo nói trắng ra giống như trợ lý truyền thụ ở kiếp trước, tuy không có thực quyền, chỉ là phát ngôn viên nhưng lại đại biểu cho danh sư, có địa vị cực cao. Ngươi là trợ giáo danh sư, phòng sách kia. Trương Huyền nghi hoặc nhìn sang. Nghe thấy Hoàng Ngữ là trợ giáo danh sư, hắn vô cùng khiếp sợ, lúc trước nàng có thể tùy ý ra vào gia môn Lục Trầm đại sư, liền biết thân phận không bình thường, nhưng không ngờ lại không bình thường tới như vậy. Hơn nữa, đường đường là một trợ giáo, đây chính là địa vị còn đáng tôn sùng hơn cả trưởng lão của Học viện Hồng Thiên, tại sao lại mở một phòng sách tại thương trường mà không một ai tới xem. Tuy ta may mắn được Lưu sư coi trọng, trở thành trợ giáo của ông ấy, nhưng bản thân vẫn còn quá trẻ tuổi, cần phải tích lũy nhiều kiến thức nữa mới có thể làm cho người ta tin phục, bởi vậy nghe theo sự sắp xếp của Lưu đại sư, lựa chọn mở một cửa hàng nhỏ tại thương trường nơi có nhiều người qua lại, hòng tu thân dưỡng tính, mài giũa tài năng, đồng thời cũng có thể học tập càng nhiều tri thức. Hoàng Ngữ giải thích. Trương Huyền gật đầu. Hiểu rõ thế sự chính là học vấn, thạo hiểu nhân tình chính là văn chương. Có lúc chớ xem thường việc mở một cửa hàng nhỏ, kỳ thực những người này là những người hiểu rõ nhân tình thế thái nhất, thậm chí còn thông tỏ hơn một số chuyên gia và học giả. Muốn thực sự hiểu rõ nhân tình thế thái, mài giũa bản thân tốt hơn, hãy bắt đầu đi từ tầng thấp nhất, đó tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất. Hoàng Ngữ là nữ tử của hội trưởng sư giả công hội, từ nhỏ đã là lá ngọc cành vàng, vị Lưu đại sư kia làm như vậy chẳng qua cũng chỉ muốn bồi dưỡng thật tốt, giúp nàng trải qua nhiều việc đời hơn. Sau một hồi hàn huyên nữa, Trương Huyền cũng đã phần nào hiểu rõ thế nào là danh sư và trợ giáo, lúc này mới không nhịn được mà cảm khái. Thế giới này, sư đạo làm đầu, địa vị lão sư vô cùng cao quý, được coi trọng hơn kiếp trước quá nhiều. Cái gì mà luyện đan sư, luyện khí sư, luyện bảo sư? Vô cùng nhiều nghề nghiệp trong thượng cửu lưu, đều không bằng danh sư. Cũng khó trách, ở thế giới này, bất kể tu luyện hay học tập bất kỳ nghề nghiệp gì đều cần lão sư chỉ dạy. Nếu không tôn trọng lão sư, làm sao có khả năng tiến bộ? Đúng rồi, rốt cuộc Lục Trầm đại sư sát hạch ngươi gì vậy? Tại sao lại bảo các ngươi nhất định phải học tập ta? Sau khi biết địa vị của lão sư, Trương Huyền liền buông một câu hỏi mà hắn vẫn còn đang cảm thấy nghi hoặc. Bạch Tốn là tiểu vương gia của Trấn Nam Vương, Hoàng Ngữ là nữ tử hội trưởng sư giả công hội, bản thân lại là trợ lý danh sư, theo đạo lý mà nói, với địa vị như vậy, bọn họ còn cần người khác sát hạch hay sao? Trong gia môn Lục Trầm đại sư có lưu trữ một bộ chân tàng mặc hiên đồ không biết bao nhiêu năm. Hai chúng ta đều muốn sở hữu nó, chính vì thế đại sư mới cố ý đưa ra vấn đề khó, tiến hành sát hạch chúng ta. Hoàng Ngữ giải thích. Mặc hiên đồ. Trương Huyền hơi nhướng mày. Là mặc hiên đồ của Họa Đạo Tông sư Mặc Trần Tử năm xưa. Các ngươi cũng không hiểu thư họa, muốn thứ này làm gì? Xem lướt qua rất nhiều thư tịch trong tàng thư các, trong đó có cuốn ghi chép liên quan tới Mặc Hiên Đồ, nói là Mặc Bảo do Họa Đạo Tông sư lưu lại vào trăm năm trước, quý giá không gì sánh được, giá trị liên thành. Là, tặng người. Hoàng Ngữ chợt đỏ mặt. Tặng người. Lúc này Trương Huyền mới hiểu ra. Bạch Tốn và nàng đều thích Mặc Hiên Đồ, đều muốn hỏi Lục Trầm đại sư đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là ai trong bọn họ vượt qua sát hạch trước. Cái gọi là sát hạch. Chắc là cảm nhận thư họa. Trương đại sư, người hiểu rõ thư họa như thế, chỉ liếc mắt nhìn là có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề, có thể dạy chúng ta được không? Bạch Tốn nhìn sang với ánh mắt khẩn khoản. Đúng đấy, dạy chúng ta đi. Hoàng Ngữ cũng nhìn sang. Dạy các ngươi. Hắn có thể nhận ra thư họa là dựa vào thiên đạo đồ thư quán, chứ kỳ thực. Bản thân hắn có hiểu thư họa là cái gì đâu, làm sao mà dạy được chứ? Nhìn ánh mắt mong đợi của hai người, Trương Huyền lúng túng không biết làm gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 80.